khiêng đao vị kia, cuối cùng là Từ Tinh không thu con mắt, xem đọc chọc giả ánh mắt không là bình thường liếc, ta cho là ngươi sẽ tìm hai có thể đánh, đi bên ngoài đi dạo một vòng, lại tìm hai vật nhỏ. Ngươi nhà thần khí không được bao lâu. Chờ nhà ta lão tam tới. Trùy tử ngươi. Quỷ Tinh nghịch cùng khò khè oa có vẻ như liền không thể nghe thấy vật nhỏ ba chữ, nghe thấy liền phá lệ phát cáu nhi, cũng bởi vì nộ khí lớn, mới mắng rất hăng hái, ngươi mới vật nhỏ, cả nhà ngươi đều vật nhỏ. Ngươi đều không gọp đủ, liền chạy đến tìm ta đánh nhau. Họ Cuồng bị chọc phát cười, tiện tay đem Quỷ Tinh nghịch ôm xuống. Xong, hàng này liền cho người ta quần cộc lột, hướng về phía Quỷ Tinh nghịch tiểu huynh đệ một trận mãnh liệt đánh, vật nhỏ này rất không giảng võ đức. Đi lên liền gây sự, hơi kém cho hắn đảo thành thái giám. Ngô! Quỷ Tinh nghịch một hồi kêu rên, trong nháy mắt nước mắt rưng rưng. Châm Ngôn nói rất hay, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày. Hắn cái này phá phách người trong nghề, tối nay bề ngoài như có chút nhi sảng khoái. Đảo! Ta nhường ngươi đảo! Họ Cuồng cũng không giảng võ đức, bắt được một cái liền chiêu chết thu thập. Hình tượng này! Nhìn đầu chọc lão cùng khò khè oa toàn thân trên dưới mất tự nhiên, đặc biệt là một cái vị trí nào đó, một hồi lạnh lẽo, chớ nói bản thân chịu, vẻn vẹn nhìn xem đều mẹ nó đau. Lão Tam, người mẹ nó chạy đi đâu rồi? Quỷ Tinh nghịch oa oa trực khiếu, cả người cũng không tốt. A, à, hắt hơi. Nghiên cứu cờ sách Triệu Bân, một cái hắt xì đánh bá khí ầm ầm. Nên lại có người đang thăm hỏi hắn, chuyện này hắn đã sớm quen thuộc. Lão Tam đúng không? Ta chờ hắn. Họ Cuồng đánh sướng rồi, tìm chỗ nhi ngồi đó. Quỷ Tinh nghịch lại bị treo đi lên, khóc cái kia lệ rơi đầy mặt. Triệu Bân ra chuyện tống thông đạo lúc, đã là Tu La tinh vực. Đây là một tòa cực thật lớn cổ thành, mượn chính là mảnh tinh vực này danh hào, xưng hắn Tu La cổ thành. Cuối cùng đã tới. Đi ra thông đạo người, đều ác hung ác duỗi lưng mỏi, đoạn đường này mặc dù dài dằng dặc, chờ mặc dù lo lắng, lại là một đường bình an vô sự. Suy nghĩ một chút những năm qua, phàm là có bóng người tại không gian thông đạo bên trong chát đôi, tất có người khô trận chiến, cũng không biết là cố ý vẫn là rảnh rỗi nhất cả trứng, đánh chắc chắn sẽ thông đạo sụp đổ, tới một chuyến Tu La tinh vực, so với hắn vậy mẹ thỉnh kinh còn khó. Thời gian còn sớm, uống một chén. Không thiếu kết bạn mà đến người, cũng là kết bạn mà đi. Triệu Bân cũng mở ra bước chân, một đường đi một đường mong nhìn, tới Tu La tinh vực, như phát hiện đại lục mới. Tràn đầy tân kỳ, cũng tràn đầy khát vọng tìm được ký ức chi hoa, ở giữa đừng ra nhầm lẫn mới tốt, hắn lại dùng người biển chiến thuật, hóa ra một món lớn phân thân, chạy về phía đánh phố lớn ngõ nhỏ, đi vào các đại cửa hàng, nghe ngóng ký ức chi hoa tung tích. Thân là bản tôn hắn, từ cũng không nhàn rỗi, lân cận bước vào một tòa tiệm bán thuốc. Cửa hàng ông chủ là người mập mạp lão đạo, sinh tai to mặt lớn, thậm chí hai mắt híp mắt cùng một đường giống như, nhiên, người không thể xem bề ngoài. Đừng nhìn lão đạo này một thân thịt mỡ, lại là một tôn hàng thật giá thật nửa bước thái hư cảnh. Tùy tiện nhìn, mập mạp lão đạo ngáp một cái. Tiền bối, người cái này nhưng có ký ức chi hoa. Triệu Bân tiến lên vấn đạo. Gì hoa? Ký ức chi hoa? Chưa từng nghe qua. Mập mạp lão đạo rung đầu, lịch duyệt không ra thế nào đủ nhìn. Triệu Bân một mặt tiếc nuối, lại quay người ra tiệm tạp hóa. Rất nhanh, hắn lại gạt trở về. Tính thăm dò nhìn mập mạp lão đạo, tiền bối có thể nhận ra Cuồng Anh Kiệt. Hóa thành cho đều nhận ra, mập mạp lão đạo xủy tay. Lời này nghe Triệu Bân trong lòng là lạ, chủ yếu là lão đạo này ngữ khí không bình thường. Đương nhiên, hắn đối với Cuồng Anh Kiệt không có hứng thú gì, hắn muốn tìm chính là đầu chọc lão. Lão già đầu chọc kia nói, này tinh vực có ký ức chi hoa, khó tránh khỏi tìm được cái kia cá tính cuồng, tìm lấy đầu chọc già. Có biết hắn ở đâu? Triệu Bân lại hỏi, ta cũng tại tìm hắn, mập mạp lão đạo nói, sắc mặt còn hắc một phần. Đa tạ, Triệu Bân chắp tay thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Hắn không có dừng lại, dọc theo trường nhai ai cá tìm, gặp người liền hỏi thăm. Thuận tiện, cũng không quên hỏi thăm một chút cái kia cá tính cuồng nhân tài, cũng không biết vì cái gì, người nơi này, có vẻ như đều thế nào không chào đón cái kia hàng, nghe thấy Cuồng Anh Kiệt ba chữ kia, liền phá lệ phát hỏa. Nên chọc rất nhiều cừu ra. Triệu Bân trong lòng thầm nhủ, là như vậy ngờ tới. Đầu chọc lão nói qua, tên kia là một cái hiếu chiến chủ, không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường, hơn phân nửa đánh không ít người, cũng hơn nửa tạo không thiếu nghiệt, lúc này mới bị người ghi hận.
Ta nói, ngươi tại tìm ký ức chi hoa. Đang lúc đi, Triệu Bân chợt cảm thấy có người sau lưng kéo lại hắn. Ngoái nhìn xem xét, mới biết là lúc trước cùng hắn đồng hành cái kia tiểu lão đầu nhi. Ngươi biết nào có, Triệu Bân vội vàng hoảng vấn đạo. Biết, tiểu lão đầu mang theo hồ lô rượu, không lo lắng ực một hớp. Mong rằng tiền bối cáo chi, Triệu Bân cầm 5-3 ngàn tiên thạch, kín đáo đưa cho tiểu lão đầu nhi. Thiên Vương Tinh liền có một gốc, tiểu lão đầu nhi cười nói. Thiên Vương Tinh, Triệu Bân nghe xong sững sờ, thật hay giả. Lấy người tiền tài, cho người ta nói chuyện, lão phu điểm ấy tín nghĩa vẫn phải có. Tiểu lão đầu nhi treo ở giữa không trung, ý vị thâm trường vuốt râu một cái, thật sự cũng tốt, giả cũng được, ngược lại hắn nói chứng chạc đàng hoàng, mà còn có một loại phát thể độc điềm báo. Mẹ nó! Triệu Bân trong lòng nhịn không được bạo nói tục, hắn chính là từ Thiên Vương Tinh tới, không xa mấy ngàn vạn dặm tới Tu La Tinh Vực, tìm trí nhớ kia chi hoa. Đến, càng là niềm vui bất ngờ như vậy, hắn là bị đầu chọc lão lừa gạt. Không thể a, đề cập tới Diệp Lan Mệnh, lão già đầu chọc kia còn có thể lừa gạt hắn sao, nhưng cái này tiểu lão đầu nhi, giống như cũng không nói dối. Như vậy vấn đề tới. Đến tột cùng có vài cọng ký ức chi hoa. Thiên Vương Tinh một gốc. Tu La Tinh Vực một gốc. Vẫn là nói, vốn chính là cùng một gốc, chỉ có điều, từ Tu La Tinh Vực lưu lạc đến Thiên Vương Tinh, chuyện này cũng oán hắn, trước kia liền nên trước tiên đánh nghe ngóng, cũng không đến nỗi chạy nhiều như vậy chặng đường oan uổng. Ngươi cũng đừng trở về tìm, Thiên Vương Tinh gốc kia ký ức chi hoa, 3 năm trước đây liền đã bị người dung. Tiểu lão đầu nhi lại nói, trùng hợp hôm đó lão phu tại chỗ, là tận mắt nhìn thấy. Dung, Triệu Bân thoảng qua thần nhi, bị ai dung? Lâm thị nhất tộc tiểu thánh nữ, giống như gọi Lâm Uyển Nhi tới. Ta, Triệu Bân một hơi thở gấp thuận, tiểu tâm can phá lệ đổ đắc hoảng. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn nhi, đây cũng quá nói chuyện vớ vẩn a. Lâm thị một mạch đã bị Thiên Vương Tông diệt tộc, gốc kia ký ức chi hoa, ngươi cũng đừng nghĩ. Tiểu lão đầu nhi vỗ vỗ Triệu Bân, bước ngạo kiều tiểu cước bộ đi ra, lại là hung hăng thở dài. Ta có thể không muốn sao? Triệu Bân quay đầu chạy về phía trong thành, Lâm thị nhất tộc tuy bị diệt, có thể Lâm Uyển Nhi còn tại nhân thế, dung ký ức chi hoa không sao, cho cô nương kia phóng một chút huyết liền tốt, đối phương bản nguyên huyết, hẳn là có thể luyện ra ký ức chi hoa một chút tinh hoa, phải chăng đối với Diệp Lan hữu dụng, thử một lần liền biết. Trong thành, vẫn là bóng người ô ương một mảnh. Lúc hắn tới rất tốn sức, bây giờ muốn trở về, có vẻ như càng tốn sức, bởi vì tới Tu La Tinh vực quá nhiều người. Thậm chí chiêu ngoại truyền tống tinh không trận, đã là khép kín trạng thái, để tránh cho song hướng truyền tống áp lực, bực này cục diện, phòng thủ trận giả cũng không khả năng đơn độc vì hắn một người mở tinh không trận. Thật lúng túng a. Triệu Bân xử bản dòng dã, hung hăng hít một hơi. Đi là không đuổi lội, tung hắn có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại Thiên Vương Tinh, cũng chưa chắc có thể tìm được Lâm Uyển Nhi, vấn đề hiện tại là, đối ngoại truyền tống tinh không trận đã khép kín, hắn căn bản đi không được. Trời xui đất khiến. Bỏ lỡ Lâm Uyển Nhi, chính là bỏ lỡ gốc kia ký ức chi hoa. Như cô nương kia bị Thiên Vương Tông diệt, hắn lại so với ăn quả cân còn khó chịu hơn. Chỉ mong Tu La Tinh vực còn có một bụi khác. Triệu Bân cuối cùng xem qua một mắt, lại vào huyên náo đại nhai. Một ngày này, hắn như một con chuột, ở trong thành chợt tới chợt lui, chính xác nói, là một đám chuột, tăng thêm hắn đông đảo phân thân, cũng không phải chính là một đám đi. Gặp người liền hỏi ký ức chi hoa. Tiếc nuối là, không một người nghe nói qua. Bất đắc dĩ, Triệu Bân đành phải đi những thành trì khác tìm. Liền cái này. Trong thành một cái góc không người, Triệu Bân nhìn qua địa đồ, trộm đạo mang ra trận đài, khắc xuống tọa độ, chạy gần nhất cổ thành truyền tống, không gian thông đạo bắc, hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngoài thành đêm, lại yên tĩnh u tịch. Hơn nửa đêm, cũng chưa có người đi ra tản bộ. Nhưng đêm tĩnh mịch, lại bởi vì một tiếng oanh minh bị phá vỡ, âm thanh truyền lại từ một mảnh quần sơn, nên có người ở đánh nhau, đánh thật xa thì thấy sơn nhạc từng tòa sụp đổ, còn có mất đi quang đang bay múa. Lại là giết người cướp của Kiều Đoạn. Bị đuổi giết giả, chính là một cái thanh niên áo trắng, tu vi không tầm thường, chiến lực cũng không yếu. Đáng tiếc, đối thủ của hắn càng mạnh mẽ hơn, chính là một vàng một bạc hai người giả, tất cả động hư đỉnh phong cảnh, chớ nói hai đánh một. Tung đơn đấu hắn cũng kém xa, chơi bạc mạng bỏ chạy, nhưng vẫn là bị ngăn ở trong núi, đến nước này khắc, đã thương không gặp người hình, lung la lung lay, đứng cũng không vững. Chạy,
sao không chạy? Kim bào lão giả một lời u cười. Nhà ta lão tổ sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thanh niên áo trắng lạnh lùng nói. Vậy hắn phải biết mới được, ngân bào lão giả là người nóng tính, cách không một trưởng vỗ đi qua, chậm thì sinh biến, sớm diệt sớm an tâm. Thanh niên áo trắng một bước lảo đảo, muốn điều động tiên lực, thế nhưng khí huyết đã khô kiệt. Lấy hắn bây giờ trạng thái, cái nào chống đỡ được động hư đỉnh phong một trường. Hắn ngăn không được, nhưng có người chống đỡ được, không đợi ngân bào lão giả một trường tới người, thì thấy một bóng người đột nhiên đi ra, còn chính là như vậy xảo, còn chính là như vậy tấc, đụng cái bản bản dòng dã. Tất nhiên là Triệu công tử, dùng trận đài mà đến, nhưng cái này chạy trốn thiếu chút nữa nhi ý tứ. Phốc, hắn cái này lão huyết, phun bá khí ầm ầm. Cho dù là hắn nội tình, chịu động hư đỉnh phong một trường, cũng là rất sảng khoái, cả người đều hoành lộn ra ngoài, đem một tòa vách đá, đâm đến ầm vang sụp đổ. Thanh niên áo trắng sửng sốt, cái nào chạy ra một người. Vàng bạc hai người giả thì nhíu mày, đối phương hiển nhiên là từ bên trong không gian thông đạo đi ra, nửa đường xuống xe, hoặc là xác định vị trí truyền tống trận, hoặc là đặc thù trận đài, chỉ có điều trùng hợp đến nơi này, bọn hắn rất tùy ý, thêm một cái không nhiều, huống hồ, là tiểu tử kia chính mình đưa tới cửa. Qua! Trong đá vụn, Triệu Bân đã che lấy ót leo ra. Động hư đỉnh phong một trường, quả nhiên là đủ sức đủ lực đạo, hơi kém cho hắn đánh tan trống, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng không oán người được nhà, là hắn cái này mơ mơ hồ hồ đụng đầu đi. Ai nha! Gặp Triệu Bân còn có thể đứng lên, hai người giả tất cả chọn lấy lông mày. Động hư đỉnh phong cảnh một trường A, hoàn toàn không có đả diệt cái kia tiểu huyền tiên. Làm phiền! Triệu Bân khoát tay áo, quay người liền muốn đi. Hắn là muốn đi, vàng bạc hai người giả tất nhiên là không làm, vẫn là ngân bào lão giả, một trưởng giả thiên xuống, trùng hợp cũng tốt, đối phương không có mắt cũng được, đã vào giá phiến sơn lâm, cũng đừng nghĩ đi. Ta chỉ là đi ngang qua, Triệu Bân mắt liếc. Thì tính sao, ngân bào lão giả cười gằn một tiếng. Lời này còn có nửa câu sau, lão tử hôm nay liền diệt ngươi. Không phục chơi ta à. Nói làm liền làm. Triệu công tử là cái người thành thật nhi, một cái thuấn thân liền đi qua. Huyết quang nhất thời chợt hiện. Một giây trước còn tại nhe răng cười ngân bào lão giả, tích tắc này, đầu liền bị Triệu Bân chặt. Dù sao cũng là động hư đỉnh phong, đầu người bị chém, không có nghĩa là hắn liền chết. Triệu Bân tiên nhãn thuấn thân là mạnh, lại không có thể tuyệt diệt ngân bào lão giả nguyên thần. Thuấn thân. Bên ngoài kim bào lão giả, không khỏi một tiếng kinh ngạc. Liền hắn đều như thế, càng chớ nói chỉ còn dư nửa cái mạng thanh niên áo trắng, cái này huyền tiên cảnh hảo niệu tính A. Lại chặt một tôn động hư đỉnh phong đầu người, cho dù không có giết chết, cũng đầy đủ kinh khủng. Ngươi đáng chết. Ngân bào lão giả tức giận, nguyên thần kiếm đâm phá trường không. Cách đó không xa kim bào lão giả, cũng sử dụng bản mệnh pháp khí, cũng không phải là sợ cái này tiểu huyền tiên cảnh, mà là muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, vạn nhất rước lấy những thứ khác cường giả. Sợ không tốt thu chàng. Quang minh thân. Triệu Bân trong lòng một quát, lại khai quang minh chi pháp. Cũng như cứu Lâm Uyển Nhi lần kia, hắn không muốn để cho thanh niên áo trắng nhìn thấy hắn tiên vương khôi lỗi. Như thế, lấy quang minh tạo cái hắc ám, vẫn rất có cần thiết. Ngô. Vàng bạc hai người giả vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị hoảng hai mắt bôi đen. Đồng dạng bị lung lay mắt, còn có thanh niên áo trắng, trong nháy mắt gì đều không nhìn thấy. Đi đường bình an. Quang minh cùng hắc ám giao thoa bên trong, có Triệu Bân băng lãnh cô quạnh lời nói. Theo hắn dứt lời, Hạo Thiên Hạo Vũ cùng nhau giết ra vĩnh hằng giới, một cái mang theo tiên vương kiếm, một cái sách theo đen tiên đao, một cái phong tỏa kim bào lão giả, một cái phong tỏa ngân bào lão giả, ra tay chính là tuyệt sát. Phốc. A. À. Huyết quang cùng với kêu thảm, hai người giả tại chỗ chết, chết rất nhiều phiền muộn. Đến. Hai vị này cũng không biết cái nào cùng cái nào, thế nào liền bị người nhất kích dây đâu. Quang huy tán đi, thanh niên áo trắng con mắt khôi phục tỉnh táo. Lọt vào trong tầm mắt, chính là hai cỗ thi thể không đầu, chính là vàng bạc hai người giả, đã là thân hủy thần diệt, hắn thời khắc này thần thái, cùng hôm đó Lâm Uyển Nhi, không có sai biệt, hắc ám cùng quang minh trong nháy mắt, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, một cái huyền tiên cảnh, có thể đem hai tôn động hư đỉnh phong dây như vậy triệt để. Đa tạ đạo hữu cứu. Thanh niên áo trắng đè áp chấn kinh, từ trong thâm tâm cảm kích. Người có biết nào có ký ức chi hoa? Triệu Bân thuận miệng hỏi một chút,
phất tay áo thu hai người giả thi thể. Biết. Thanh niên áo trắng đáp lời, để Triệu Bân hơi có vẻ ngoài ý muốn. Như thế cái thuận miệng hỏi một chút, lại vẫn chỉnh ra niềm vui bất ngờ đi ra. Nào có, Triệu Bân từng bước đi tới, con mắt cái kia bóng loáng. Không lo đảo, thanh niên áo trắng trà sát khóe miệng máu tươi, nói có phần chắc chắn. Triệu Bân không nhiều nói nhảm, tiện tay lấy ra địa đồ, một phen mong nhìn, phía trên thật là có như thế cái địa phương, cách này bất quá 700-800 dặm. Không lo ở trên đảo, nhưng có người quen của ngươi. Triệu Bân thu địa đồ. Có ta một bạn cũ, thanh niên áo trắng nở nụ cười. Nhưng có khoảng không cùng ta đi một chuyến, Triệu Bân mang ra trận đài. Dễ nói, thanh niên áo trắng một bước đi lên, ân cứu mạng hắn phải báo. Lại nói, hắn dám nói cái chữ không sao, như gây vị này không cao hứng, làm không tốt sẽ đem hắn một khối diệt. Ông, trận đài một hồi ông rung động, hai người cùng nhau tiêu thất. Màu sắc sặc sỡ trong thông đạo, Triệu Bân như tấm bia to giống như đứng lặng, ngược lại là thanh niên áo trắng, biểu lộ ra khá là câu nệ, đều ở trong lúc lơ đãng, vụng trộm quét lượng Triệu Bân, xác định chưa thấy qua, chỉ biết lai lịch rất thần bí, lại thủ đoạn rất nhiều, cái kia hai tôn động hư đỉnh phong bị diệt, hắn đến nay đều không nghĩ rõ ràng. Kẻ hèn này ban ngày, thanh niên áo trắng tự báo tục danh. Trắng, thiên, Triệu Bân bản tâm không ngoại vật, nhưng nghe cái tên này, vô ý thức bên cạnh con mắt, ánh mắt kỳ quái, họ Bạch người, có phải hay không đặt tên đều tùy ý như vậy, phía trước có cái nằm mơ ban ngày, cái này lại mang đến ban ngày, không chỉ dễ nhớ, còn mẹ nó thông tục dễ hiểu. Tên rất hay, Triệu Bân lễ nghi tính chất nở nụ cười. Về phần hắn, cũng không báo danh húy, bởi vì hắn chỉ là một cái khách qua đường. Còn có, cùng hắn dính líu quan hệ, cũng chưa hẳn là gì một chuyện tốt. Khoảng cách 700-800 dặm, không lâu liền đến. Hai người ra thông đạo lúc, đã là một mảnh bát ngát thương hải. Đúng lúc gặp ban đêm, tinh huy rực rỡ, hải sương mù tung bay, toàn bộ mặt biển đều mông lung một mảnh, vô tận thị lực đi xem, có thể gặp mây mù thấp thoáng bên trong, có một tòa tiên đảo, như một khỏa bảo thạch, khảm nạm tại đại hải chỗ sâu. Đó chính là Không Lo tiên đảo. Ban ngày chỉ phía xa phương kia, đảo chủ nhân chính là Không Lo tiên tử, thái hư cảnh tu vi, nàng dưới trướng có một đồ nhi tên gọi Lăng Tuyệt, chính là ta trước kia du lịch lúc làm quen hảo hữu, là cái kỳ tài khoáng thế, trong tay hắn liền có một gốc ký ức chi hoa. Làm phiền đạo hữu, Triệu Bân đưa tới một bầu rượu. So sánh ân cứu mạng, cái này đều tiện tay mà thôi. Ban ngày không khách khí, cười tiếp nhận bầu rượu, nói thực ra, hắn nhìn vị này vẫn là rất thuận mắt. Ít nhất đây không phải đại gian hạng người tà ác, bằng không thì, hắn sớm vào quỷ môn quan. Đang khi nói chuyện, hai người đã rơi vào ở trên đảo. Triệu Bân là lần đầu tiên tới, ngước mắt vòng xem qua một mắt. Đảo này rất bất phàm, tự thành một càn khôn, trong đảo có giấu một tòa tiểu linh sơn, lồng mộ tại tiên vụ phía dưới, rất giống một cái tre làm xa nữ tử, tự có một loại thần bí mộng ảo ý cảnh. Lăng huynh, ban ngày đã ở kêu gọi. Chợt. Thì thấy một cánh cửa ánh sáng chậm rãi rộng mở, có một người từ bên trong đi ra. Cũng là thanh niên, một thân tố y xuất trần, trong tay còn nắm một bộ cổ thư, chợt nhìn, còn tưởng rằng là cái phàm nhân thư sinh đâu. Dù vậy, cũng không thể che hết ý của hắn uẩn, tiên phong đạo cốt, khí chất du nhiên, con mắt là sạch sẽ, không mang theo mảy may lệ khí, thâm thúy như tinh không. Là một nhân tài, Triệu Bân trên dưới quét đo một phen. Ban ngày cũng không khuếch đại. Cái này tên là Lăng Tuyệt người, đích xác rất bất phàm, không phải đặc thù huyết mạch, lại tự có dị tượng phối hợp, không biết tu loại nào đạo, cả người cũng như một mảnh chỉ thủy. Nửa đường gặp truy sát, ban ngày một tiếng gượng cười. Truy sát, Lăng Tuyệt nhíu mày, đã nhìn ra hảo hữu trên người bị thương. Là vị đạo hữu này đã cứu ta, nhặt về một cái mạng. Ban ngày nhìn về phía Triệu Bân. Đi ngang qua thôi, Triệu Bân cười cười. Nhanh, mời vào bên trong. Lăng Tuyệt có phần là nhiệt tình, hảo hữu ân nhân cứu mạng, cũng không thể chậm trễ. Vào tiểu linh sơn, lại là một phen khác thế giới. Triệu Bân nhìn thổn thức, cái kia Không Lo tiên tử xác thực đại thần thông. Lương đình. Lăng Tuyệt dọn lên cổ trà, trà vị hương thơm nồng đậm. Nghe nói, đạo hữu cái này có một gốc ký ức chi hoa. Triệu Bân không nói nhảm, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Trước đó có, Lăng Tuyệt một tiếng gượng cười. Bây giờ đã không trong tay ta. Không tại, ban ngày để chén trà xuống, ngươi sẽ không cầm lấy đi bán a. Chính xác nói,
Là thua, Lăng Tuyệt gượng cười, nhiều vẻ lúng túng ý vị. Thua. Cùng người giao đấu, đánh thua. Đánh cược chính là ký ức chi hoa. Cùng một đời nhân chung, có thể thắng ngươi cũng không nhiều. Ban ngày nhíu mày đạo. Là cuồng anh kiệt, Lăng Tuyệt ho khan đạo. Cái kia, ngươi thua không oan, ban ngày cười, cũng nhiều vẻ mất tự nhiên. Nhìn thần thái này, hắn có vẻ như cũng bị họ cuồng đánh qua, thậm chí bây giờ còn có lưu bóng tối nhi. Có thể hay không cáo chi, cuồng anh kiệt bây giờ người ở chỗ nào? Triệu Bân nhìn không chớp mắt. Hắn hành tung bất định, cũng không dám tại một chỗ mỏi mòn chờ đợi. Ban ngày thay Lăng Tuyệt cho đáp án, hắn là tốt chiến chủ, đi đến đâu đánh tới cái nào, không thiếu người thanh niên kiệt, đều bị hắn đánh một cái tàn phế, thậm chí chọc không thiếu cửu gia, không thiếu lão gia hỏa đang khắp thiên hạ tìm hắn tính sổ sách. Triệu công tử nhào nặn lông mày, còn có một loại muốn chửi má nó xúc động. Tìm một gốc ký ức chi hoa, thế nào nhiều như vậy điều sự nhi, phía trước có cái Lâm Uyển Nhi, là trời xui đất khiến, bên này dứt khoát không gặp người, hắn mãnh liệt hoài nghi, thượng thương có phải hay không lưu lấy hắn chơi đâu. Ta mặc dù không biết hắn ở đâu, nhưng có một nơi, hắn nhất định sẽ đi. Ban ngày bồi thêm một câu. Nơi nào, Triệu Bân lại tới tinh thần. Thiên trì thịnh hội, lần này đổi Lăng Tuyệt thay ban ngày nói. Hắn rất ưa thích tham gia náo nhiệt. Ban ngày cười nói, nào có náo nhiệt liền hướng cái nào góp, trăm năm một lần thiên trì thịnh hội, không biết rước lấy bao nhiêu tiên gia đạo hữu, hắn nhất định sẽ đi. Vậy ta liền chờ hắn, Triệu Bân hít sâu một hơi. Hắn không phải chạy thiên trì thịnh hội tới, nhưng lần này còn thật phải đi dạo. Thiên linh linh địa linh linh, nhưng tuyệt đối đừng lại xuất nhầm lẫn, trái tim nhỏ của hắn thật sự không chịu nổi. A, à, đang nói lúc, chợt nghe một tiếng nữ tử tê ngâm. Đau đớn không chịu nổi. Có lẽ là tê ngâm tới quá đột ngột, thậm chí Triệu Bân cùng ban ngày đều bị kinh ngạc một chút. Chỉ Lăng Tuyệt trao mày, như gió vậy ra lương đình, thẳng đến Tiểu Linh Sơn chỗ sâu. Đều đã lâu như vậy, còn chưa khỏi hẳn, ban ngày nói khẽ. Đó là không lo tiên tử a. Triệu Bân cũng đứng lên, cũng tại nhìn phương kia. Trước kia ngộ đạo xảy ra vấn đề, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, thường xuyên hồn lâm vào ngây ngô. Ban ngày giải thích nói. Nhớ khi ta lần trước lúc đến, đang gặp không lo tiền bối phát cuồng, nửa cái hòn đảo đều cho đánh tan, vẫn là các vị tiền bối liên hợp trấn áp, mới rơi vào ngủ say. Triệu Bân không nói thêm nữa. Nói ra vấn đề, đó chính là đại vấn đề. Oanh! Đột nhiên một tiếng oanh minh, vang vọng không lo đảo. Triệu Bân cùng ban ngày nhìn rõ ràng, toàn bộ Tiểu Linh Sơn đều vù vù run lên. Phốc! Sau đó, chính là một đạo chói mắt huyết quang. Hai người là mắt thấy Lăng Tuyệt từ chỗ sâu bay ngược ra tới. Lăng huynh, ban ngày một bước tiến lên, đem hắn đón lấy. Triệu Bân nhìn nhưng là chỗ sâu, có một cỗ cuồng bạo chi khí tại tàn phá bừa bãi. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe xích sắt hoa lạp âm thanh, như đoán không sai, không lo tiên tử dùng xích sắt khóa chính mình, cái này cùng năm đó mây khói, hơn phân nửa không có sai biệt, liền sợ ngây ngô lúc đả thương người trong nhà. Trên thực tế, không lo tiên tử đã đả thương người trong nhà. Nhìn Lăng Tuyệt, toàn thân cũng là huyết, là bị một loại huyết sát thương tổn, chữa thương nơi cửa, oanh lấy chính là màu đen u quang, cực dương tận hóa diệt hắn tinh khí, tựa như huyết hắc không những không khép lại, còn hướng bên ngoài khuếch trương. Răng rắc, xích sắt đứt gãy âm thanh rất nhanh vang lên. Không cần đi xem, liền biết là không lo tiên tử tránh thoát xích sắt. Sư tôn, tỉnh lại. Lăng Tuyệt thông suốt đứng vững. Chắp tay trước ngực. Theo ấn quyết dừng lại, Tiểu Linh Sơn đỉnh, có một phe bảo ấn hiển hóa, còn có đầy trời phù chú đang bay múa, rất rõ ràng, đó là mấy vị lão tiền bối liên hợp lưu lại phong ấn, vì chính là trấn áp không lo tiên tử, mà Lăng Tuyệt, nhưng là mở ra ấn giả, tu vi tuy thấp, nhưng mượn nhờ đáng sợ phong ấn, là có thể ngăn chặn sư tôn. Quả nhiên, phong ấn vừa ra, Tiểu Linh Sơn yên lặng không thiếu. Còn có xích sắt hoa lạp âm thanh, cũng dần dần tiêu trầm xuống. Hô! Ban ngày thở dài một hơi, nhưng Lăng Tuyệt trạng thái cũng không thế nào hảo. Hắn dù sao chỉ là một cái huyền tiên, động phong ấn này đại trận, tiêu hao không là bình thường lớn. Sao động Linh Sơn, cuối cùng là rơi vào bình tĩnh. Nhiên, dạng này bình tĩnh, lại làm cho ba người đều rất cảm thấy kiềm chế. Đặc biệt là Triệu Bân, có đại địa linh chú làm cảm giác, có thể mơ hồ trông thấy chỗ sâu, có thể mơ hồ trông thấy một bóng người xinh đẹp. Không lo tiên tử yên lặng, rất giống trước khi mưa bão tới Ninh Tĩnh. Quả nhiên, trước sau bất quá ba lượng trong nháy mắt,
Tiểu Linh Sơn lại một hồi lắc lư. Treo ở Linh Sơn đỉnh bảo ấn, cũng lung lay sắp đổ, từng đạo tiên phù, liên miên nổ tung, cho dù Lăng Tuyệt có thể chấp trưởng phong ấn, cũng ép không được sư tôn lực lượng cuồng bạo, thái hư cảnh uy áp, từ Linh Sơn chỗ sâu, một đường hoành phô tứ phương. Đi! Lăng Tuyệt một cái phật tay, đem Triệu Bân cùng Ban Ngày đẩy đi ra. Mà hắn, thì lại một lần kết động ấn quyết, động kinh khủng hơn phong ấn. Đã kinh khủng, tiêu hao tất nhiên là thảm thiết, có thể thấy hắn trong tóc đen, nhiều từng sợi tơ bạc. Tiếc nuối là, vẫn như cũ không đáng chú ý. Chỉ vì không lo tiên tử đã xuất, cuồng bạo tiên lực, tịch thiên quyển địa. Nàng là thái hư cảnh, ít nhất bát trọng trở lên, thêm nữa tẩu hỏa nhập ma sức mạnh, so đỉnh phong thái hư mạnh hơn. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Tiểu Linh Sơn sụp đổ nửa bên. Triệu Bân một bước không có đứng vững, tại chỗ bị chấn lật. Nội tình hùng hậu như hắn, đều như vậy chật vật, càng chớ nói Ban Ngày cùng Lăng Tuyệt. Ban Ngày so với hắn bay ra ngoài càng xa, Lăng Tuyệt thì so Ban Ngày thảm hại hơn. Chỉ vì, Lăng Tuyệt là thi người phong ấn, bây giờ phong ấn ép không được không lo tiên tử, lại còn bị không lo tiên tử hủy hoại, bị phản phệ tất nhiên là hắn, tiên khu trong nháy mắt nhuốm máu, liền nguyên thần cũng gặp trọng thương. Phanh! Một tiếng này ầm ầm, chấn đại địa đều lắc lư. Là không lo tiên tử đi ra, tựa như viễn cổ ma thổ đi ra một tôn nữ ma đầu. Nàng huyết phát xóa, sát khí ngập trời, màu đen thùi lùi tiên lực, như hải dương giống như lăn lộn. Nàng bước liên tục là nhẹ nhàng, lại bởi vì uy áp quá kinh khủng, thậm chí mỗi một bước rơi xuống, đều đạp đại địa động rung động. Đáng sợ nhất là nàng con mắt, hình như có một mảnh núi thây biển máu núp ở bên trong, diễn hết cô quạnh cùng hủy diệt. Ban Ngày gặp chi, mãnh liệt nuốt nước bọt, sắc mặt cũng trắng bệch vô cùng. Cái kia rõ ràng là một tôn thái hư cảnh, có thể không lo tiên tử bây giờ cho nàng cảm giác, lại so như tiên vương, quanh thân rủ xuống tràn tung bay sát khí, mỗi một sợi cũng như núi trầm trọng, hơi lạnh lạnh giá thấu xương, phảng phất giống như đến từ địa ngục. Thật mạnh a, Triệu Bân cũng hơi nhíu lông mày. Hắn đoạn đường này, thấy qua thái hư cảnh nhiều không kể xiết, có vẻ như là thuộc cái này mạnh. Nói ra vấn đề, tẩu hỏa nhập ma, ngược lại cho không lo tiên tử ra chỉ một cỗ khô diệt sức mạnh. Chỉ tiếc, nàng không có thanh tỉnh ý thức. Nhưng ngược lại, nàng nếu có ý thức thanh tỉnh, hơn phân nửa cũng không sử dụng ra được sức mạnh bực này. Chanh! Trong tiếng nổ vang, có kiếm ngân vang âm thanh triệt để. Chính là không lo tiên tử đạo tắc, hỗn loạn không chịu nổi, mỗi một sợi cũng như một thanh tiên kiếm, đem bốn phía hoa cỏ cây cối, đình đài lầu các, đánh cho bừa bộn một mảnh, chói tai kiếm minh. Liền Triệu Bân nghe xong, đều rất cảm thấy nguyên thần kịch liệt đau nhức. Đi mau! Thần sắc khó coi nhất vẫn là Lăng Tuyệt, còn muốn khôi phục phong ấn. Là hắn đánh giá thấp sư tôn, lần này phát cuồng, tới so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh cũng càng mãnh liệt, đông đảo lão bối liên hợp bày ra phong ấn, lại đều ép không được, cũng trách hắn tu vi quá nhỏ bé, không cách nào khôi phục toàn bộ phong ấn. Phanh! Hắn một bước đứng vững, lại một lần chắp tay trước ngực. Có thể thấy hắn mi tâm, khắc ra một đạo phù văn cổ xưa. Có thể thấy hắn như thác nước tóc đen, lại có biến trắng dấu hiệu. Vì khôi phục phong ấn, hắn có vẻ như tại hiến tế tuổi thọ của mình. Không muốn sống nữa, Ban Ngày vội vàng hoảng tiến lên. Dù sao cũng phải thử một lần, Lăng Tuyệt thủ trung ấn quyết không ngừng. Ta, trốn xa một chút. Không đợi Ban Ngày nói hết lời, liền bị Triệu Bân đẩy về phía phương xa. Bị một khối đẩy đi. Còn có ấn quyết sắp dừng lại Lăng Tuyệt. Không lo tiên tử đã ra tới, bây giờ lại cử động phong ấn, căn bản ép không được. Đã ép không được, vậy thì thay cái những phương pháp khác, hắn chiến không được thái hư cảnh, nhưng có người chiến qua, ân. Cũng chính là hắn hai đại hộ pháp, tiên vương cấp khôi lỗi, là không nhìn thái hư uy áp. Trở về, Lăng Tuyệt cùng Ban Ngày định thân, lại muốn xông về phía trước. Thế nhưng, không lo tiên tử sát khí quá mạnh. Hai người đều bị đụng đổ ra ngoài. Đến nỗi Triệu công tử, thì trốn vào vĩnh hằng giới. Tùy theo, thì thấy Hạo Thiên Hạo Vũ giết ra tới, một cái thể nội dung Hạo Thiên Tháp, một cái thể nội dung Tiên Vương Kiếm. Không lo tiên tử vô ý thức, lại có giết hại bản năng. Nàng sát khí càng lộ vẻ bạo ngược, thành một mảnh hải dương tịch thiên quyển địa, Hạo Thiên cùng Hạo Vũ vừa mới giết đến, liền bị sát khí bao phủ. Nhưng những này, đối với Tiên Vương khôi lỗi vô dụng. Hạo Vũ thứ nhất giết ra, một trường đánh không lo tiên tử lảo đảo lui lại. Không chờ nàng đứng vững,
thì thấy Hạo Vũ giết tới, cũng là một trường, phá không lo tiên tử hộ thể tiên lực, Triệu Bân là để bọn chúng lưu lại tay, dù sao cũng là Lăng Tuyệt sư tôn, cũng không thể hạ tử thủ. Hắn cái này thủ hạ lưu tình, không lo tiên tử lại là muốn giết người. Nàng đạo tắc, thật sự hóa thành từng chuôi vô kiên bất tồi kiếm, tiên vương khôi lỗi như Hạo Thiên Hạo Vũ, trên xác thịt đều bị đánh ra từng đạo vết kiếm, kim loại va chạm tiếng leng keng, bên tai không dứt. Cũng không sao. Huynh đệ này hai không biết đau. Oanh! Không lo tiên tử diễn xuất dị tượng, chính là một mảnh mờ mịt đại thế giới. Nhiên, nàng đạo tắc dị tượng, trạng thái cũng rất kỳ quái, tại tự động diễn hóa, cũng tại tự động hủy diệt. Như thế quỷ quyệt dị tượng, Triệu Bân là đầu hẹn gặp lại. Nói ra vấn đề, dị tượng hội diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn cái này dị tượng khôi phục lại hủy diệt, liền biết không lo tiên tử chỗ đạo, ra còn không phải vấn đề nhỏ. Phanh! Hạo Thiên đụng phải dị tượng, bị ép tới một hồi lảo đảo. Hạo Vũ khôi lỗi thì bá khí ầm ầm, một trường bổ ra dị tượng. Không lo tiên tử một tiếng than nhẹ, dị tượng bị phá phản phệ sợ là không dễ chịu, có thể nàng sức mạnh bản thân, lại bởi vì dị tượng bị phá, biến càng thêm cuồng bạo, lại hấp thu dị tượng mảnh vụn, cùng đạo tắc cùng múa. Cái này cũng được. Triệu Bân nhìn thần sắc khẽ giật mình, hôm nay quả thực mở mắt. Dị tượng bể nát, lại cùng đạo tắc đồng hóa, lại khuấy động ra lực lượng mới. Cầm xuống nàng. Triệu Bân lại ra lệnh, không dám đi ra ngoài tản bộ. Không lo tiên tử bây giờ là lục thân bất nhận, một cái tát liền có thể cho hắn đánh thành một đống. Bao. Bịch. Hạo Thiên Hạo Vũ bá khí ầm ầm, là cứng rắn chống đỡ lấy đạo tắc tiên kiếm giết đi qua. Không có chút nào tâm trí không lo tiên tử, cũng không biết e ngại, cùng tiên vương đâm đầu vào đối kháng. Oanh, phanh, đại chiến tiếng va chạm, chấn thiên động địa. Mà đại chiến dư ba, cũng thành ô hắc vầng sáng, một tầng tiếp một tầng chiêu ngoại lan tràn, vốn là hỗn loạn không lo tiên đảo, có gặp đại ương, quá nhiều cung điện lầu các bị đâm đến ầm vang sụp đổ, liền ngoài đảo, cũng nhấc lên sóng to gió lớn, mất đi quang huy, đánh cho bọt nước đều phân thành cho bụi. Ngô. Thân tại trên đảo Lăng Tuyệt cùng ban ngày, cũng là chật vật dị thường. Hai người là kinh dị, đó là một cái huyền tiên cảnh A. Còn có thể cùng thái hư cảnh đấu chiến. Bọn hắn muốn thấy rõ chân tướng, thế nhưng vùng thế giới kia đã bị sát khí bao phủ, còn có tuyệt diệt quang mạn thiên phi vũ, đã cách trở bọn hắn nhìn lén, không biết bên trong tình huống gì, chỉ biết đánh rất nhiều náo nhiệt. Mạnh như vậy sao? Như lời này, Triệu Bân đã nói thầm đến mấy lần. Hắn là quần chúng. Cũng nhìn rất nhiều rõ ràng, nổi điên không lo tiên tử, so với hắn trong tưởng tượng càng tà dị, vốn cho rằng sẽ càng đánh càng yếu, ai có thể nghĩ, còn càng đánh càng mạnh, cho Hạo Thiên Hạo Vũ nhục thân, đánh đều vặn vẹo. Không tin đặt xuống không ngã ngươi. Triệu Bân xử ngay ngắn, lặng lặng đứng chờ. Chờ không lo tiên tử tiên lực hao hết, sẽ lại càng dễ chấn áp. Một trận chiến này, so với hắn trong tưởng tượng kéo dài hơn. Mà không lo tiên tử mạnh. Cũng đổi mới hắn khiếp sợ ranh giới cuối cùng. Đại chiến mấy trăm lần hợp, cũng không thấy đối phương tiên lực bị bại, ngược lại sát khí hung mãnh hơn, che phủ toàn bộ không lo đảo, nhìn ngoài đảo đại hải, đã nhịn không được hàn ý, đã thành mảnh kết thành hàn băng. Đạo hữu, Lăng Tuyệt kêu một tiếng, muốn đi qua, lại bị lăn lộn sát khí đụng đổ. Ban ngày cũng là miệng to ho ra máu, đứng cũng không vững, thần sắc gọi là cái hãi nhiên. Chẳng biết lúc nào. Tiếng ầm ầm giảm bớt một phần. Nhìn không lo tiên tử sát khí, cũng mất mấy phần sát ý. Triệu Bân gặp chi, không khỏi thở dài một hơi, dấu hiệu đã cho thấy, không lo tiên tử sức mạnh, đang tại suy bại, đây là một cái triệu chứng thật là tốt, chỉ cần đem nàng kéo liền tốt, chậm rãi đem nàng tiên lực hao hết. Làm như vậy, ngược lại là khổ Hạo Thiên Hạo Vũ. Cái này hai tôn khôi lỗi, phần lớn thời gian cũng là phòng ngự, nói là bia ngắm cũng không đủ. May là tiên vương cấp khôi lỗi, đổi lại là thái hư cấp, sớm bị không lo tiên tử đánh thành cặn bã. Đêm khuya, tiếng oanh minh cuối cùng là tản đi. Nổi điên không lo tiên tử, cuối cùng là bởi vì tiên lực khô kiệt mà ngã xuống, lại rơi vào ngủ say. Cho dù ngủ say, nàng cũng ngủ không yên, dung mạo nhiều vẻ thống khổ, tựa như đang tại gặp ác mộng. Siêu, Triệu Bân đi ra vĩnh hằng giới, đem Hạo Thiên Hạo Vũ thu vào vĩnh hằng giới. Mà hắn thì sử dụng mấy trăm đạo phong ấn tiên phù, cấp bậc cũng đều không thấp. Lăng Tuyệt cùng ban ngày đến lúc đó, không lo tiên tử đã bị phong ấn, nhưng cũng chỉ là tạm thời phong ấn,
nếu là lại tới một lần nữa nổi điên lời nói, mấy cái này tiên phủ thiếu xa nhìn, thái hư cảnh có thể trong nháy mắt xông mở. Sư tôn, Lăng Tuyệt một bước rơi xuống, chạy thẳng tới Không Lo tiên tử. Hắn lấy một khối tử sắc ngọc bội, treo ở Không Lo tiên tử trên thân. Ngọc bội rất kỳ dị, có hoa mỹ quang rủ xuống tràn, chậm rãi tẩy luyện lấy Không Lo tiên tử còn sót lại sát khí. Đồ tốt, Triệu Bân trong lòng một lời, có thể nhìn ra tử ngọc bất phàm, có một loại cổ lão hàm ý giống như ngầm hiện, nên năm tháng không ngắn, toàn thân đều lộ ra cổ lão thương tang khí, còn có đạo âm vang vọng. Hắn tại nhìn tử ngọc, ban ngày thì tại nhìn hắn, nhìn một lần lại một lần, ánh mắt rất kỳ quái, cũng rất mờ mịt, người này là một cái huyền tiên cảnh a. Nhưng vì sao có thể cùng một tôn thái hư cảnh so chiêu? Đồng dạng nghi hoặc, Lăng Tuyệt cũng có, liền phong ấn đều ép không được sư tôn hắn, lại bị cái này huyền tiên, hao tổn đến tiên lực cô quạnh, hắn rất hiếu kỳ cũng rất khiếp sợ, Triệu Bân là như thế nào làm được? Triệu Bân chỉ cười một tiếng, đương nhiên sẽ không lộ ra át chủ bài. Đến nỗi Không Lo tiên tử, lúc trước đang vô ý thức trạng thái, hơn phân nửa sẽ không nhớ phải. Nói đến Không Lo tiên tử, hắn cái này cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc, tôn này thái hư cảnh thật không đơn giản, vì sao nói như vậy lạc? Là bởi vì Không Lo tiên tử trên thân, có giấu một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh, cùng nói là nói ra vấn đề, không bằng nói là cỗ lực lượng kia tại di chuyển yên lặng phản phệ nàng. Đa tạ đạo hữu, Lăng Tuyệt một lời nói chân thành tha thiết, mang theo Không Lo tiên tử đi chỗ sâu. Triệu Bân cùng ban ngày không cùng đi qua, tìm một cái tàn phá lương đình ngồi đó. Nghe ta ra ra nói, Không Lo tiên tử bối phận rất cao. Ban ngày lấy bầu rượu, không quên đưa cho Triệu Bân một cái. Cao bao nhiêu, Triệu Bân tiếp bầu rượu, thuận miệng hỏi một câu. Nàng là cổ lão thời đại tự phong một tôn tiên, lai lịch rất thần bí. Ban ngày chậm rãi nói, như tự phong tuế nguyệt cũng coi như vào niên kỷ, ít nhất 8.000 tuổi, nàng hành tẩu thế gian lúc, nhà ta huyền tổ còn chưa ra đời đâu. Triệu Bân nghe xong một tiếng thổn thức. Tám thiên niên tuế nguyệt, con rùa đều sống thành quy. Hắn không biết Không Lo tiên tử vì sao tự phong, nhưng tôn này tiên trên thân, tuyệt đối cất giấu cổ lão bí tân, cái kia cổ sức mạnh thần bí phản phệ, có vẻ như mới là nói ra nguồn gốc vấn đề, rất mạnh rất khủng bố. Không hổ là thần minh đồ nhi, hắn đoán cũng đích xác không giả. Như nguyệt thần còn tại, định so với hắn nhìn càng thêm thấu triệt cùng rõ ràng. Như nguyệt thần còn tại, định cũng nhận ra Không Lo tiên tử. Nói cho đúng là nhận ra Không Lo tiên tử hóa thân, nếu nói Không Lo tiên tử hóa thân. Là một tôn thần minh mà nói, sợ là không có người sẽ tin tưởng. Hết lần này tới lần khác, thế gian liền có như vậy vi phạm pháp tắc sự tình. Bản tôn là tiên, hóa thân là thần, tam giới duy nhất cái này một vị. Sáng sớm, ấm áp dương quang vung vãi Không Lo đảo. Đây là một mảnh tiên thổ, bây giờ lại là bừa bộn không chịu nổi. Triệu Bân còn tại. Tại lương đình trung bày ra bàn cờ, lại là chính mình cùng chính mình đánh cờ, chỉnh ban ngày rất thất vọng, tìm không ra đánh cờ, có thể tìm ta đi. Mặc dù ta kỳ nghệ rất dở, nhưng dù sao cũng tốt hơn một người lúng túng. Ngươi có phải hay không cũng bị cái kia cá tính cuồng đánh qua. Triệu Bân đột nhiên một lời. Hơi kém đánh cho ta chết, ban ngày một tiếng ho khan, lúng túng mặc dù lúng túng, nhưng hắn tầm nhìn khai phát, nhìn trung tu la tinh thế hệ trẻ nhân kiệt. 10 cái có 8 cái đều bị cái kia hàng đánh qua, mỗi ngày mang theo một cây đao, đi đến đâu làm đến cái nào. Mà hắn, chính là một cái trong đó. Thua với hắn không mất mặt, ban ngày ngồi xuống, hắn trời sinh thần cốt, người bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn, chờ thiên trì thịnh hội gặp phải hắn, người nhưng phải cẩn thận chút, hắn tính khí không thế nào tốt. Ta chỉ cần ký ức chi hoa, Triệu Bân nở nụ cười. Nếu như, cái kia hàng thật muốn tìm hắn luyện một chút. Hắn cũng không để ý làm một cuộc. Đang nói lúc, Lăng Tuyệt trở về, qua một đêm, sắc mặt vẫn như cũ rất yếu ớt, còn có trong tóc đen cái kia mấy sợi tơ bạc, cũng rất là bắt mắt, phòng ấn đại trận phản phệ, đến nước này còn tại độc hại hắn. Người già sư tôn như thế nào? Ban ngày vấn đạo. Lại rơi vào ngủ say, Lăng Tuyệt một tiếng thở dài. Nói, hắn còn cầm một tấm thiệp mời, đưa về phía Triệu Bân. Đây là, Triệu Bân vô ý thức đón lấy. Đây là thiên trì thịnh hội thiệp mời, Lăng Tuyệt cười nói. Phía sau mà nói, không cần hắn nói, Triệu Bân chính mình liền có thể não bổ. Không Lo tiên tử như thế, thân là đồ nhi Lăng Tuyệt, không phải liền phải trông coi đi. Đa tạ, Triệu Bân không chối từ,
vì tìm cái kia cá tính cuồng, hắn phải đi Thiên Chỉ Thịnh Hội đi dạo một vòng. Chiếu đến nắng sớm chi quang, Triệu Bân cùng ban ngày rời không lo đảo. Sau khi hai người đi, có không ít lão bối buông xuống, phần lớn là không lo tiên tử hảo hữu, rõ ràng một thủy thái hư cảnh, là đến cho không lo tiên tử tiều, gặp ở trên đảo một mảnh hỗn độn, lông mày chọn lão cao. Lăng Tuyệt chỉ cười khổ một tiếng, đối với sự việc đêm qua có giấu giếm. Chúng lão bối cũng không truy vấn ngọn nguồn, chỉ biết không lo đảo đêm qua rất náo nhiệt. Bên này, Triệu Bân cùng ban ngày đã xuất Thương Hải. Cũng là đi Thiên Chỉ Thịnh Hội, hai người tất nhiên là tiện đường. Còn không biết hữu tục danh, ban ngày cười vấn đạo. Triệu Tử Long, Triệu Bân nở nụ cười, lại mang ra trận đài. Ban ngày còn muốn hỏi, muốn biết Triệu công tử lai lịch. Suy nghĩ một chút, vẫn là coi như không có gì, tướng mạo này giống như rất không lễ phép. Thiên Chỉ đến tột cùng là cái gì cái địa phương? Triệu Bân vỗ vỗ trên thân bụi đất. Nghe đồn, đó là một tôn thần minh một giọt bản nguyên huyết biến thành, kinh nghiệm tuế nguyệt lắng đọng, dần dần diễn trở thành một mảnh bầu trời trì, gặp ban đêm thì thấy dị tượng, có thể người xưa nay đạo âm. Ban ngày chậm rãi nói, năm đó, Thiên Chỉ tiên mẫu chính là nghe đạo âm mà đến, Thiên Chỉ thánh địa cũng bởi vì nó mở ra sáng tạo, đến nay đã có mấy vạn năm truyền thừa. Như vậy khai phóng Thiên Chỉ, liền không sợ sai lầm sao? Triệu Bân nghi ngờ nói. Ngược lại là có người ở thịnh hội bên trên nháo sự, bị nhốt rất nhiều năm. Ban ngày ngồi xếp bằng nhi ngồi xuống, nghe nói, người gây chuyện là một tôn tiên vương, được thả ra lúc, sinh sinh rơi vào huyền tiên cảnh, từ cái này một ngày lên, liền không ai dám sợ thánh địa suối quẩy, liền sợ dẫm vào tiên vương vết xe đổ. Triệu Bân lại thổn thức, liền một tôn tiên vương đều bị thu thập, Thiên Chỉ thánh địa nội tình là khủng bố đến mức nào, bất quá, thánh địa nguyện khai phóng Thiên Chỉ. Xử lý thịnh hội lấy chiêu đãi tứ phương, cũng coi như rất đại khí. Ân, thổn thức ngoài, Triệu Bân nhíu mày một cái. Thời gian qua đi nhiều ngày, loại kia sau lưng lạnh siêu siêu cảm giác, lại một lần đánh tới. Vẫn là quỷ dị thôi diễn. Cảm giác này để hắn rất ngột ngạt. Màn đêm buông xuống lúc, hai người vào một tòa cổ thành. Nhìn địa đồ, tòa này cổ thành là khoảng cách Thiên Chỉ gần nhất, tới tham gia Thiên Chỉ thịnh hội người. Phần lớn đặt chân ở chỗ này, đi sớm, người thánh địa cũng không mở cửa nhi. Thật nhiều động vật a. Cái này, là Triệu Bân vào thành câu đầu tiên nói thầm. Đứng tại đầu đường, một mắt nhìn sang, bóng người rộn rộn ràng ràng, không chỉ có người tu, còn có yêu tu, trong đó có không ít, cũng là thân người đầu thú, có mấy cái như vậy, sau lưng còn kéo lấy một cái đuôi, cũng không sợ đi đường bị người đạp. Lại nói tu vi, mãn nhai cũng là mịt mờ khí tức. Triệu Bân có lý do tin tưởng, một cục gạch đập tới, 10 người phải có 8 cái là động hư đỉnh phong cảnh. Còn có nửa bước thái hư cùng thái hư cảnh, cũng là vừa nắm một bó to, phần lớn cũng là phong trần phó phó mà đến. Triệu Bân chân trơn tru, vào thành liền không còn hình bóng. Hắn lại hóa phân thân, trong thành cửa hàng là sát bên cái đi dạo, là tìm ký ức chi hoa, cũng là đào bảo bối, thuận tiện, còn mua số lớn tài nguyên tu luyện, rút sạch phải hảo hảo sửa một cái luyện đan thuật. Ngươi thật đúng là tới. Trường nhai một bên, Triệu Bân lại bắt gặp tiểu lão đầu nhi. Bất quá, hàng này có vẻ như không ra thế nào hảo, nên bị nhân trùy, sưng mặt sưng mũi. Tới tham gia náo nhiệt, Triệu Bân vừa đi vừa nhìn quầy hàng. Có muốn hay không tiến Thiên Chỉ nhìn một chút, tiểu lão đầu nhi tề mi lộng nhãn nói. Nói, hắn còn trộm đạo vén lên tay áo, trong đó để hai tấm thiệp mời. Ân, Thiên Chỉ thịnh hội thiệp mời. Như vậy lộ ra để Triệu Bân nhìn, tất nhiên là phải làm một cái mua bán. Ta không có tiền, Triệu Bân thuận miệng nói, một mực đào bảo bối. Không có tiền có thể cầm bảo bối đổi, tiểu lão đầu nhi tung bay theo sau. Ngươi nhìn ta trên người có đáng tiền vật nhi. Ngươi cái này hai mắt cũng không tệ, lão phu rất là ưa thích. Đây là tổ truyền, cũng không thể cho ngươi. Triệu Bân trở về tùy ý, đối với tiểu lão đầu này nhi, không khỏi lau mắt mà nhìn một phần. Hắn cái này cực điểm che lấp, vẫn là bị nhìn ra tiên nhãn cùng thiên nhãn. Lão phu ra giá tiền rất lớn, tiểu lão đầu nhi lại rộng mở ống tay áo. Hắn trong tay áo có càn khôn, giấu đầy bảo bối, như sao vụt bay lóe lên chợt lóe. Triệu Bân trong mắt xem qua một mắt, đích xác có không ít đồ tốt. Kiểu gì, tiểu lão đầu nhi chọc chọc Triệu Bân, đem tiên nhãn bản nguyên cho ta, những bảo bối này, ngươi có thể tùy ý tuyển một kiện, đương nhiên. Nếu muốn càng nhiều, cũng không phải không thể thương lượng. Không bán, Triệu Bân lắc đầu.
hắn cái này hai mắt, thế nhưng là tu hơn 100 năm, há lại là tiền tài có thể cân nhắc. Tiểu lão đầu nhi không buông bỏ, ngay tại giữa không trung tung bay, Triệu Bân đi đâu hắn cùng cái nào, như tự người nói nhiều, một đường đi một đường líu lo không ngừng, một bộ không đem Triệu Bân tiên nhãn làm tới liền không bỏ qua tư thế. Nhìn, thiên trì thần nữ. Đi tới một chỗ, có người hô to một tiếng. Còn tại lấy bảo bối Triệu Bân, vô ý thức ngoái nhìn nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một cái tiên tử, áo trắng xuất trần, sinh dung mạo tuyệt đại, mỹ tựa như ảo mộng, có thể làm thiên trì thánh địa thần nữ, đích xác không phải bình thường người, cho dù liếm hết khí tức, nhưng vẫn là lại hàm ý lộ ra, quanh thân phối hợp dị tượng, cũng không biết xuất từ huyết mạch, vẫn là xuất từ cảm ngộ. Thiên trì thần nữ bên cạnh, còn có một vị, là người thanh niên áo tím, một tay quạt xếp dao động tặc có tiết tấu. Triệu Bân nhìn hai mắt híp lại, thiên trì thần nữ hắn là đầu hẹn gặp lại, nhưng thiên trì thần nữ bên cạnh vị kia, hắn lúc trước là gặp qua, ở đâu gặp qua đâu. Tại Lâm thị nhất tộc cổ thành trung. Không tệ, là thiên vương tông thánh tử. Thế giới thực sự là tiểu A, lại tại cái này bắt gặp. Không phải hóa thân, Triệu Bân ánh mắt sáng tối chập chờn. Đêm đó, hắn là thấy tận mắt thiên vương thánh tử hóa thành một tia khói đen, rất bản năng tưởng rằng hóa thân, lại là mang ký ức nhập thế, bây giờ lại nhìn, hắn khi trước ngờ tới có vẻ như không quá đáng tin cậy. Ân, là bản tôn, tiểu lão đầu nhi nhéo nhéo rìa mép. Hắn có phải hay không có một loại bí pháp, có thể hóa ra một cái cùng bản tôn chiến lực ngang hàng phân thân. Triệu Bân vấn đạo, như thế nào, người gặp qua, tiểu lão đầu nhi nhíu mày. Từng có gặp mặt một lần. Triệu Bân tùy tiện giật cái lý do. Hắn biến thành ra cũng không phải phân thân, là một loại đạo thân. Tiểu lão đầu nhi chậm chậm nói, đó là hắn huyết mạch truyền thừa thiên phú, thế nhân gọi hắn tiên thiên đạo thuật, nhưng tại giới định thời gian bên trong, hóa ra đạo chi thân, cùng bản tôn chiến lực ngang nhau, người bình thường phân không ra là bản tôn vẫn là đạo thân. Thì ra là thế, Triệu Bân trong nháy mắt sáng tỏ. Tiên thiên đạo thuật, hắn là lần đầu nghe nói. Thiên vương thánh tử huyết mạch đặc thù, bản nguyên dị thường bá liệt. Thiên trì thần nữ bên cạnh vị kia là ai vậy? Lão phù bấm ngón tay tính toán, nên thiên vương tông thánh tử. Đừng nói, hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, vẫn là rất xứng. Trên đường tiếng nghị luận rất nhiều, một nửa là nhìn bầu trời trì thần nữ, một nửa là nhìn bầu trời vương thánh tử, lão bố nhóm còn tốt, ngược lại là trẻ tuổi tài tuấn, nhìn bầu trời vương thánh tử ánh mắt, đều tràn đầy địch ý. Cái kia hàng nên thuộc heo, là chạy thiên chỉ tới ủi cải trắng, một chút đều không xứng. Thiên vương thánh tử không nhìn, quạt xếp dao động rất nhiều có tiết tấu. Mỹ nữ ở bên người, cũng không phải biểu hiện như cái người khiêm tốn đi. Đừng nói, hắn diễn còn rất giống. Diễn kỹ tinh xảo như Triệu Bân, nhìn đều một tiếng thổn thức, bây giờ thiên vương thánh tử, cùng đêm đó thiên vương đạo thân, chính xác tưởng như hai người, nụ cười của hắn phía dưới, cất giấu chính là một khỏa tà ác tâm. Nhìn thiên trì thần nữ, thì gương mặt thanh lãnh lạnh lùng. Trong mắt thế nhân trai tài gái sắc, có vẻ như chỉ là mong muốn đơn phương. Như lưỡng tình tương duyệt, thiên trì thần nữ tuyệt đối không phải là như thế cái thần thái, ngược lại càng giống phụng mệnh đi ngang qua sân khấu một cái, thiên vương tông nội tình không tầm thường, lúc này mới phái nàng tới tự mình nghênh đón thiên vương tông thánh tử. Nói thực ra, hắn không quá chào đón vị này. Thiên vương thánh tử làm người, nàng vẫn có nghe thấy. Ân, đi ngang qua Triệu Bân lúc, thiên vương thánh tử từng có một cái chớp mắt trách mắt. Chẳng biết tại sao, người này thân ảnh, hắn tựa như ở đâu gặp qua. Vĩnh hằng tiên thể, thiên trì thần nữ cũng tại nhìn, nàng một tiếng lẩm bẩm ngữ, cũng chỉ nàng chính mình nghe thấy. Nàng cũng là đặc thù huyết mạch, cũng có một loại thiên phú truyền thừa, không có gì lực công kích, nhưng đối với huyết mạch cảm giác là nhất tuyệt, cho dù Triệu Bân che cực kỳ chặt chẽ, nàng một dạng có thể cảm giác rõ ràng. Nguyên nhân chính là cảm giác được, nàng mới phá lệ kinh ngạc. Vĩnh hằng tiên thể huyết mạch, không phải sớm đã diệt tuyệt, lại còn có truyền thừa tại thế. Nàng muốn tìm hiểu nhìn Triệu Bân hình dáng, thế nhưng tầm mắt không đủ, chỉ biết đó là một mạch vĩnh hằng huyết thống. Có bảo bối. Thiên trì thần nữ cùng thiên vương thánh tử tại nhìn, Triệu Bân cũng tại nhìn. Hắn nhìn chính là thiên trì thần nữ, cô nương này trên thân, có tạo hóa thần thụ hỉ hoan đông tây. Vị đạo hữu này, thật là lạ mặt a, thiên vương thánh tử định rồi thân. Một cái khách qua đường mà thôi, Triệu Bân nhạt đạo, không nhìn thẳng hàng này, thì nhìn thiên trì thần nữ, tạo hóa thần thụ tuy có cảm ứng, nhưng hắn lại không nhìn thấy,
không có gì kỳ quái vật nhi a. Hắn như vậy chăm chú nhìn, để thiên trì thần nữ lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Tìm được. Triệu Bân trong lòng một lời, con mắt lóe lên tinh quang. Thiên trì thần nữ trên người thật có bảo bối, hơn nữa ngay tại mặt ngoài, ân. Cũng chính là trên người nàng cái này thiên y, không biết có gì cái lạ thường, lại làm cho vận mệnh của hắn thần thụ từng trận rung động. Hắn đã nhìn ra không giả, nhưng kế tiếp có vẻ như không dễ làm. Trước mặt mọi người, cũng không thể há miệng liền mua người quần áo a. Cho nên nói, chuyện này còn phải lặng lẽ làm. Có lẽ là hắn nhìn mê mẩn, nghiễm nhiên bất giác thiên trì thần nữ lông mày xinh đẹp khẽ nhăn mày. Vẫn là thiên vương thánh tử đủ trực tiếp, một tiếng lạnh quát không che giấu chút nào, nhưng nhìn đủ. Ý thức được thất thố, Triệu Bân cuối cùng là thu con mắt, nhưng đối thiên vương lời của thánh tử, hắn là có chút khó chịu, lão tử lại không nhìn ngươi, người thiên trì thần nữ cũng không phải vợ ngươi, liên quan gì đến ngươi nhi. Gặp lại, Triệu Bân lưu lại một ngữ, quay người rời đi. Đến nỗi bảo bối, quay đầu trò chuyện tiếp cũng không muộn. Chạy nhanh như vậy làm gì? Tiểu lão đầu nhi đuổi kịp Triệu Bân, nhất định phải mua Triệu công tử tiên nhãn. Sau lưng, thiên vương thánh tử lại nhẹ lay động quạt xếp, sắc mặt khó coi cũng tản đi. Mỹ nữ còn tại bên cạnh thân, không phải liền phải hảo hảo diễn đi. Nói đến mỹ nữ, thiên trì thần nữ đã mở ra bước liên tục, ta còn có việc, đi trước một bước. Lần này, thiên vương thánh tử sắc mặt, lại không đẹp mắt như vậy, hắn người đại lão này chạy xa tới, vì chính là thiên trì thần nữ, vốn cho rằng lại là một hồi hảo nhân duyên, này cũng tốt, bị người lạnh nhạt thờ ơ. Không tệ, chiêu cái này nhìn thanh niên tài tuấn nhóm, tâm tình đều phá lệ sảng khoái. Chính là bực này dưới ánh mắt, thiên vương thánh tử đen mặt to đi, âm thầm còn có không ít người đuổi kịp, đều là thiên vương tông cường giả, thanh nhất sắc thái hư cảnh, khó tránh khỏi còn có một tôn chuẩn thiên vương. Người đâu? Bên này, tiểu lão đầu nhi treo ở đại nhai thượng, trái nhìn nhìn phải. Hắn cái này cùng Triệu Bân hơn nửa đêm, không để ý nhi đem người mất dấu rồi. Liền cái này, Triệu Bân lại hiện thân nữa, đã là trong thành một gian khách sạn. Thiên trì thịnh hội còn cần một đoạn thời gian, cũng không thể hoang độ thời gian, bất quá, hắn bản tôn ở đây, các phân thân lại tại bên ngoài tản bộ, vẫn là đi dạo cửa hàng, là tìm ký ức chi hoa, cũng là đào bảo bối. Ai? Hắn cái này vừa ngồi xuống, liền ngửi được một vòng nữ tử hương. Chính là thiên trì thần nữ, đã ở bên ngoài hiển hóa, nhẹ nhàng gõ môn. Triệu Bân phật tay, giải cửa phòng cấm chế. Đang muốn tìm vị này tâm sự đâu, chính mình liền đến. Có nhiều quấy rầy, thiên trì thần nữ chắp tay khẽ nói. Tiên tử đêm khuya đến thăm, không biết có chuyện gì. Triệu Bân cười nói. Muốn tìm đạo hữu mượn ba giọt bản nguyên huyết, thiên trì thần nữ nói lời này lúc. Hơi có vẻ lúng túng, nửa đêm chạy tới cho người ta đổ máu, quả thực khó mà nói ra miệng, huống hồ, nàng vẫn là thiên trì thần nữ. Ta chỉ là một cái huyền tiên, Triệu Bân nở nụ cười, muốn ta huyết làm gì dùng. Có thể ngươi không phải thông thường huyền tiên, thiên trì thần nữ nói, khí lực phủ một tầng huyền dị quang. Nguyên nhân chính là đạo ánh sáng này, Triệu Bân huyết mạch bản nguyên, có một tí rung động. Triệu Bân lông mi trao lên, tựa như hiểu rồi thứ gì. Thiên trì thần nữ định cũng là một mạch đặc thù huyết thống, còn có cảm giác huyết mạch thiên phú, nhưng này thiên phú cũng không tránh khỏi quá tà dị, hắn cái này không lộ bản nguyên, còn che cực kỳ chặt chẽ, cái này cũng có thể cảm giác được. Thực không dám giấu giếm, muốn mượn đường hữu bản nguyên huyết luyện một lò đan. Thiên trì thần nữ lại nói, xong, nàng lại bồi thêm một câu, ta không lấy không. Lời nói chưa dứt, thì thấy trong tay nàng nhiều hơn một thanh màu vàng thiên kiếm, có kiếm ngân vang thanh âm vang vọng. Cổ lão kiếm ý, ẩn núp tại trong kiếm, lại nói nó chất liệu, nên cực kỳ chân quý cửu dương tiên sắt. Ta không cần cái này. Triệu Bân xem qua một mắt, cười lắc đầu. Đạo hữu muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Thiên trì thần nữ lại thu kiếm. Ta muốn ngươi, bộ y phục này. Triệu Bân sờ lên chóp mũi, cười cũng lúng túng. Thiên trì thần nữ khẽ giật mình, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thật tốt một cái tiên binh không cần, muốn ta quần áo. Thần nữ có thể trước tiên nghĩ một chút. Triệu Bân quay lưng lại, nhìn về phía không thiết thực ngoài cửa sổ. Tối nay, ánh trăng không tồi, chỉ cần chính mình không xấu hổ, người nào thích lúng túng ai lúng túng. Đích xác, thiên trì thần nữ cũng lúng túng. Nửa đêm đến cho người thả huyết, người không chửi mẹ cũng không tệ rồi. Không cần cân nhắc.
cầm một kiện tiên y đổi ba giọt vĩnh hằng tiên thể bản nguyên huyết. Đáng giá. Siêu. Nàng một cái nhẹ phẩy tay áo, chút bỏ tiên y. Cũng là cùng một trong nháy mắt, một kiện màu trắng nghe thường che lại khí lực. Nàng động tác quá nhanh, nhanh đến liền Triệu công tử tiên nhãn đều không đuổi kịp tốc độ. Ân, gì cũng không có thấy. Người quần áo đều thoát, hắn nào có ý không lấy máu. Ba giọt vĩnh hằng tiên thể bản nguyên huyết, treo ở lòng bàn tay vàng óng ánh. Đa tạ. Thiên chỉ thần nữ lưu lại tiên y, lấy đi Triệu Bân bản nguyên huyết. Nàng lúc gần đi trả về con mắt nhìn Triệu Bân một mắt, ánh mắt có chút lạ. Hoặc có lẽ là, đây chính là một quái nhân. Có lẽ là nàng đi rất gấp, nghiễm nhiên bất giác âm thầm có người nhìn lén. Chính là Thiên Vương Tông các cường giả, là bị Thiên Vương Thánh Tử chỉ phái, một đường theo dõi Thiên Chỉ Thần Nữ, thật vừa đúng lúc, nhìn thấy Thiên Chỉ Thần Nữ tiến vào Triệu Bân gian phòng, trở về đúng sự thật bẩm báo. Đáng chết! Thiên Vương Thánh Tử nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cái kia nén giận a. Hắn tốt xấu là một mạch thánh tử, bên đường bị Thiên Chỉ Thần Nữ gạt phía dưới, đã mặt không nén giận được, không nghĩ, Thiên Chỉ Thần Nữ không ngờ đi riêng tư gặp tiểu tử kia, quá không đem hắn để ở trong mắt. Cho ta cha. Hắn hừ lạnh, tràn đầy sát ý. Dám chọc hắn khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng. Triệu Bân đã đóng chặt cửa phòng, cầm tiên y trên dưới quét lược, là bộ y phục này không sai, tạo hóa thần thụ chính là nhân nó mà rung động, có thể cho dù cầm trong tay, hắn cũng không nhìn ra có gì lạ thường. Ân, vẫn rất hương. Ân, ban đêm ôm ngủ càng hương. Long Uyên chạy ra, tiên lôi cũng tha cho lấy tiên y tán loạn. Nó ra chủ nhiều người nghiêu bức a, dùng ba giọt bản nguyên huyết đổi một bộ y phục. Xéo đi. Triệu Bân đưa tay, lại đem hai hàng nhét về vĩnh hằng giới. Mà hắn, thì đem tiên y treo ở giữa không trung, ngự động tạo hóa thần thụ. Trên thực tế, cũng không cần hắn kêu gọi, tạo hóa thần thụ một cái nhánh cây, đã từ trong cơ thể hắn nhô ra, quấn lấy tiên y, từ bên trong nhiếp ra một tia khí, cho dù là một tia khí, cũng đầy đủ Triệu Bân kinh ngạc, bởi vì cái kia sợi khí. Là mang theo huyền ảo dị tượng, giống như là một đóa hoa, thất thải sắc hoa. Thì ra là thế. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, cuối cùng là hiểu rồi. Thiên Chỉ Thần Nữ tiên y, nên dùng nghịch thiên tiên vật tẩy luyện qua, thậm chí dính tiên vật chi khí, lúc này mới bị tạo hóa thần thụ bắt giữ, trở thành cây chất dinh dưỡng, tinh thuần sinh linh khí tùy ý mãnh liệt. Nói tóm lại là một hồi tiểu cơ duyên. Bản nguyên huyết thiếu đi bị tái ngưng tụ. Nhưng bảo bối có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn lại khoanh chân mà ngồi, từng khỏa đan dược dung nhập thể nội. Những ngày này, hắn tiến giai quả thực quá nhanh, cần nện vững chắc một chút căn cơ. Tạo hóa thần thụ cũng không nhàn rỗi, hấp thu cái kia sợi khí, óng ánh trong suốt cành lá, hoa hoa tác hưởng, lại chậm rãi thuế biến lấy, hồi phục mênh mông tinh túy, có bàng bạc sinh linh khí trả lại. Răng rắc, vĩnh hằng giới bên trong. Rất nhiều kim loại tiếng vỡ vụn. Là Long Uyên tên kia, có vẻ như so với ai khác đều tự giác, đều ở trộm đạo nuốt binh khí, để luyện ra tinh túy, đều thành nó kiếm thể chất dinh dưỡng, theo binh khí cấp bậc tới nói, nó bây giờ đã đến một loại nào đó bình cảnh. Thế nhưng, nó là của chủ nhân bản mệnh khí, cũng bị chủ nhân áp chế. Nói trắng ra là, chỉ cần Triệu Bân không bước ra một bước kia, nó liền không cách nào tiến giai. Nói đến Triệu Bân, thời khắc này trạng thái có chút quái dị, người mặc dù xếp bằng ở cái kia, nhưng hắn nguyên thần, lại tới lui lay động, khi thì hội xuất khiếu, treo ở giữa không trung, lại khi thì quay về nhục thân. Quỷ dị như vậy chi tượng, kéo dài đến hơn nửa đêm. Trong lúc đó, không thấy hắn mở con mắt, chỉ thấy mi tâm có bí văn khắc vẽ. Vĩnh hằng tiên thể một mạch chuyên trúc bí văn, lấy theo hắn bản nguyên khôi phục, rắn chắc thêm không ít, đây là một loại cổ lão tiêu chí. Cũng là một loại cổ lão tượng trưng, xuất ra một nửa vĩnh hằng tiên thể, đang tại hướng không sứt mẻ vĩnh hằng tiên thể diễn biến, đương nhiên, cái này cần một đoạn cực kỳ lâu dài tuế nguyệt. Hắn lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày lâu. 3 ngày không thấy hắn mở con mắt, giống như pho tượng đặt ở cái kia. Cái này 3 ngày, cổ thành có thể nói phi thường náo nhiệt, càng nhiều người từ phương xa chạy đến, tại cái này cổ thành đặt chân, không thiếu bậc đại thần thông. Liền chờ Thiên Chỉ Thịnh Hội mở ra, chờ lấy đọ sức một hồi cơ duyên tạo hóa. Lại là đêm, yên lặng như tờ. Ngồi xếp bằng Triệu Bân, khí lực cuối cùng là run lên một cái. Tích tắc này, bừng tỉnh hình như có một mảnh ánh sáng màu vàng óng, bỗng nhiên lộ ra, bao phủ toàn thân của hắn, chỉ là hư ảo, nhưng cũng là cứng rắn,
giống như một tầng che chắn, thủ hộ lấy quanh người hắn. Thiên ngự. Hắn một tiếng lẩm bẩm ngữ, có chút không khỏi có chút kỳ quái. Nhưng hắn nhắm mắt thần thái, lại tại ba lượng trong nháy mắt sau diễn xuất kinh hỉ. Cái gọi là thiên ngự, là một loại bí pháp, vĩnh hằng tiên thể huyết mạch truyền thừa bí pháp, tính toán thiên phú thần thông, tại hắn nện vững chắc căn cơ lúc, mơ mơ hồ hồ mở ra, cũng chính là cái này vàng óng ánh quang huy, chỉ cần tâm niệm khẽ động, quang huy liền sẽ trong nháy mắt lồng mộ toàn thân, có thể chống đỡ cản ngoại lai công phạt. Không được hoàn mỹ chính là, này thiên phú bí pháp có thời gian hạn chế. Suy nghĩ một chút cũng đối, hắn không phải hoàn chỉnh vĩnh hằng tiên thể, giác tỉnh thiên phú, tất nhiên là tiên thiên không trọn vẹn, tựa như vĩnh hằng giới, đến nay đều chỉ là trạng thái mới bắt đầu, cần tuế nguyệt một chút diễn hóa. Không tệ. Chiếu đến một vòng ánh sáng ban mai hoa, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Thiên phú thức tỉnh, tới vội vàng không kịp chuẩn bị, quả thực niềm vui ngoài ý muốn. Thiên ngự kim quang, đến nay còn bao phủ toàn thân, chạm vào bá liệt cực nóng. Bản nguyên cũng đi theo sôi trào, có kim quang này thủ hộ, thương hắn cần trước tiên phá thiên ngự, theo hắn suy nghĩ, người bình thường không phá nổi. Thiên vương tông oát con, lăn ra đến. Hắn nhìn thẳng lúc, chợt nghe ngoại giới một tiếng càng mơ hồ hét to. Đến nỗi thiên vương tông oát con, hơn phân nửa là chỉ thiên vương thánh tử. Có người khiêu chiến, vẫn là tới trả thù. Triệu Bân đứng dậy, đẩy ra cửa sổ. Đúng lúc gặp sáng sớm hảo thời gian. Trường nhai đang nóng náo phồn hoa, nghe bên ngoài thành hét to, phần lớn là tiếng ồn ào, đã có không ít người ra khỏi thành, thiên trì thịnh hội sắp tiến đến, có vẻ như có cái thức ăn khai vị. Trắng trợn khiêu chiến, đối phương nên ngoan nhân. Là cái kia cá tính cuồng, vừa vặn rất tốt mấy ngày này không có nhìn thấy hắn. Đây chính là tốt chiến chủ, không biết đối đầu thiên vương tông thánh tử, hắn phần thắng có mấy phần. Tiếng nghị luận càng nhiều, thái đa nhân đều bước lên mái hiên. Ánh mắt hảo sử lão bối, đã cấp ra người khiêu chiến thân phận. Người thật đúng là tới. Triệu Bân vèo một tiếng ra khỏi cửa phòng, thẳng đến bên ngoài thành. Thiên trì bên ngoài thành, bóng người ô ương. Cũng là xem kịch giả, ưa thích tham gia náo nhiệt. Triệu Bân từ cũng tới, leo lên thiên trì tường thành, mắt có thể bằng chi địa, chỉ thấy một thanh niên, khiêng một ngụm tiên đao, đứng lặng giữa không trung, tóc đen phiêu đáng, khí lực không là bình thường cứng cỏi. Hảo bá liệt khí tức, Triệu Bân một tiếng sợ hãi thán phục. Đầu chọc lão không có lửa hắn, cuồng anh kiệt đích thật là một hào nhân vật. Màng liên kết phủ tạng lấy rất xa, hắn vẫn như cũ có thể ngửi được một cỗ cuồng liệt chi ý, người kia con mắt rất thâm thúy, người kia phối hợp dị tượng, cũng dị thường cổ lão, trời sinh thần cốt nhân kiệt, kèm theo bá liệt hàm ý. Hắn chính là cuồng anh kiệt. Là hắn, tự xưng Tu La Thiên Tôn. Lấy đạo hiệu này, tiểu tử kia rất ngông cuồng a. Trên tường thành đã tụ đầy bóng người, tiếng ồn ào thành một mảnh. Cũng không phải là tất cả mọi người, đều gặp cái kia rất ngông cuồng lại hiếu chiến chủ, nhưng có quan hệ hắn truyền thuyết, lại là một cái tiếp một cái, không phải đang đánh nhau, chính là tại đi làm trận chiến trên đường, rất mạnh rất nhiều tính, bị hắn đánh tàn phế thanh niên tài tuấn, không có 1000 cũng có 800, mỗi cái đều là kỳ tài khoáng thế. Đây là một cái hậu bối quật khởi thời đại, không có yêu nghiệt nhất, chỉ có càng quái dị. Lão bối nhóm nhiều vuốt sợi dâu, bỏ đi lập trường mà nói, người kia tiền cảnh vô khả hạn lượng. Triệu Bân đã phía dưới tường thành, chạy thẳng tới cuồng anh kiệt, không phải đi đánh nhau, mà là muốn hỏi ký ức chi hoa, nói xong lại đánh không muộn, đừng chờ một lát đánh, lại đem cái kia hàng cho đánh không còn. Tốc độ của hắn là không chậm, nhưng có người nhanh hơn hắn. Chính là thiên vương tông cường giả, đủ nhảy ra 7, 8 cái, thanh nhất sắc thái hư cảnh. Cái này. Vẫn chỉ là trên mặt nổi, quỷ hiểu được âm thầm còn có bao nhiêu, nghe nói có một tôn chuẩn thiên vương, vẻn vẹn nội tình này, liền đầy đủ tứ phương kiêng kỵ, thiên vương tông thực lực, không kém thiên trì thánh địa. Triệu Bân ngừng, hoặc có lẽ là bị khí thế cường đại cản lại. Còn có đứng ở giữa không trung cuồng anh kiệt, cũng là một bước không có đứng vững, suýt nữa ngã chổng vó. Hai người là yêu nghiệt không giả, nhưng cũng phải phân trường hợp, thái hư uy áp quá mạnh quá kinh khủng. Như thế nào, muốn lấy lớn hát yêu ta nhỏ. Cuồng anh kiệt đứng vững, liếc qua thiên vương tông cường giả. Hắn có vẻ như so Triệu công tử còn ổn, bởi vì hắn có át chủ bài. Diệt ngươi, cần gì phải nhà ta lão bối ra tay. Không đợi chúng mạnh ngôn ngữ, thì thấy thiên vương thánh tử đăng tràng, một tay quạt xếp dao động gọi là cái có tiết tấu,
sớm nghe nói về Tu La Thiên Tôn uy danh, hắn cũng là đầu hẹn gặp lại, đích xác bất phàm, nhưng cũng vẻn vẹn bất phàm. Lâm thị nhất tộc là người dẫn người diệt. Cuồng Anh Kiệt thản nhiên nói, không nhìn Thiên Vương Tông chúng mạnh, chỉ nhìn Thiên Vương Thánh Tử. Lời này, nghe Triệu Bân nhíu mày, có ý gì, họ Cuồng còn cùng Lâm thị nhất tộc có ngọn nguồn. Lời này, cũng nghe đám khán giả trong lòng hiểu rõ. Cứ nói đi, Cuồng Anh Kiệt sẽ không vô duyên vô cớ đối đầu Thiên Vương Tông. Là ta diệt. Thiên Vương Thánh Tử một lời u cười, khóe miệng chọn lão cao. Đêm đó là hắn đạo thân dẫn người đi, cho Lâm thị nhất tộc giết sạch sành xanh. Cũng không thể nói là triệt để diệt tộc, còn có một cái cá lọt lưới, cũng chính là Lâm Uyển Nhi. Nói đến Lâm gia thánh nữ, thì không khỏi không nói cái kia quỷ dị người, càng là có hai tôn Tiên Vương khôi lỗi, cho hắn Thiên Vương Tông cường giả, giết cái thất linh bát lạc, liền hắn đạo thân cũng bị bức tiêu tan. Đến nay, hắn đều không biết đối phương thân phận. Đến nay, hắn Thiên Vương Tông cũng không tìm được Lâm Uyển Nhi. Chớ trốn tránh, đến đây đi. Cuồng Anh Kiệt thản nhiên nói, xốc lên tiên đao. Tùy theo, chính là một cỗ dị tượng bá liệt khí tức, tịch thiên quyển địa. Ta cùng với hắn độc chiến, đều đừng nhúng tay. Thiên Vương Thánh Tử cũng là tên hán tử, thật sự đạp thiên mà đến. Hôm nay, sắc trời cùng nơi đều đang tốt, thích hợp hắn lập uy. Bất luận kẻ nào không được đến gần. Thiên Vương Tông chúng mạnh thối lui đến tứ phương, cũng giữ được vùng thế giới kia. Cử động này ngụ ý rõ ràng, dám can đảm có người tiến lên, định bị lôi đình tuyệt sát. Không cần hắn nhóm nói, quần chúng cũng không người tiến lên tìm kích động, Tu La Thiên Tôn không thế nào tốt gây, Thiên Vương Tông có vẻ như càng không tốt gây, bên ngoài xem kịch liền tốt, tiếp đó sẽ là một hồi đặc sắc vở kịch. Người đem ký ức chi hoa cho người nào? Triệu Bân cũng lùi lại mấy bước, lại lấy truyền âm hỏi thăm Cuồng Anh Kiệt. Cuồng Anh Kiệt trách mắt, cách mênh mông hư không, nhìn Triệu Bân một mắt. Chính là cái nhìn này đối mặt, hai người lại đều sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Phanh! Cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt, Thiên Vương Thánh Tử đã mở công. Này hàng bản tính mặc dù không gì đáng nói, nhưng nội tình lại kinh khủng dị thường, vung cánh tay lên một cái chính là cái đại thần thông, gọi đến óng ánh khắp nơi thiên hải, che mất cái kia vùng trời, cũng che mất đối thủ của hắn. Cuồng Anh Kiệt từ Triệu Bân cái kia thu tay lại, vung mạnh tiên đao. Mười trượng đao mang ầm vang chợt hiện. Nhẹ nhõm bổ ra thiên hải. Có chút đạo hạnh đi. Thiên Vương Thánh Tử cười hí ngược, một trường từ thiên phủ xuống. Cuồng Anh Kiệt so với hắn càng tăng mạnh hơn thế, vung đao chém nát trường ấn, sau đó một bước vượt ngang hư không, lăng thiên một đao bá khí ầm ầm, đao vù vù âm thanh, phảng phất giống như hữu hình thái, thành đao khí bay múa tại hư thiên một kích này. Miễn cưỡng đủ nhìn. Thiên Vương Thánh Tử u cười, nhẹ nhõm tránh khỏi đao mang. Thân pháp của hắn cực quỷ quyệt, lại hiện thân nữa đã là Cuồng Anh Kiệt ngoài ba trượng, một ngón tay u mang bẻ gãy nghiền nát, không nhìn đối thủ nhục thân, tỏa định là nguyên thần, muốn cho đối thủ mang đến một ngón tay tuyệt sát. Tu La Thiên Tôn không phải chỉ là hư danh, mi tâm nhiều một khối hư ảo tấm chắn nhỏ. Chính là khối này tấm chắn nhỏ, cực kỳ cứng rắn, đỡ được Thiên Vương Thánh Tử một ngón tay. Cực pháp, chôn vùi. Thiên Vương Thánh Tử bước lên trời. Càng là một tay diễn xuất vũ trụ minh mông. Tinh không nhiều tinh thần, từng khỏa rực rỡ sinh huy, phổ chiếu tinh quang có tuyệt diệt chi lực. Vừa mới bắt đầu liền phóng đại chiêu. Không ít tuổi trẻ tài tuấn kinh ngạc một tiếng, trong mắt nhiều kiêng kỵ. Thiên Vương Tông Thánh Tử đích xác có chút vốn liếng, vẻn vẹn cái này chôn vùi chi pháp, người bình thường liền không gánh nổi, như bị quang huy phổ chiếu, ắt gặp tuyệt diệt chi lực, cái này hình như là cái không khác biệt công phạt. Triệu Bân vẫn là so sánh bình tĩnh, phương pháp này không kém, nhưng cũng không trong tưởng tượng kinh khủng như vậy. Liền không lo đảo lăng tuyệt đều bại bởi Cuồng Anh Kiệt, Thiên Vương Thánh Tử tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đương nhiên, nếu là Thiên Vương Tông Thánh Tử dùng tiên thiên đạo thuật, hóa ra đạo thân 2-1, vậy thì nói khác, dù sao đạo thân cùng bản tôn chiến lực ngang nhau, như vậy khai chiến cũng không phải chính là 2-1 đi. Ông! Vạn chúng chú mục phía dưới, Cuồng Anh Kiệt nâng cao tiên đao. Gặp tiên đao ông run lên, trăm trượng đao mang cắm thẳng thiên tiêu mãnh liệt khuấy động phong vân, gì cái tinh không, gì cái ngôi sao đầy trời, cũng đỡ không nổi đao của hắn huy, tinh không nổ nát vụn tinh thần băng liệt. Phong! Thiên Vương Thánh Tử một tiếng lạnh quát, diễn xuất một ngụm hư ảo bảo tháp. Đúng lúc gặp Cuồng Anh Kiệt nghịch thiên giết tới, không để ý nhi bị chùm vào tháp chung. Luyện diệt! Thiên Vương Thánh Tử một lời tùy ý,
tiện tay biến động ấn quyết. Hư ảo bảo tháp ngừng lại tiên quang đại thịnh, có sấm sét xé rách trong đó. Gặp hình tượng này, canh giữ ở phía ngoài Thiên Vương Tông cường giả, đều gỡ sợi râu, phương pháp này rất là không tầm thường, người cùng thế hệ bên trong, chưa có người có thể chạy ra, nhà hắn thánh tử dùng tháp này chu diệt qua rất nhiều người. Phanh! Đánh mặt Kiều Đoạn Nhi, lúc nào cũng tới hợp thời sấn cảnh. Trước sau cũng bất quá trong nháy mắt, hư ảo bảo tháp liền băng liệt, là bị Cuồng Anh Kiệt một đao bổ ra, hắn như một đầu cuồng phách thương long, từ bên trong nhảy ra, cách không một đao đánh bay Thiên Vương Thánh Tử. Đến nước này khác, Thiên Vương Thánh Tử mới hai mắt khẽ híp một chút. Theo như đồn đại Tu La Thiên Tôn, quả nhiên là một cái khó dây dưa nhân vật. Ăn ta một đao, Cuồng Anh Kiệt vượt thiên mà đến, lại là lăng thiên một đao. Đao của hắn rất kỳ dị cũng rất bá đạo, có một loại lực lượng thần bí gia trì. Ngươi giá trị ta đây động toàn lực. Thiên Vương Thánh Tử thông suốt một bước đứng vững, đỉnh đầu có ánh sáng huy chợt hiện, diễn hóa trở thành một phương bảo ấn, liền như vậy treo ở đỉnh đầu, có quang mang rủ xuống, che lại quanh người hắn, thành một tầng che chắn. Bao! Tiếng kim loại va chạm vang lên theo, âm vang hữu lực. Cuồng Anh Kiệt một đao, càng không thể phá vỡ cái kia che chắn. Chanh! Thiên Vương Thánh Tử xách ra tiên kiếm, một kiếm chém ra một đạo tinh hà. Cuồng Anh Kiệt nhìn thêm một cái kia bảo ấn, tiện tay một đao tướng tinh hà chém rách. Đồng dạng lại nhìn bảo ấn, còn có thân là khách xem Triệu Bân, cái kia hình như là một tôn tiên vương pháp khí, chính xác nói, là một tôn tàn phá tiên vương pháp khí, dị thường cứng rắn, huyền tiên tự phá không ra. Oanh, phanh, hai người tranh tài hư không, tiếng ầm ầm vang vọng tứ phương. Thế nhân ngửa đầu nhìn lên, đang gặp đao quang kiếm ảnh, liên miên bay múa. Cũng thành mảnh sụp đổ nổ nát vụn, và chạm ra hỏa hoa, như từng vì sao, nổ đầy thiên khung, thành một túm túm hoa mỹ tô điểm. Nhìn đấu chiến giả, thì như hai vòng thôi sán thái dương. Bọn hắn lần lượt va chạm, đâm đến hư không ầm ầm vang dội. Xem thường ngươi, Triệu Bân thì thào một lời, trong miệng ngươi tất nhiên là chỉ Thiên Vương Thánh Tử. Đêm đó, hắn dẫn xét đánh cái kia hàng, đến mà lại không thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hiện nay lại nhìn. Quả nhiên không phải bình thường yêu nghiệt, bí thuật cùng huyền pháp cái kia tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ thiên phú tiên thiên đạo thuật, hơn phân nửa còn cất giấu không thiếu át chủ bài, tuyệt không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Bất quá! Họ Cuồng có vẻ như cường hãn hơn. Hắn không biết Cuồng Anh Kiệt tu cái gì đạo, chỉ biết cái kia hàng rất ngông cuồng, chính xác một đao phá vạn pháp, Thiên Vương Thánh Tử bí thuật, tuy là kinh khủng dị thường, lại không một cái có thể ngăn chặn hắn, bị từng cái hóa giải, thậm chí đại chiến mấy chục hiệp. Điệp huyết càng là Thiên Vương Thánh Tử, liền khí huyết đều bị bại không thiếu. Lấy mạnh đánh mạnh, hắn tác phong trước sau như một. Triệu Bân nhìn thẳng lúc, bên cạnh thân đã thêm một người. Chính là ban ngày, cũng ở đây tòa thành, cũng chạy tới quan chiến, hắn khi trước ngờ tới không giả, địa phương náo nhiệt, chắc chắn sẽ gặp Cuồng Anh Kiệt, duy nhất vượt qua hắn dự liệu là, Tu La Thiên Tôn lại trắng trợn khiêu chiến, phải biết, hắn một đường chọc không thiếu cửu gia, liền chờ trừng trị hắn đâu. So bên trong tưởng tượng ta muốn mạnh, Triệu Bân ực một hớp rượu. Để ta bất ngờ là Thiên Vương Thánh Tử, ban ngày một tiếng thổn thức. Trong trí nhớ của hắn, có thể cùng Cuồng Anh Kiệt qua mấy chục hiệp, quả thực tìm không ra mấy cái, không lo đảo lăng tuyệt tính toán một cái, bây giờ lại thêm một cái, như hắn hạng này, cơ bản 10 chiêu bại lui. Phanh! Tiếng ầm ầm lại nổi lên, Thiên Vương Thánh Tử lại một lần đẫm máu. Hắn bây giờ thần thái. Lại không như lúc trước như vậy hí ngược nghiền ngẫm, bởi vì cái họ này Cuồng, thật không là bình thường có thể đánh có thể chịu, hắn từ khai chiến rất nhiều bí pháp tần suất, lại đều ép không được đối phương. Bức ta động át chủ bài. Thiên Vương Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, thể nội bay ra một tia khói đen. Khói đen hóa thành hai cái hắn, là hắn đạo thân, một trái một phải cùng hắn đứng sóng vai, vô luận hình dạng vẫn là khí thế, vô luận hàm ý vẫn là chiến lực, đều cùng hắn cái này bản tôn ngang nhau cùng cấp bậc. Đó chính là trong truyền thuyết tiên thiên đạo thuật. Ân, huyết mạch truyền thừa thiên phú, đạo thân cùng bản tôn ngang nhau. Như thế, chính là hai đánh một, Tu La Thiên Tôn chưa hẳn đỡ được. Gặp hai cái Thiên Vương Thánh Tử sóng vai, phía dưới nghị luận ầm ĩ, đại đa số người vẫn tương đối mới lạ, trong đó liền bao quát Triệu Bân, tiên thiên đạo thuật đích xác rất huyền ảo, ngoại nhân sợ là không học được. Nhìn Cuồng Anh Kiệt, lại như thưởng thức mỹ nữ tựa như, trên dưới quét lượng Thiên Vương Thánh Tử. Nói thực ra, hắn cũng là đầu hẹn gặp lại cái này tiên thiên đạo thuật, đích xác có chút ý tứ.
hôm nay tới, cũng không cần đi. Hai ngày Vương Thánh Tử chăm miệng một lời, cũng là tiếng quát âm vang. Dứt lời, thì thấy đạo thân từng bước đi qua hư không, Lăng Thiên chém xuống một kiếm. Xem ở sau bản tôn, thì một tay bấm niệm pháp quyết, dùng chính là gò bó chi pháp, dùng cái này đánh phối hợp, cũng phối hợp vô cùng hoàn mỹ, tất cả bởi vì đạo thân bản tôn tâm ý tương thông, hoặc có lẽ là, bọn hắn chính là một người. Mở. Cuồng Anh Kiệt một tiếng lạnh quát, cưỡng ép chọc thủng cấm pháp, tránh khỏi đạo thân nhất kiếm. Nhưng, tốc độ của hắn vẫn là chậm, bị một tia kiếm uy tác động đến, thể phách bị chém ra một đạo huyết khe. Diệt. Thiên Vương Thánh Tử đạo thân hét to, tại hư vô diễn xuất một vòng mặt trời sáng chói. Vạn đạo hào quang rực rỡ, phổ chiếu vùng thế giới kia, hoa cỏ cây cối đều bị chiếu khô diệt. Lại là không khác biệt công phạt, bất đồng chính là, lần này là đạo thân cho bản tôn đánh phối hợp, Cuồng Anh Kiệt vừa muốn vung đao bổ thái dương, liền cảm giác một cỗ kinh khủng gò bó lực, cấm thân thể của hắn trì trệ, đúng lúc gặp dương quang từ trên trời hạ xuống rơi, như từng chuôi tiên kiếm, suýt nữa cho hắn sinh bổ. Đây là từ khai chiến đến nay, hắn lần thứ nhất đẫm máu hư không. Bị hắn đánh những cái kia thanh niên tài tuấn, cái kia thổn thức không thôi à. Bọn hắn tâm cảnh đại khái giống nhau, cũng là lần thứ nhất gặp Cuồng Anh Kiệt chật vật như vậy. Người cái tiểu hỗn cầu, lắc đến ra mắt, Cuồng Anh Kiệt phá gò bó, thật sự một đao bổ thái dương. Thiên Vương Thánh Tử bản tôn u cười, cùng đạo thân tất cả chắp tay trước ngực. Thuận theo ấn quyết dừng lại, trời xanh ông run lên. Có một đạo vòng xoáy màu đen biến hóa ra, già thiên thật lớn, cực tốc chuyển động, sức cắn nuốt cực kỳ khủng bố, thế nhân là mắt thấy một tòa núi cao, bị hút vào vòng xoáy, liền nửa chút bọt nước cũng không tóe lên, tại chỗ bị vòng xoáy quấy thành cho bụi. Không gian chi pháp, Triệu Bân thì thào một tiếng, tựa như có thể nhìn xuyên vòng xoáy nội bộ, có thể gặp sấm sét vang dội. Loại này bí pháp, hắn là gặp qua, nhưng rõ ràng không có Thiên Vương Thánh Tử bá đạo. Đó là hóa đạo luân hồi, cũng là thiên vương huyết mạch truyền thừa thiên phú. Ban ngày chậm rãi nói, vòng xoáy là ngay cả hắn đạo tắc, sẽ trở thành một loại sấm sét hình thái hiển hóa, người bị nuốt vào trong đó, sẽ gặp lôi điện phách chảm, cũng sẽ ở không gian chia cắt, chưa có người có thể trùng sát đi ra. Bí pháp này cỡ nào kinh khủng. Chúng thanh niên tài tuấn nhóm, đều lộ vẻ kiêng dè. Thiên Vương Thánh Tử hóa đạo luân hồi, bọn hắn là nghe qua. Là căn cứ vào bản tôn cùng đạo thân cơ sở, liên hợp thi triển, như bị thu vào đi, sẽ bị đạo tắc lôi điện cùng không gian lực lượng chém thành cho. Ngô! Cuồng Anh Kiệt một bước không có đứng vững, thật sự bị hút vào, có thể thấy máu quang chợt hiện. Cùng một trong nháy mắt, Thiên Vương Thánh Tử bản tôn cùng đạo thân ấn quyết lại biến, vòng xoáy nhất thời khép kín. Phải, lần này quỳ. Không thiếu lão bối đều tại vuốt sợi râu, tựa như sớm biết hóa đạo luân hồi đáng sợ. Nhìn Thiên Vương Tông chúng mạnh, thì sống lưng thẳng tắp, thuật này vừa ra vậy thì ổn. Muốn nói bức cách tối không lóa mắt, vẫn là Thiên Vương Thánh Tử, đối với chính mình Thiên Phú Thần Thông rất có tự tin, chôn ở trong đó yêu nghiệt nhân kiệt, vừa nắm một bó to, Cuồng Anh Kiệt lại là một cái trong đó. Oanh! Đang lúc thế nhân cho là hết thảy đều kết thúc lúc, vòng xoáy lại ông run lên. Xong, liền nghe từng tiếng bá liệt đao ngâm, sự quay tròn cơn xoáy bên trong truyền tới. Rất rõ ràng, là Cuồng Anh Kiệt từ bên trong công phạt, đánh cho vòng xoáy từng đợt cự chiến. Cái này run lên không sao, Chấn Thiên Vương Thánh Tử kêu đau một tiếng, cũng là một bước không có thế nào đứng vững, bản tôn cùng đạo thân đều suýt nữa từ thiên cắm xuống, vòng xoáy là ngay cả bọn hắn, nên gặp cái phản phệ. Còn chưa có chết, thế nhân tập thể nhíu lông mày, trong mắt có kinh ngạc âm thanh. Lúc trước bức cách tràn đầy vị kia, mới là kinh dị nhất, hắn hóa đạo luân hồi biết bao bá đạo. Được thu vào trong đó, bị hắn đạo tắc lôi điện cùng không gian lực lượng liên hợp công phạt, càng không thể giết chết đối phương. Ông, cùng với một tiếng đao minh, vòng xoáy bị đánh mở khe hở. Sách đao Tu La Thiên Tôn, tựa như một đầu thương long từ bên trong nhảy lên mà ra, cũng chính xác bá khí ầm ầm, lại một đao sinh bổ Thiên Vương Thánh Tử đạo thân, Chấn Thiên Vương Thánh Tử bản tôn đạp đạp lui lại. Làm sao có thể? Thiên Vương Thánh Tử thần thái, đã không phải kinh ngạc. Mà là chấn kinh hoảng sợ. Liền Thiên Vương Tông lão bối nhóm, đều nhíu mày, hàng này có phần quá yêu nghiệt. Ta đã nói rồi, người kia sẽ không như thế dễ chết. Thật làm cho ý ta bên ngoài, hóa đạo luân hồi đều không làm gì được hắn. Phía dưới lại là tiếng ồn ào một mảnh, thổn thức chặt lưỡi âm thanh cũng là liên tiếp. Triệu công tử coi như bình tĩnh,
Cuồng Anh Kiệt không phải bình thường yêu nghiệt, Thiên Vương Thánh Tử không phải đối thủ của hắn, bây giờ đạo thân bị đánh, thì càng khỏi phải nói, Thiên Vương Thánh Tử so sánh cùng nhau, nội tình còn kém chút hỏa hầu. Oanh! Cuồng Anh Kiệt rơi xuống, một bước đạp hư không dung chuyển. Hắn đã thay đổi hình thái, lúc trước mái tóc đen suôn dài như thác nước, bây giờ là huyết lơ mơ đáng, bá liệt khí huyết, dị thường cuồng bạo, nhìn cơ thể bày tỏ, còn có lôi điện xé rách, là nhục thân cường đại đến nhất định cấp bậc khắc họa, tối quỷ quyệt là hắn con mắt, thế nào nhìn cũng giống như hắc động, mong không thấy con mắt. Cực cảnh, Triệu Bân nhìn nhíu lông mày. Không chỉ là hắn, tại chỗ số nhiều quần chúng đều cho rằng như vậy. Cuồng Anh Kiệt bây giờ hình thái, rất giống không chết không thương tổn cực cảnh. Đây không phải là cực cảnh, là bá thiên cuồng hóa. Nói chuyện chính là ban ngày. Cũng là huyết mạch truyền thừa thiên phú. Triệu công tử tò mò hỏi một câu. Hắn chính là bá thiên thần thể, sớm đã thức tỉnh bực này thiên phú. Ban ngày nhẹ nhàng gõ đầu, nghe ra ra nói, bá thiên cuồng hóa không chỉ giống cực cảnh, còn đến gần vô hạn cực cảnh, trạng thái như thế, cùng vĩnh hằng một mạch tuyệt cảnh có dị khúc đồng công chi diệu, chiến lực sẽ cực điểm thăng hoa. Đã nhìn ra, Triệu Bân sờ cằm một cái. Nguyệt thần đã sớm nói, vĩnh hằng tuyệt cảnh tục xưng tiểu cực cảnh. Bây giờ, gặp cái này bá thiên cuồng hóa, có vẻ như so tuyệt cảnh chỉ có hơn chứ không kém. Có như thế cái át chủ bài, Thiên Vương Thánh Tử có thể cầm xuống Cuồng Anh Kiệt mới là lạ. Nói đến Thiên Vương Tông Thánh Tử, bây giờ hình thái cũng không như thế nào hảo, bởi vì hóa đạo luân hồi bị phá diệt, cũng bởi vì đạo thân bị đối thủ một đạo sinh bổ, hắn cái này có gặp đáng sợ phản phệ, toàn thân trên dưới đẫm máu. Đồng dạng đẫm máu, còn có Cuồng Anh Kiệt. Bất quá, tên kia máu tới bây giờ đều đã đảo lưu nhập thể, còn có toàn thân vết thương huyết khe, cũng đều trong nháy mắt khôi phục, nhìn Triệu Bân đều kinh ngạc, bá thiên cuồng hóa lại còn có bá đạo như vậy sức khôi phục. À không đúng, cái kia hẳn là nói là tái sinh chi lực. Chỉ một điểm này, tuyệt cảnh liền không so được. Phải nói, tuyệt cảnh lại thêm vạn pháp trường sinh quyết, mới tính cùng bá thiên cuồng hóa một cái cấp bậc, suy nghĩ một chút cũng không mau bệnh, hắn gà mờ này vĩnh hằng thiên thể, tất nhiên là không sánh được không sứt mẻ bá thiên thần thể, nếu hắn có hoàn chỉnh bản nguyên, vậy thì nói khác, huyết mạch không hoàn chỉnh, thiên phú tử cũng tàn tật thiếu. Thật là bá đạo cuồng hóa. Quá nhiều thanh niên tài tuấn thần sắc ngơ ngẩn, ánh mắt biểu lộ ra khá là buồn bã. Cuồng Anh Kiệt đánh bọn hắn lúc, căn bản liền không có mở qua bá thiên cuồng hóa, nên bọn hắn nội tình không tốt, không để cho người mở cuồng hóa tư cách, so sánh như thế, bọn hắn kém cũng không phải một chút điểm, cùng như thế cái nghịch thiên yêu nghiệt cùng chỗ một thế, bọn hắn chú định chỉ là ảm đạm vật làm nên. Oanh, phanh, huyên náo trong tiếng nghị luận, hư không vang lên tiếng bịch bịch, chậm chạp mà có tiết tấu. Đó là Tu La Thiên Tôn đi bộ âm thanh, cơ thể quá nặng nề, thậm chí hắn mỗi một bước rơi xuống, đều đạp hư không chấn động kịch liệt, mỗi bước ra một bước, hắn khí huyết liền cuồng bạo một phần, cực kỳ bá liệt. Lão tử hôm nay nộ khí rất lớn. Cuồng Anh Kiệt một lời càng mơ hồ, trong đi lại, một tay tháo ra nhuốm máu áo, lộ ra màu đồng cổ làn da, nhìn hắn trước ngực phía sau lưng, đều có cổ lão bí văn khắc vẽ, diễn trở thành một bộ đồ đằng, rất giống thương long. Ta không tin. Thiên Vương Thánh Tử thực sự không có gì dễ nói, cái này ba chữ gào bá khí ầm ầm. Hắn đích xác không tin ta, lại đâm đầu vào ủi tới, lại cũng mở cấm pháp, cơ thể trong nháy mắt cất cao 2-3 trượng, ánh sáng ảm đạm huy, lại một lần nở rộ, cũng biểu lộ ra khá là cuồng bạo, một mảnh huyết sát hải dương, với hắn quanh thân mãnh liệt lăn lộn. Đó là Thiên Vương Kim Thân, huyết mạch truyền thừa thiên phú. Ban ngày có phần khéo hiểu lòng người, sợ Triệu Bân nhà không biết, dứt khoát cho giảng giải, đương nhiên, đây đều là tin đồn, nhưng cơ bản không có tâm bệnh. Liều mạng thiên phú truyền thừa sao? Triệu Bân một tiếng nói thầm. Bất quá, Thiên Vương Kim Thân nhìn xem mặc dù dọa người, nhưng cùng bá thiên cuồng hóa còn kém quá xa. Sự thật cũng chứng minh, hai loại trạng thái xác thực không phải một cái cấp bậc, Thiên Vương Thánh Tử vừa mới xông lên, liền bị Cuồng Anh Kiệt nện cho, tên kia lấy mạnh đánh mạnh, một đường chùy đối thủ đứng không vững. Phốc, răng rắc, hình ảnh có chút máu tanh, loại này huyết tinh, là chỉ Thiên Vương Thánh Tử. Từ hóa đạo luân hồi cùng đạo thân bị phá, tâm cảnh của hắn có vẻ như liền phá, thậm chí đạo tâm đã bất ổn, lần lượt đẫm máu hư không, có mấy lần như vậy, còn suýt nữa bị Tu La Thiên Tôn một đao sinh bổ, nếu không phải tàn phá Tiên Vương Bảo Ấn che chở, hắn sớm bị đánh thành một đống thịt nát nát vụn cốt. Làm tốt lắm, thân là khách xem thanh niên tài tuấn nhóm,
trong lòng đều ở trong tối tử gọi tốt. So sánh hàng này, bọn hắn nhìn cái kia cá tính cuồng càng hợp mắt, mặc dù là một cái hiếu chiến chủ, nhưng coi như quang minh lỗi lạc, phần lớn thời gian cũng là giảng võ đức, ít nhất không có cướp bảo bối của bọn hắn. Đến nỗi thiên vương thánh tử, vậy thì không dám khen. Nghe nói, tên kia thường xuyên dùng hài nhi sinh linh tẩy luyện huyết mạch. Làm sao xử lý? Có chút mặt không nén giận được. Nhìn thiên vương tông các cường giả, đều đã sắc mặt tái xanh, lúc trước còn đối nhà mình thánh tử lòng tin tràn đầy, bây giờ đi. Nhà hắn thánh tử có vẻ như không che được chàng diệt, bị thua cũng chỉ vấn đề thời gian. Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Chúng mạnh trong mắt đều có một đạo hàn quang lấp lóe, như điên anh kiệt hạng này, phải bóp chết trong trứng nước, hôm nay chính là một cái cơ hội tốt, thánh tử bại không sao, bọn hắn phải tìm chàng tử trở về. Nghĩ tới đây, chúng thiên vương tông cường giả đều âm thầm bóp ấn quyết. Tùy theo thì thấy một đạo kết giới thành hình, ngăn cách vùng thế giới kia. Vì thế, bọn hắn còn cho mình tìm một cái lý do tốt, nhà ta thánh tử cùng cuồng anh kiệt độc chiến, bất luận kẻ nào đều không được nhúng tay, dám can đảm có người đặt chân phiến thiên địa này mà nói, cẩn thận mộ tổ tiên của nhà ngươi. Oanh, phanh, mờ tối thiên địa, tiếng oanh minh liên tiếp không dứt. Tu La Thiên Tôn đối thiên vương thánh tử, chiến cái kia khí thế ngất trời, có huyết phũ lăng thiên vung vãi, có ảo diệu đạo tắc sen lẫn bay múa, mỗi có một lần va chạm, còn có kinh khủng vầng sáng hướng tứ phương lan tràn. Đã thua. Lão bố nhóm lại tại vuốt sợi râu, thuận miệng còn kết luận. Nhìn hai người trạng thái, cuồng anh kiệt hoàn hảo không chút tổn hại, đối diện vị kia có vẻ như đã bị trùy không gặp người hình, cuồng bạo khí huyết tại suy bại, ngay cả lồng mộ tiên khu quang, cũng tại từng tấc ảm đạm. Thiên vương tông sợ là không định làm tốt. Càng nhiều người xem vẫn là đạo kia khổng lồ kết giới, đã bao phủ vùng thế giới kia. Cũng là kẻ già đời, sao có thể không biết thiên vương tông tính toán, sợ là muốn giết người diệt khẩu. Triệu Bân đứng vững vàng một phần, thời khắc chuẩn bị tế ra thiên vương khôi lỗi, cũng không thể để cho cuồng anh kiệt chết, hắn chết đi đâu tìm ký ức chi hoa, hắn đã chọc thiên vương tông, không ngại lại gây một lần. Phốc, huyết quang chợt hiện, thiên vương thánh tử lại một lần đẫm máu hư không. Lần này hắn là thực sự đứng không yên, một đầu cắm xuống thiên khung. Cứu ta! Thiên vương thánh tử sợ, không chờ rơi xuống liền đã mở độn. Nếu không thì thế nào nói là một bộ thánh tử, mở độn chính xác nhất tuyệt, chạy còn nhanh hơn thỏ. Đi đâu? Cuồng anh kiệt vừa quát âm vang, từ thiên rơi xuống. Cũng là tích tắc này, thiên vương tông chúng cường giả động, chia làm hai nhóm, gảy ra cứu viện thánh tử, gảy ra thì công về phía cuồng anh kiệt. Ra tay chính là tuyệt sát, không làm cho người ta lưu chút đường sống nào. Diệt ta! Cuồng anh kiệt cười lạnh, lại tới một không gian Nazi, tránh khỏi tứ phương tuyệt sát. Hắn lại hiện thân nữa, đã là tại thiên vương thánh tử trước người, một trưởng đem hắn chấn áp, xem như một cái tấm mộc, chắn chính mình trước người, thậm chí chạy đến cứu viện thiên vương tông chúng cường giả, đều không thể bắt kịp. Thả nhà ta thánh tử! Chúng mạnh tất cả hét to, cùng nhau giết tới vùng trời kia. Cuồng anh kiệt không nhiều nói nhảm, đao để ngang thiên vương thánh tử trên bờ vai. Thằng nhãi danh, ngươi dám. Cầm đầu một tôn thiên vương tông cường giả, lời nói bên trong giết nhiều ý. Đáp lại hắn, nhưng là một đạo chói mắt huyết quang, cuồng anh kiệt không chỉ là cái hiếu chiến người, vẫn là một cái nhân vật hung ác, tại chỗ kéo xuống thiên vương thánh tử một cánh tay, hắn ngụ ý này cũng rõ ràng, ai còn dám đi lên phía trước một bước, tin hay không tiểu ra đem hắn đầu chặt đi xuống. Ngươi. Tránh ra. Cuồng anh kiệt thản nhiên nói, đao trong tay ong ong thẳng run. Lời này dễ dùng, ít nhất thiên vương tông cường giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi. Tiểu tử kia thật giỏi. Quần chúng bên trong lão bối nhóm, đều một mặt vui mừng. Nhiều như vậy quá hư cảnh cường giả, cứ thế để cho một cái huyền tiên chui chỗ trống, còn bị bắt thánh tử, thiên vương tinh một đại cự bá, trận chiến ngày hôm nay, sợ là muốn mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Người lưu lại, chúng ta không truy cứu. Thiên vương cường giả lạnh lùng nói. Người cho ta là đứa trẻ 3 tuổi. Cuồng anh kiệt không nghe hàng này nói linh tinh. Coi là thật nếu không thì không chết thôi. Chúng mạnh ngăn ở tứ phương, mặc dù không dám lên phía trước, nhưng cũng không có lui lại, liền chờ đối phương lộ ra một chút kẽ hở, chỉ cần trong nháy mắt, bọn hắn liền có thể dây tiểu bối này. Cuồng anh kiệt không ngốc, giờ phút quan trọng này bên trên như thế nào lộ sơ hở. Thiên vương thánh tử chính là bảo mệnh phù, hắn sẽ chảo so con dâu còn rắn chắc. Giết! Triệu Bân trong lòng một quát,
triệu hoán Hạo Thiên Hạo Vũ. Xong, chính là đoàn một thanh âm vang lên, hắn hai đại hộ pháp càng không thể từ vĩnh hằng giới đi ra, tựa như đụng một mặt tường, chuẩn xác hơn nói, là bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản. Sao sẽ như thế? Triệu Bân vội vàng hoảng nội thị vĩnh hằng giới, xem xét như vậy, ngừng lại hai mắt híp lại. Hắn vĩnh hằng giới bên ngoài, chẳng biết lúc nào nhiều một cỗ lực lượng vô hình, chính là lực lượng này, kết thành một tầng che chắn, ngăn cách vĩnh hằng giới, hắn cái này vào không được, bên trong có vẻ như cũng ra không được. Hắn rất mơ hồ, ra khỏi thành lúc còn rất tốt, lúc nào nhiều một tầng che chắn. Quỷ dị như vậy sự tình, hắn chưa bao giờ gặp qua, cả người đều mơ mơ hồ hồ. Cho ta oanh mở. Triệu Bân ra lệnh một tiếng, không cố được nhiều như vậy. Hạo Thiên Hạo Vũ lại động, một cái tay cầm Tiên Vương kiếm một cái dung Hạo Thiên ấn, muốn mạnh mẽ giết ra. Pao pao âm thanh, vang lên theo. Để cho Triệu Bân sắc mặt khó coi là, Hạo Thiên Hạo Vũ công phạt vô hiệu. Hoặc có lẽ là, bọn hắn công phạt chi uy, đều bị lực lượng thần bí tháo xuống. Gì tình huống? Long Uyên cùng Tiên Lôi cũng tại oanh kích, nhưng cũng không có gì treo dùng. Liền Tiên Vương cấp khôi lỗi đều oanh không ra, càng chớ nói bọn họ. Gì tình huống? Triệu công tử cũng muốn hỏi. Êm đẹp như thế nào như vậy? Tránh ra. Cuồng anh kiệt hét to, vang dội thiên khung. Triệu Bân suy nghĩ bị đánh gãy, ánh mắt lại xê dịch về bầu trời. Lọt vào trong tầm mắt, thì thấy một đạo chói mắt huyết quang. Thiên Vương thánh tử một cái khác tay, cũng bị cuồng anh kiệt xé xuống. Xong việc, Thiên Vương thánh tử liền không có bóng hình. Chuẩn xác hơn nói, là âm thầm có người cùng hắn đổi thành vị trí. Đó là một cái áo mãng bào lão giả, một tôn hàng thật giá thật chuẩn Thiên Vương, từ cuồng anh kiệt trong tay, đổi đi Thiên Vương thánh tử, không chỉ cuồng anh kiệt không có phản ứng kịp, liền Triệu công tử cũng là trở tay không kịp. Người mẹ nó thuộc con chuột. Cuồng anh kiệt một tiếng mắng to, phát chân lên cổ liền chạy. Là hắn tính sai, không nghĩ tới đối phương có thủ đoạn này. Ngươi, đi. Áo mãng bào chuẩn Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, cách không một tay bao trùm thiên địa. Cuồng anh kiệt một bước lảo đảo, bá thiên cuồng hóa trạng thái đều bị đánh về nguyên hình. Cái này, chính là tu vi cảnh giới tuyệt đối áp chế. Huyền Tiên lại yêu nghiệt, ở trong mắt chuẩn Tiên Vương cũng chỉ là một con kiến hôi. Tiểu bối, đi đường bình an. Áo mãng bào chuẩn Tiên Vương nhạt đạo, trưởng uy nhiều lực lượng hủy diệt. Tu La Thiên Tôn một tiếng hét thảm thê lương, tại chỗ ép thành một mảnh xương máu. Chờ Già Thiên đại thủ rơi xuống, phùng hư không kia lại không nhìn thấy tung ảnh của hắn. Chết, chết. Đám khán giả đều khẽ nhếch miệng. Không có người cho đáp án, một màn kia chính là câu trả lời tốt nhất. Chuẩn Tiên Vương một trường kinh khủng bực nào, nho nhỏ Huyền Tiên tất nhiên là tại chỗ hôi phi yên diệt. Không chết. Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, ánh mắt rất là thâm thúy. Hắn mơ hồ nhìn rõ ràng, ở đó sinh tử một cái chớp mắt, cuồng anh kiệt trốn vào một cái không gian kỳ dị. Đến nỗi cái kia phiến xương máu, tất nhiên là cuồng anh kiệt tạo giả tượng. Chuyện này hắn cũng thường xuyên làm, biết rõ trong đó môn môn đạo đạo. Hắn thấy, cuồng anh kiệt cũng nên có lá bài tẩy này. Bằng không thì, cái kia hàng cũng sẽ không ngốc hết chỗ chê chạy đến tìm Thiên Vương Tông phiền phức. Cái này, chính là chọc ta Thiên Vương Tông đánh đổi. Áo mãng bào chuẩn Tiên Vương mà nói, vô hạn vang dội thiên địa. Nhà hắn thánh tử không thể diệt cuồng anh kiệt lập uy, chuyện này hắn thay thánh tử làm. Nhưng lời này, rơi vào thế nhân trong tai lại là cực kỳ châm chọc, lấy lớn hát yêu ta nhỏ, có gì tài ba, nhìn cho ngươi choáng nha ngưu bức, vô luận ngươi nói ác độc biết bao mà nói, đều không đổi được chuyện mất mặt thực. Tuy là khó chịu, nhưng không người dám ngôn ngữ. Thiên Vương Tông quá cường đại, nội tình cũng quá hùng hậu. Không thể trêu vào. Xem kịch thì nhìn hí kịch. Bớt chọc mầm tai vạ cho thỏa đáng. Thiên Vương Tông cường giả đi, là mang theo Thiên Vương Thánh Tử cùng đi. Cái kia hàng đi ra ngoài nên không xem hoàng lịch, nhiều bức hống hống mà đến, lại át chủ bài ra hết, lại bị cuồng anh kiệt nện cho cái bán thân bất toại, đến nước này, đã bất tỉnh đi, bất tỉnh hảo, bất tỉnh không xấu hổ. Ai? Thế nhân vẫn chưa thỏa mãn, có nhiều tiếng thở dài. Vẫn là câu nói kia, bỏ đi lập trường mà nói, cái kia cá tính cuồng tiểu tử, đích thật là cái nghịch thiên cấp yêu nghiệt, cho đầy đủ thời gian, năm nào nhất định là uy chấn bát hoang cường giả, nếu cơ duyên đầy đủ, hơn phân nửa còn có phong thần khả năng, hết lần này tới lần khác, tại cái này bị người bóp chết ở trong chiếc nôi. Ai?
ban ngày cũng có một tiếng thở dài. Tuy bị đánh qua, nhưng hắn thua tâm phục khẩu phục. Nhìn Triệu Bân, thì xử tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hắn đang chờ. Hắn chờ Cuồng Anh Kiệt đi ra. Lần này hắn rất có dự kiến trước, sớm dùng tiên nhãn làm ấn ký, để định vị truy tung, chỉ cần Cuồng Anh Kiệt ra không gian, hắn sẽ trước tiên phát giác. Đương nhiên, nếu là đối phương biến mất ấn ký, hoặc vượt qua truy tung thời hạn, đó chính là một cái khác rất không dịu dàng chuyện xưa. Chờ đợi lúc, hắn vẫn không quên nhìn lén Vĩnh Hằng Giới. Đến nước này, hắn đều không biết ở đâu ra lực lượng quỷ dị. Hắn tầng đa phiên nếm thử, liền một khối tiên thạch đều không bỏ ra nổi, cũng liền một khối tiên thạch đều phóng không vào trong, chỉ có không gian tùy thân, lại là cùng hắn ngăn cách, có thể trông thấy bên trong, lại là vào không được. Hắn nên may mắn sớm phát hiện. Nếu là tao ngộ nguy cơ lúc, muốn mượn Vĩnh Hằng Giới độn thân mới phát hiện vào không được, chẳng phải là rất thất vọng. Đạo hữu, tìm chỗ uống một chén a. Ban ngày cười nói. Ta còn có việc, Triệu Bân nở nụ cười, lưu lại một ngữ quay người rời đi. Bên ngoài thành một mảnh quần sơn, hắn tìm một đỉnh núi nhỏ, yên tĩnh chờ đợi. Hắn Vĩnh Hằng Giới, còn có pao pao âm thanh truyền ra, Hạo Thiên Hạo Vũ vẫn còn đang chơi mệnh oanh kích, nhưng chính là oanh không ra che chắn, cái kia cổ quỷ dị sức mạnh, tại hóa giải bọn chúng công phạt. Huyết mạch xuyên cớ sao? Triệu Bân do dự, ánh mắt sáng tối chập chờn. Dù sao, hắn là xuất ra một nửa Vĩnh Hằng tiên thể, thức tỉnh Vĩnh Hằng Giới, cũng chỉ là tàn phá, nếu huyết mạch bản nguyên dị biến, Vĩnh Hằng Giới chắc chắn sẽ bị tác động đến, hơn phân nửa cũng sẽ đi theo dị biến. Đây chỉ là ngờ tới, không có đặc biệt căn cứ. Gặp lúc này, hắn đều phá lệ tưởng niệm nhà hắn Nguyệt Thần. Tú Nhi là cái vạn sự thông, nhất định có thể cho một cái giải thích hợp lý. Thật lúng túng a. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Nếu như, Vĩnh Hằng Giới không giải được mà nói, hắn sẽ ngủ không yên giấc, Diệp Lan còn tại bên trong đâu. Còn có một đời Man Vương cùng Âm Nguyệt Vương, cùng với bổn mạng của hắn khí, Tiên Lôi, Hỗn Thiên Hỏa, Hạo Thiên Ấn, Tiên Vương Kiếm, hai đại hộ pháp, tất cả gia sản đều tại Vĩnh Hằng Giới để đâu. Tóm lại, hắn bây giờ là một cái kẻ nghèo hèn. Chỉ có tài phú, lại là một kiện cũng không lấy ra được. Ai? Hắn đang phiền muộn lúc, chợt cảm thấy quỷ dị ba động. Là Cuồng Anh Kiệt đi ra, nhưng cũng không tại lúc trước đại chiến vùng thế giới kia. Bên này, Triệu Bân thông suốt lấn người, thẳng đến phương đông đuổi theo. Cuồng Anh Kiệt không gian kỳ dị, nên cùng Vĩnh Hằng Giới khác biệt, hơn phân nửa có thể tùy ý biến động, cũng có lẽ, tiểu tử kia cũng có trận đài, cũng có thể từ không gian ra bên ngoài truyền tống, lúc này mới chạy trốn thiên địa. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là cái kia hàng đi ra. Đừng chạy a. Triệu Bân một đường đều đang thầm mắng, có thể cảm thấy Cuồng Anh Kiệt tại mở đột. Hơn nữa, tiểu tử kia chạy vẫn rất nhanh, từng có mấy cái như vậy trong nháy mắt, tiên nhãn làm ra ấn ký, còn biến rất mơ hồ, đó là khoảng cách quá xa, vượt qua khoảng cách nhất định sẽ cảm giác không đến. Thiên Vương Tông, ngươi cho lão tử chờ lấy. Cuồng Anh Kiệt cũng tại thầm mắng, trong lúc đó còn ho ra không ít máu. Cùng Thiên Vương Thánh Tử làm một trận, không chút thụ thương, lại suýt nữa bị tôn kia chuẩn Tiên Vương tiêu diệt, đến nước này, trong cơ thể hắn còn sót lại sát ý. Nếu không phải không gian độn thân, hắn đã hồn phi phách tán. Hai ngày này loại trừ không online, đại gia nhắn lại ta sẽ mau chóng hồi phục. Đa tạ đại gia một đường ủng hộ và cổ vũ. Dưới ánh trăng, Triệu Bân như một đạo kinh mang, xẹt qua thiên tiêu. Đuổi nửa đêm, đến nay đều không đuổi kịp họ Cuồng, bởi vì đối phương cũng tại động, lại tốc độ không chậm. Nói đến Cuồng Anh Kiệt, từng không chỉ một lần lông mi hơi nhíu. Hắn cảm giác lực không kém, luôn cảm giác có người sau lưng đang đuổi hắn. Thời gian lâu dài, hắn cũng cảm giác một chút manh mối. Thấy hắn một tay bôi qua thể phách, tìm ra một đạo vô hình ấn ký. Thiên nhãn truy tung. Cuồng Anh Kiệt hai mắt híp lại, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy một phần. Hắn không chỉ có thể đánh có thể chịu, trí thông minh cũng là tại tuyến. Rất rõ ràng, âm thầm có người đối với hắn dùng truy tung thuật, nhưng tuyệt đối không phải Thiên Vương Tông người. Nếu có thể khóa chặt hắn vị trí, không có khả năng bỏ mặc hắn trốn lâu như vậy, theo hắn suy nghĩ, đối phương tu vi cũng không cao, bằng không thì, cũng không khả năng đuổi nửa đêm đều không đuổi kịp. Có ý tứ, Cuồng Anh Kiệt trong mắt chớp lóe, cũng không biến mất ấn ký, ngược lại muốn xem là cái nào nhân tài. Hắn tăng nhanh tốc độ, trốn vào một mảnh đen thui sơn lâm, tìm động chui vào.
Không lâu, Triệu Bân đuổi tới. Đến nơi núi rừng sâu xa, hắn mới đột nhiên định thân, bởi vì ấn ký tiêu tán. Đi đâu rồi? Triệu Bân nhíu mày, thác khai cảm giác lực. Tứ phương tối như mực một mảnh, còn có âm phong tàn phá bừa bãi, nhưng không thấy bóng người. Truy ta làm gì? Hắn đang tìm lúc, chợt nghe nhàn nhạt lời nói. Dứt lời, thì thấy Cuồng Anh Kiệt Tử Hắc âm thầm đi ra, trong tay còn mang theo nhuốm máu đao. Ta không có ác ý. Triệu Bân nở nụ cười, liền nghĩ hỏi một chút đạo hữu, ký ức chi hoa nhưng tại ngươi cái này. Ký ức chi hoa. Nghe được cái này bốn chữ, Cuồng Anh Kiệt lông mày trao lên, lúc này mới nhận ra Triệu Bân. Lúc trước, hắn cùng với Thiên Vương Thánh Tử khai chiến lúc, hàng này liền cho hắn chuyển qua âm, hỏi chính là ký ức chi hoa. Nhưng hắn thật bất ngờ, tiểu tử này tầm mắt không thấp a. Có thể nhìn ra hắn là giả chết, lại tại hắn không có chút phát hiện nào điều kiện tiên quyết, đối với hắn dùng thiên nhãn truy tung. Nhìn ra đây là một nhân tài. Đã nhân tài, hắn cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Xem xét như vậy, càng là không nhìn thấu, tất cả bởi vì đối phương che quá kín đáo, thấy không rõ tôn vinh, cũng nhìn không ra huyết mạch, chỉ biết là cái huyền tiên cảnh, ước chừng đoán chừng, hẳn là đệ lục trọng, khí uẩn bất phàm, có hùng hậu căn cơ. Đạo hữu nếu có ký ức chi hoa, có thể hay không nhường cho ta? Triệu Bân cười nói. Xong, hắn lại bồi thêm một câu, giá tiền dễ thương lượng. 500 vạn, Cuồng Anh Kiệt nhàn nhã vỗ vỗ đầu vai cho bụi. Như vậy dứt khoát sao? Triệu Bân con mắt sáng lên, đưa tay liền muốn từ Vĩnh Hằng Giới lấy tiền. Lúng túng chính là, hắn Vĩnh Hằng Giới là khép lại, một mực mừng rỡ, ngược lại là đem vụ này quên, Vĩnh Hằng Giới không lấy ra được đồ vật, bây giờ hắn, có vẻ như chính là một cái kẻ nghèo hèn. Như thế nào, không có mang đủ tiền, Cuồng Anh Kiệt ực một hớp rượu. Có thể hay không tiện nghi chút, Triệu Bân một tiếng ho khan, cũng là một tiếng gượng cười. Muốn nhiều tiện nghi. 500. Khụ khụ. Triệu công tử một câu 500 không sao, cho Cuồng Anh Kiệt hắc không nhẹ. Hắn kêu giá này 500 vạn, vị này ngược lại tốt, trực tiếp đem cái kia vạn chữ chém đứt. Không, đây không phải trả giá, cái này mẹ nó chính là đùa nghịch hắn đâu. Tiểu tử, người rất tinh nghịch a. Cuồng Anh Kiệt ném đi bầu rượu, hướng về phía Tiên Đao Hà ra từng hơi, vẫn không quên dùng ống tay áo lau một phen, cho tới bây giờ cũng là hắn đánh người khác. Vẫn là đầu trở về bị người đùa nghịch, có như vậy một loại nộ khí, sao chả có chút không đè ép được đâu. Ta có tiền, chỉ có điều không lấy ra được. Triệu Bân gương mặt lúng túng. Ngươi có phải hay không muốn nói, tài khoản của ngươi bị đông cứng. Cuồng Anh Kiệt còn tại xoa đao. Không sai biệt lắm, Triệu Bân hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới liền còn lại 500 tiên thạch. Không sai biệt lắm dễ nói. Cuồng Anh Kiệt lười nhác nói nhảm, vung mạnh đao liền bên trên. Ta thật có tiền, Triệu Bân một bước phi đột, tránh khỏi đối phương công phạt. Lão tử liền nghĩ đánh ngươi, sao a? Đừng ép ta động thủ, ta rất biết đánh nhau. Bị ta đánh người, cơ bản đều nói như vậy, Cuồng Anh Kiệt một trưởng vỗ đi qua. Nghĩ như vậy đánh, vậy thì luyện một chút, Triệu Bân không lại tránh nhiều, tiếp thiên một quyền ra tay bá đạo. Phanh! Quyền trưởng va chạm, nhất thời oanh minh, còn có một mảnh sấm chớp mưa bão nổ tung. Nhìn đấu chiến song phương, Triệu Bân sừng sững không động. Ngược lại là họ Cuồng cái vị kia, đạp lui nửa bước, thần sắc gọi là cái kinh ngạc, không nhìn ra a. Tiểu tử này thật sự rất biết đánh nhau, nhìn vừa mới một quyền này chịu y, liền biết không phải tam lưu mặt hàng. Hai ta ngồi xuống tâm sự thôi, Triệu Bân vuốt vuốt nắm đấm. Trò chuyện em gái ngươi, Cuồng Anh Kiệt vẫn như cũ rất ngông cuồng, bao phủ cuồng bạo khí huyết mà đến. Tối nay ánh trăng vừa vặn. Cái kia ta liền hẹn một trận, người như thua, liền đem ký ức chi hoa cho ta. Triệu Bân không chút nào sợ, ngược gió liền lên, đem ngươi nhà quật ngã, nhìn ngươi còn cuồng hay không cuồng. Ông! Đao minh lóe sáng, 10 trượng đao mang lăng không xuống. Triệu Bân vô binh vũ khí, lấy kim quyền tay không ngạnh hám đao mang. Bao! Tiếng kim loại va chạm vang lên theo, âm vang lại thanh thúy. 10 trượng đao mang nổ nát vụn. Cuồng Anh Kiệt bị chấn kêu đau một tiếng. Triệu công tử cũng hơi có vẻ chật vật, xương bàn tay bên trên nhiều một vòng vết đau, nhưng không có gì đáng ngại, đều bị thương ngoài ra, hắn có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, cho dù một cánh tay bị tháo, cũng có thể rất nhanh tái tạo. Hảo tiểu tử, thực sự là đánh giá thấp ngươi. Cuồng Anh Kiệt ánh mắt cực nóng, cuối cùng là bắt được một cái có thể đánh. Hiếu chiến chủ đi, liền ưa thích kháng đánh,
vị này liền da dày thịt béo. Ông! Hắn thu tiên đao, vùng cánh tay lên một cái, gọi đến óng ánh khắp nơi tiên hải. Tiên hải là bí pháp cũng là dị tượng, có một đạo thương long hư ảnh vào trong diễn hóa, khí thế bá liệt cuồng bạo, vừa đối mặt liền đem Triệu Bân che mất, trầm trọng tiên lực, nghiền thể nội xương cốt nổ nát vụn. Mở! Triệu Bân một đạo chu tiên quyết, hoạch xuất ra một đầu tinh hà, chém ra tiên hải. Hắn mới nhảy ra, đâm đầu vào liền đụng vào cuồng anh kiệt, gặp mi tâm có một đạo hư huyễn kim đao bổ ra, chính là nguyên thần công phạt, vẫn như cũ có ảm đạm đao minh âm thanh, lực sát thương là bẻ gãy nghiền nát mạnh. Phá! Triệu công tử quát to một tiếng, lấy lôi thần giận chấn diệt kim đao. Cùng một trong nháy mắt, hắn tế thiên diệt nguyên thần kiếm, đâm rách hắc ám. Cuồng anh kiệt không nhìn, chỗ mi tâm nhưng lại hiện lên khối kia tấm chắn nhỏ, đỡ được thiên diệt nguyên thần kiếm. Hắn tốc như kinh hồng, chớp mắt liền giết tới phụ cận, trưởng tâm lôi điện xé rách, đã diễn hóa thành đao. Quang minh thân. Triệu Bân trong lòng một quát, thể phách vạn đạo tia sáng chợt hiện. Cuồng anh kiệt cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị hoảng hai mắt đen thui. Oanh. Triệu công tử liền tự giác, một cái tát cho cuồng anh kiệt vung mạnh lộn ra ngoài. Mà hắn, nhưng là một đường như bóng với hình, thừa cơ hội này, muốn cho đối phương bổ thêm một đao. Hắn cũng đã chọn vị trí tốt, nếu hướng cái kia hàng quần. Háng đạp cho một cước, cảm giác nên phá lệ sảng khoái. Bá thiên tuyệt địa. Cuồng anh kiệt phản ứng không chậm, hét to gào bá khí ầm ầm. Theo hắn dứt lời, phiến thiên địa này trọng lực, trong nháy mắt ra chỉ gấp trăm lần. Ngô! Lần này đổi Triệu công tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện trọng lực, dị thường trầm trọng kinh khủng, đè hắn một bước không chút đứng vững. Không chỉ tốc độ cùng thân pháp bị áp chế, ngay cả thân thể cũng một hồi lảo đảo, hơi kém một đầu cắm cái kia. Phanh! Cuồng anh kiệt một trưởng đến, vung mạnh lật ra Triệu công tử. Đổi hắn như bóng với hình, muốn cho đối thủ bổ thêm một đao. Nếu không thì thế nào nói cũng là yêu nghiệt đâu, có vẻ như đều đối tiểu. Đệ tình hữu độc chung, Triệu công tử như thế, họ Cuồng cũng như thế, hướng quần. Háng đi lên một cước, cảm giác hẳn là phiêu phiêu dục tiên. Còn nghĩ đạp ta. Triệu Bân một tiếng thầm mắng, mạnh mở thần long bãi vĩ. Cuồng anh kiệt vừa mới giết đến, liền bị đẩy lui ra ngoài. Bước ta đánh. Triệu Bân tâm niệm khẽ động, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, hiệu lệnh sấm sét. Sấm sét vang dội bên trong, lớn như vậy lôi đình kỳ lân diễn hóa mà ra, từ thiên gào thét xuống. Tiềm ẩn thiên uy lôi điện. Cuồng anh kiệt gặp chi, trong lòng một hồi kinh ngạc. Thực sự là có ý tứ. Tiểu tử này thủ đoạn không cạn đi. Giống. Đang khi nói chuyện, lôi đình kỳ lân đã giết đến. Nhìn cuồng anh kiệt, thì lật tay một cây cờ lớn, mãnh liệt huy động, có một mảnh kim quang hướng thiên bay tới, đánh nát lôi đình kỳ lân, nhưng cũng chỉ đánh nát một đầu, đằng sau còn có một đoàn đâu. Còn hăng hái hơn. Cuồng anh kiệt đem đại kỳ cắm trên mặt đất, mi tâm khắc đã xuất thần văn. Tùy theo, thì thấy một đạo khổng lồ hư ảo bóng người, bao phủ toàn thân hắn. Chừng 10 trượng khổng lồ, rất giống Triệu Bân trước kia cùng thánh thú liên hợp thi triển kỳ lân hóa, sức mạnh bao quanh thể phách. Thật là lớn khổ người a. Triệu công tử nhìn vô ý thức ngửa đầu. Cái này, cũng là thiên phú thần thông. Không tệ, đây chính là huyết mạch thiên phú thần thông. Nếu có người biết nhìn hàng ở đây, định nhận ra bí pháp này. Đây là bá thể. Bá thiên một mạch thiên phú. Giống. 3, 5 đầu lôi đình kỳ lân xuống. Liên tiếp đụng vào bá thể bên trên. Lúng túng chính là, lôi đình kỳ lân nổ nát vụn, bá thể lại là sừng sững không động. Cường ngạnh như vậy sao? Triệu Bân trong lòng một tiếng thổn thức, đại gia hỏa này rất kháng đánh. Không hổ là bá thiên thần thể, nội tình quả nhiên không là bình thường hùng hậu. Chân áp, cuồng anh kiệt một trưởng lăng thiên. Ngũ chỉ đại ấn rộng rãi bàng bạc. Ta đỉnh, Triệu Bân tiên lực mãnh liệt, ngưng luyện ra một cây kình thiên trụ. Ngũ chỉ đại ấn bị một côn chọc thủng, đâm cuồng anh kiệt đều không đứng vững, cũng không đợi hắn đứng vững, thì thấy Triệu Bân ôm kình thiên trụ đập tới, một côn này có đủ bá đạo, hơi kém đánh nổ bá thể. Ăn ta một đao, cuồng anh kiệt nhất đao bổ xuống, đao minh như lôi đỉnh oanh minh. Triệu Bân ôm kình thiên trụ vung ra, ngạnh kháng lăng thiên một đao. Bao, vẫn là tiếng kim loại va chạm, có đen nhánh vầng sáng lan tràn. Tứ phương sơn nhạc lại gặp nạn. Có không ít bị chặn ngang chặt đứt. Triệu Bân kêu đau một tiếng, tiên lực diễn hóa kình thiên trụ nổ thành cho bụi.
Cuồng Anh Kiệt cũng đạp đạp lui lại, trong tay hư ảo đao cũng sụp đổ trở thành một mảnh quang. Cái gì cái quái thai? Ánh mắt của hắn là kinh dị, tiểu tử này so với hắn trong tưởng tượng càng kinh khủng. Hắn ngay cả bá thể đều mở, lại đều ép không được đối phương, nội tình là hùng hậu đến mức nào. Siêu! Ngắn ngủi trong nháy mắt, Triệu Bân đã vọt lên tận trời. Không có Long Uyên kiếm nơi tay, hắn thì lại lấy tiên lực hóa kiếm, giơ lên cao cao, lại dẫn động hư vô lôi điện, sấm sét tụ tập tiên lực trên thân kiếm, thành một cái chói mắt lôi kiếm, lại là vô cùng khổng lồ. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Bân vừa quát âm vang, bá đao phách thiên chảm từ thiên xuống. Phía sau chính là dọa người một màn, nguy nga khổng lồ bá thể, lại bị hắn nhất kích bổ cái nát bấy, đáng sợ lôi uy cùng vô song kiếm ý, đem bá thể sức mạnh, cũng cùng nhau tổ diệt. Ta phốc, Cuồng Anh Kiệt một hớp này lão huyết, phun cũng là bá khí ầm ầm. Cùng người cùng thế hệ đối chiến, hắn cơ bản không động tới bá thể, phàm là động, không có người có thể gánh vác công phạt, nhưng vị này hình như là một ngoại lệ, không chỉ đối phó, còn đem hắn bá thể đánh nát. Lại đến, Triệu Bân quát to một tiếng, lại một lần dẫn động lôi điện. Vẫn là lôi đình kiếm, lôi uy cùng kiếm ý xen lẫn bay múa. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết. Cuồng Anh Kiệt hai mắt một cái chớp mắt híp lại, cuối cùng là nhìn ra manh mối. Hắn thật bất ngờ, cái kia hàng lại thông hiểu lôi thần một mạch bí mật bất truyền, vẫn là nói, đối thủ của hắn chính là lôi thần một mạch người, một tay lôi điện chơi gọi là cái lẻ loẹt, lại vẫn mang thiên uy. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Trong lúc nói chuyện, Triệu Bân kiếm thứ hai đã phía dưới. Lại nhìn Cuồng Anh Kiệt, lại là sự ở đó không nhúc nhích, chỉ thấy thể phách cự chiến, có một đạo màu đen huyền ảo. Lấy hắn làm trung tâm diễn hóa, rất giống thiên vương thánh tử hóa đạo luân hồi, cực điểm thôn vệ chi lực. Chanh! Lôi đình kiếm hạ xuống, nhưng chạm đến vòng xoáy màu đen, nhưng lại hóa thành sấm sét. Xong, lôi kiếm hóa thành sấm sét, liền bị chuyển động vòng xoáy cắn nuốt mất rồi. Gì tình huống, Triệu Bân trong mắt cũng có kinh ngạc, vòng xoáy kia có thể hóa giải sấm sét. Cho ta xuống đây đi, Cuồng Anh Kiệt ngự động vòng xoáy. Đáng sợ thôn vệ chi lực hướng thiên mà lên. Siêu. Triệu Bân tránh không kịp, bị vòng xoáy sức cắn nuốt hút xuống. Cuồng Anh Kiệt thì một tay bấm niệm pháp quyết, vô số đao mang không khác biệt bổ về phía Triệu Bân. Thiên ngự. Triệu Bân trong lòng một lời, động truyền thừa chi pháp. Có kim quang bao phủ toàn thân hắn, trong vòng ba thước không khác biệt phòng ngự. Hắn đây lần thứ nhất đem thuật này dùng thực chiến, đích xác rất dễ dùng, giống như một đạo tiểu kết giới. Đem hắn bảo hộ ở trong đó, đừng nhìn là hư ảo quang, lại cực kỳ cứng rắn, Cuồng Anh Kiệt bổ tới đao mang, đâm vào trên thiên ngự kim quang, không thể phá vỡ phòng ngự, chỉ cọ sát ra từng mảnh nhỏ ánh lửa. Thiên ngự, Cuồng Anh Kiệt kiến thức cũng không cạn, trong nháy mắt nhận ra phương pháp này. Nguyên nhân chính là nhận ra, hắn mới ánh mắt kỳ quái, làm hơn nửa đêm, nguyên là vĩnh hằng huyết thống, khó trách đối phương có thể đánh như vậy, cũng khó trách như vậy kháng đánh. Mạch này nhân tài toàn bộ mẹ nó nhân vật hung ác. Còn đánh nữa thôi, Triệu Bân vuốt vuốt bả vai. Đại chiến vừa mới bắt đầu, Cuồng Anh Kiệt ánh mắt như đuốc, có liệt diễm thiêu đốt. Hắn là hưng phấn, hiếm thấy nhìn thấy vĩnh hằng huyết thống, sao có thể không đánh cái thống khoái. Hôm nay thật là ngày tháng tốt, hắn sẽ đánh phá vĩnh hằng một mạch cùng giai thần thoại bất bại. Đầu tiên nói trước, ngươi như thua đem ký ức chi hoa cho ta. Triệu Bân lại nói. Thắng ta lại nói, Cuồng Anh Kiệt khí huyết sôi trào, bá liệt chi ý diễn đến cực hạn. Tới, Triệu công tử không phải sợ người, đã không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Ân, không đợi khai chiến nữa, thì thấy hai người tập thể cau mày. Bởi vì phiến thiên địa này, biến không ra thế nào một dạng, có một loại lực lượng đáng sợ tại tụ tập, tụ trở thành một ngụm khổng lồ mà hư ảo lư đồng, mà giờ khắc này bọn hắn, đã tại trong lư đồng. Mở. Hai người chăm miệng một lời, cùng nhau đánh ra công phạt. Nhưng, lư đồng dị thường cứng rắn, lay đều không lay động được. Thuấn thân, Triệu Bân một quát, muốn xuyên qua lư đồng che chắn. Cuồng Anh Kiệt cũng động không gian chi pháp, muốn thoát ra lư đồng. Bao, đoàng, hai người cũng như đụng thép tấm, khó mà chạy đi. Đáng chết, Triệu Bân sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Cuồng Anh Kiệt thần thái, cũng đẹp mắt không đến đi đâu. Là bọn hắn đánh quá nhiệt liệt, nghiễm nhiên bất giác, âm thầm còn cất giấu người thứ ba, lại là bậc đại thần thông, ít nhất là một tôn thái hư cảnh. Lão phu thực sự là hảo vận, lại đụng vào hai mạch nghịch thiên huyết thống.
âm trầm u cười vang lên theo, kèm theo một loại khặc khặc hàn ý. Lời còn không rơi, thì thấy trong bóng tối đi ra một người, là cái áo bào đen lão giả, chống long đầu quyền trượng, thoáng như một cái u linh quỷ mị, từ trong địa ngục đi ra, cười so lệ quỷ còn càng uy nghiêm đáng sợ hơn. Là thái hư cảnh không thể nghi ngờ, lại không phải bình thường thái hư cảnh. Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt Tâm, đều trong nháy mắt oa lạnh oa lạnh. Lại nói Triệu công tử, vĩnh hằng giới là khép lại, không cách nào tiến vào chánh thân. Lại nói Cuồng Anh Kiệt, không gian kỳ dị là có thời hạn, hắn lúc trước đã dùng qua. Bực này cục diện đụng vào một tôn thái hư cảnh, hơn nữa đã bị vây khốn, căn bản không có thể chạy trốn, như hai người bọn họ cái này cấp bậc, thái hư một cái tát sự tình, sẽ ngay cả người mang nguyên thần cùng nhau phách diệt. Theo lão phu đi thôi, áo bào đen lão giả cười âm trầm đáng sợ. Thoại phương rơi, thì thấy hư ảo khổng lồ lưu đồng, cực tốc thu nhỏ. Nhậm Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt giãy giụa như thế nào, cũng không cách nào phá vỡ lưu đồng phong cấm. Mãi đến lưu đồng thu nhỏ đến như bình thường lớn nhỏ, mới chậm rãi dừng lại, đến nỗi Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt đi. Thì bị kẹt ở trong lô, có đạo tắc xích sắt khóa lại, càng có thần bí lạc ấn khắc vào thể phách. Thiên đại tạo hóa. Áo bào đen lão giả cười phất tay áo, lấy đi lưu đồng. Lô bên trong, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt hai cái nhân tài mặt đối mặt, cái kia lúng túng a. Làm hơn nửa đêm, đến giải quyết xong là như thế cái cục diện, đại giang sóng lớn đều tới, muốn thua bởi tiểu cống ngầm. Người có thể giác tỉnh vĩnh hằng giới, Cuồng Anh Kiệt truyền âm hỏi. Khép lại, Triệu Bân một tiếng ho khan, suy nghĩ một chút đều cảm giác đau dạ dày. Khép kín. Cũng chính là ngươi nói chương mục đóng băng. Êm đẹp thế nào cái khép lại, Cuồng Anh Kiệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cũng muốn biết, Triệu Bân hít sâu một hơi, rất là phiền muộn. Bế không khép kín cũng không đáng kể, chỉ cần ngươi đã thức tỉnh vĩnh hằng giới không gian, liền còn có đường sống. Cuồng Anh Kiệt vừa ngắm nhìn tứ phương, một bên truyền âm Triệu Bân, giọng điệu nói có phần chắc chắn. Ngươi có biện pháp giải khai vĩnh hằng giới? Không giải được, nhưng có thể mượn nó sức mạnh. Mượn nó sức mạnh, Triệu công tử ngừng lại hứng thú. Bằng vào ta không gian va chạm ngươi không gian, tạo ra tuyệt diệt không gian lực lượng. Cuồng Anh Kiệt chậm rãi nói. Lão gia hỏa này thế nhưng là một tôn thái hư cảnh, chỉ dựa vào không gian lực lượng có thể giết chết hắn. Vẻn vẹn không gian lực lượng tất nhiên là không đủ, nhưng trong không gian của ta phong lại lực lượng hủy diệt. Thật hay giả, Triệu công tử một mặt không tin. Ngươi thấy ta giống nói đùa. Cuồng Anh Kiệt còn tại mong nhìn tứ phương, người vĩnh hằng giới, không phải bình thường không gian, tiên thiên kèm theo lực lượng thần bí, không gian đụng không gian mượn chính là cái kia thần bí chi lực, chỉ cần giải khai ta không gian một tia cái khe nhỏ, liền có thể gọi ra lực lượng hủy diệt. Không gian của ngươi ở đâu? Triệu Bân hỏi. Cái này, Cuồng Anh Kiệt con mắt bên trái quay rồi một lần. Triệu Bân theo con mắt nhìn sang, lại gì là cũng không nhìn thấy. Theo hắn suy nghĩ. Cuồng Anh Kiệt không gian hơn phân nửa cũng nhỏ bé như đất cát. Người có tiên nhãn cũng không nhìn thấy. Cuồng Anh Kiệt nhíu mày. Không gian biết bao huyền ảo, cũng không tránh khỏi đánh giá quá cao của ta nhãn giới. Triệu công tử vô tận tiên nhãn thị lực, đến vẫn là gì cái không có nhìn thấy. Đã không tìm được, hắn cũng không tìm. Nhìn ta hai mắt, Triệu Bân truyền âm nói. Cuồng Anh Kiệt không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cùng Triệu Bân bốn mắt đối mặt. Nói thực ra, bực này mắt lớn chừng mắt nhỏ cảm giác. Rất là lúng túng. Ngươi, không có dung mạo ta soái. Cuồng Anh Kiệt không chỉ cuồng, còn có một chút tiểu tự luyến. Triệu công tử không thèm để ý, chuyên tâm nhìn đối phương hai mắt. Hắn tìm không được Cuồng Anh Kiệt không gian, lại có thể đã tiên nhãn chiết xạ hai người ánh mắt, cũng chính là nói, hắn muốn mượn Cuồng Anh Kiệt mắt, nhìn lén Cuồng Anh Kiệt không gian, tìm được vị trí mới có thể không gian đụng không gian. Gặp Triệu Bân nhìn thẳng vào, Cuồng Anh Kiệt cũng sẽ không chọc cười. Cái này đích xác cần một cái ăn ý, bất kỳ người nào tâm cảnh bất ổn, hoặc là ánh mắt tan rã, đều có thể dẫn đến thất bại. Chuyện như thế, Triệu Bân là lần đầu tiên làm, cũng không có thành công chắc chắn. Như thế, hai người liền như vậy bốn mắt đối mặt. Thời gian lâu dài, bọn hắn vẫn thật là sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, nhưng không phải tình yêu hỏa hoa, mà là con mắt cùng con mắt riêng phần mình diễn hóa. Là thị lực cùng thị lực dung hợp, lấy tìm không gian. Áo bào đen lão giả từng không chỉ một lần nội thị lò luyện đan, ánh mắt rất kỳ quái. Hai cái này tiểu bối sợ là sợ choáng váng, ngồi cái kia không nhúc nhích, liền nhìn chằm chằm đối phương.
Đối với hắn nhìn lén, Triệu Bân cùng Cuồng Anh Kiệt đều không xem, chỉ tĩnh tâm dung hợp thị lực. Triệu công tử phương pháp đích xác có thể thực hiện, cái này có thể mơ hồ nhìn thấy không gian, thật đúng là như đất cát như vậy, nhỏ bé gần như không thể nhận ra, hắn cũng không lo lắng, chuyện như thế có vẻ như cũng không gấp được. Có thể tìm ra đến, Cuồng Anh Kiệt nhỏ giọng hỏi. Người nhà đừng nói chuyện, Triệu Bân lại một lần truyền âm. Ngay tại phía trước một cái chớp mắt, hắn đã mơ hồ nhìn thấy, nhưng bởi vì Cuồng Anh Kiệt ngôn ngữ, dứt khoát gì cũng xem không lấy, toàn bộ đều phải ổn định lại tâm thần, mới có thể chính xác tìm được, mới có thể khóa chặt không gian chính xác vị trí. Tuy là không thể nào sảng khoái, nhưng Cuồng Anh Kiệt vẫn là từ bỏ tạp niệm. Triệu Bân trong mắt lóe lên huyền dị chi quang, lần này nhìn rõ tích. Không gian tìm được, kế tiếp mới là việc cần kỹ thuật. Chỉ vì, hai người không gian cũng như đất cát giống như nhỏ bé. Lấy đất cát đi đụng đất cát, phải nhắm ngay đi đụng mới được. Hơn nữa, còn không thể để cho áo bào đen lão giả phát hiện. Lão gia hỏa này so với bọn hắn trong tưởng tượng càng cảnh giác. Bắt đầu, Triệu Bân trong lòng một lời, thúc giục hắn vĩnh hằng giới. Cuồng Anh Kiệt thì chết chằm chằm Triệu Bân mắt, một cái chớp mắt không dám rời đi. Vĩnh hằng giới hướng về Cuồng Anh Kiệt không gian, chậm rãi di động tới. Đích xác, không thế nào tốt nhắm chuẩn. Triệu Bân thử một lần, sai ra ngoài rất xa. Lần thứ hai, dứt khoát là xoa cái này bên cạnh đi qua, hơn nữa, còn có một tiếng oanh minh vang vọng, cũng chỉ hai người nghe thấy, dù sao đó là bọn họ không gian, nhỏ bé ba động chạy không khỏi linh hồn dò xét. Lần thứ ba, vẫn như cũ thất bại. Triệu Bân dài không nhụt chí, cực điểm tiên nhãn đồng lực, lần lượt nếm thử. Trong lúc đó, cũng có va chạm qua, chỉ tiếc không gian phương hướng không thể nào đúng. Chớ trách lão phu, là các ngươi huyết thống quá nghịch thiên. Đoạn đường này trầm mặc áo bào đen lão giả, càng là mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn nói tới, có vẻ như không phải tiếng người, quá mẹ nó không giảng võ đức. Oanh! Đáp lại áo bào đen lão giả, nhưng là cửu tiêu một tiếng sấm rền. Tất nhiên là Triệu công tử đưa tới lôi điện, phải cho lão giả này tìm một chút chuyện làm. Hắn đưa tới lôi rất bất phàm, tiềm ẩn thiên uy, áo bào đen lão giả nên cảm thấy rất hứng thú. Đừng nói, áo bào đen ánh mắt của lão giả, thật sự từ đan lô rời đến hư không, không phải không có gặp qua lôi, nhưng tiềm ẩn thiên uy lôi, vẫn là lần đầu gặp, cũng không biết tiểu tử này làm sao làm được. Cũng không sao. Đợi hắn đoạt xác vĩnh hằng huyết thống, hết thảy bí mật đều biết hiển lộ. Ngươi thực nghiêu bức a. Cuồng Anh Kiệt bên này, trong lòng cái kia thổn thức chặt lưỡi. Trong miệng hắn người từ chỉ Triệu Bân, lúc thôi động không gian đụng không gian, lại vẫn có thể một tâm phân nhị dụng, đổi lại là hắn mà nói, rất khó làm được, chỉ dựa vào điểm này, hắn cũng không bằng tiểu tử này. Thật ứng thế nhân truyền thuyết. Vĩnh hằng một mạch không có hạng người qua loa. Trước mặt vị này, chính là một cái ví dụ rất tốt. Cho ta, đụng. Triệu Bân con mắt một cái chớp mắt chớp lóe, lại một lần thôi động vĩnh hằng giới. Lần này, hắn ngắm rất nhiều chuẩn. Đâm đến cũng là tấm tấm dòng dã. Oanh! Hai không gian va chạm, lại có tiếng oanh minh. Một cái chớp mắt này, Triệu Bân thấy rõ ràng Cuồng Anh Kiệt không gian, có một tí cái khe nhỏ nổ tung. Xong, thì thấy một tia màu đen khí từ bên trong thoát ra, bị Cuồng Anh Kiệt điều khiển, bổ về phía áo bào đen lão giả. Ân! Còn tại nghiên cứu sấm sét áo bào đen lão giả, thông suốt thấp con mắt gặm nhấm đan lô. Lọt vào trong tầm mắt. Thì thấy một tia quỷ quyệt màu đen khí, không biết ở đâu ra, lại có lực lượng hủy diệt, hơn nữa đang chiêu hắn đập tới tới, liền hắn tôn này bát trọng thái hư, đều chợt cảm thấy linh hồn không nhịn được run rẩy. Lực lượng thật mạnh, Triệu Bân kinh hãi. Răng rắc, phốc, màu đen khí bẻ gãy nghiền nát, một kích phá đan lô. Sau đó chính là huyết quang chợt hiện, bất ngờ không kịp đề phòng áo bào đen lão giả, tại chỗ bị chặt đầu, liền bản mệnh nguyên thần, cũng gặp đáng sợ trọng thương. Mặc dù không có ngay tại chỗ tuyệt sát, lại đầy đủ hắn uống một bầu. Lại đến, Triệu Bân vô cùng tới tinh thần, muốn cho áo bào đen lão giả bổ một đao. Tới em gái ngươi, chạy, Cuồng Anh Kiệt một tiếng gào to, thứ nhất chui đi ra. Cái kia màu đen khí thế bá đạo, nhưng hắn cái này cũng chỉ có một tia, không sử dụng ra được lần thứ hai công phạt. Ngươi không nói sớm. Triệu Bân mắng to, cũng đi theo nhảy ra ngoài. Màu đen khí không thể dây áo bào đen lão giả, cũng chỉ đánh một cái gần chết, chờ đối phương lấy lại được sức, đánh bọn hắn nhị nhân, vẫn là một cái tát sự tình,
như thế, còn không vắt chân lên cổ mở đồn. A! À, sau lưng, là áo bào đen lão giả tiếng kêu thảm thiết. Màu đen tức giận lực lượng hủy diệt, còn có uy thế còn dư còn sót lại, đã xâm nhập hắn khí lực, bên trên một cái chớp mắt chặt đầu của hắn, cái này một giây, thì hủy hắn nhục thân, chỉ còn dư một đạo hư ảo nguyên thần, kiệt lực đối kháng hủy diệt, nếu không phải nội tình hùng hậu, nếu không phải bản mệnh khí che chở, hắn sớm bị giết hết thành tro. Bỏ chạy Triệu Bân, từng ngoái nhìn xem xét, cái kia chấn kinh hãi nhiên. Không hổ là bá thiên thần thể, cuồng anh kiệt lá bài tẩy thật có đủ nhiều tính. Nói đến cuồng anh kiệt, tên kia như mở tài sản treo, đã thoát ra rất xa. Em gái ngươi, ký ức chi hoa đâu? Triệu công tử đuổi sát không buông. Ngươi lại không đánh bại ta, muốn gì ký ức chi hoa? Cuồng anh kiệt mắng. Hắc! Triệu Bân ngừng lại tới nộ khí, tốc độ thân pháp trong nháy mắt bạo tăng. Xét thấy hắn hôm nay tâm tình rất khó chịu, phải đem cái kia hàng chiêu chết đánh một trận. Họ cuồng xem thường, trốn cũng không quay đầu lại, ngược lại không phải sợ Triệu Bân, mà là sợ hắc bào lão giả kia, nếu là lấy lại được sức, như theo đuổi giết bọn hắn hai, lại là một cái tử cục. Siêu, siêu. Hai người giống như Mitsuhiro giống như kinh mang, một trước một sau xẹt qua thiên tiêu cái này một truy. Chính là hai ba ngày. Lúng túng chính là, Triệu công tử không thể đuổi kịp cái kia hàng, bị một đường vung ra rất xa. Không phải tốc độ của hắn không được. Là cuồng anh kiệt tên kia, dùng đặc thù phù chú, có thể ra chỉ tự thân tốc độ, như thế phù chú, hắn tự nhiên cũng có, hơn nữa còn không thiếu, chỉ có điều, đều tại vĩnh hằng giới để đâu. Nhàn rỗi nhìn lại không lấy ra được. Đúng lúc gặp sắc trời sáng rõ. Triệu Bân rơi vào một đỉnh núi nhỏ. Truy đến nơi này, đã không thấy cuồng anh kiệt bóng dáng, hắn ngược lại là đối với cái kia hàng dùng thiên nhãn truy tung, chỉ tiếc, phương pháp giống nhau đối với cuồng anh kiệt có vẻ như vô hiệu. Sớm bị phát hiện, xóa sạch ấn ký. Đi đâu rồi? Triệu Bân vô tận thị lực, vòng nhìn xem tứ phương. Hắn nhìn lên, có từng đạo kinh hồng từ đỉnh đầu hắn hư không xẹt qua, có thái hư cảnh cũng có động hư cảnh, hoặc ba người một tổ hoặc năm người một đám, cũng là chạy một phương đi, giống như vội đi đầu thai. Triệu Bân cũng chiều phương kia nhìn lại, mắt có thể bằng chi địa, chính là một mảnh tiên khí hải dương. Mà những người này... cũng là chạy cái kia phiến tiên khí hải dương đi, chàng diện thật không hùng vĩ. Thiên trì thánh địa sao? Triệu Bân trong lòng thầm nhủ một tiếng, từ trong ngực móc ra địa đồ. Mắt to một nhìn, lại phối hợp tứ phương địa thế, vẫn thật là thiên trì thánh địa. Chạy thánh địa đi sao? Triệu Bân lẩm bẩm ngữ, chắc chắn cuồng anh kiệt đi thiên trì. Không suy nghĩ nhiều, hắn thu vào địa đồ cũng đi theo dòng người. Xa xa đi xem, đó là một mảnh tiên sơn. Mưa bụi lượn quanh, giống như tiên tử che làm xa, độc hữu một loại cảm giác thần bí, dâng lên dị sắc, bay múa tiên hà, buộc vòng quanh tuyệt vời hình ảnh. Đó chính là thiên trì thánh địa. Sáng sớm hảo thời gian, thánh địa trước sơn môn đã là bóng người nhốn nháo, phần lớn là danh chấn một phương cường giả, tùy tiện xách ra một cái, đều không phải hạng người qua loa, hơn nữa sau lưng cơ bản đều có thế lực lớn. Cùng ta nghĩ, không giống nhau lắm. Đây là Triệu Bân lúc rơi xuống. Trong miệng thì thầm một câu nói. Hắn cho là trong thánh địa ẩn giấu một mảnh bầu trời trì, bây giờ nhìn lên, hình như là thiên trì bên trong, ẩn giấu một mạch thánh địa, toàn bộ thánh địa tiên sơn đều thấp thoáng tại trong mây mù, cổ lão thương tang mà thần bí. Hắn nhìn tâm thần đang rong chơi, chợt cảm thấy sau lưng một cỗ bàng bạc chi thế. Khí thế kia quá mạnh cũng tới quá hung mãnh, đụng hắn một bước không có đứng vững. Nhìn qua mới biết, là thiên vương tông cường giả. Hắn trông thấy thiên vương thánh tử, bên cạnh thân còn có hai người giả, tôn kia áo mãng bảo chuẩn tiên vương cũng tại trong đó, lúc trước muốn tiêu diệt cuồng anh kiệt, chính là hàng này. Này liền phục hồi như cũ. Triệu Bân nhìn thị thiên vương thánh tử, lúc trước bị lão cuồng trùy bán thân bất toại, mới hai ba ngày, không ngờ vui sướng, chỉ dựa vào cái này kinh khủng sức khôi phục, tầm thường yêu nghiệt nhân giới liền không so được. Ngô! Hiện trường nhiều kêu rên. Như Triệu Bân. Bị thiên vương tông khí thế đụng vào người cũng không ít, sắc mặt đều không ra thế nào dễ nhìn. Thế nhưng, thiên vương tông thế đại, càng có một tôn chuẩn tiên vương hộ giá, chưa có người dám đi trêu chọc. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi qua. Hai thiên vương tông cường giả còn tốt, con mắt khổ u lãnh tịch. Ngược lại là thiên vương thánh tử, một tay quạt xếp dao động gọi là cái có tiết tấu, tựa như đã từ bóng tối nhi bên trong đi tới, nhưng hắn vô luận như thế nào diễn. Đều không cải biến được thua với cuồng anh kiệt sự thật,
sau này nhắc lên Thiên Vương Thánh Tử, đều biết đem cái này quang huy sự tích, sách đi ra nói một chút. Ân, đi ngang qua Triệu Bân lúc, Thiên Vương Thánh Tử còn vô ý thức trách mắt xem xét. Vẫn là cấp độ kia cảm giác, người này thân ảnh hắn nhìn xem rất là quen thuộc. Triệu công tử căn bản không thấy, toàn thân trên dưới trong trong ngoài ngoài đều che cực kỳ chặt chẽ. Thiên Vương Tông không tầm thường. Âm thầm chửi mẹ người có không ít, nhưng vẫn là đi theo. Triệu Bân không hiện sơn bất lộ thủy, cũng lẫn vào dòng người, trong tay còn nắm chặt Thiên Chỉ Thịnh Hội thiệp mời, may lúc trước không có đặt ở Vĩnh Hằng Giới, nếu không, hắn liền sơn môn đều không vào được. Nói đến sơn môn, thật xa liền nhìn thấy hai hàng tiên tử áo trắng, cũng là Thiên Chỉ Thánh Địa đệ tử, chỉnh chỉnh tề tề đứng ở ngoài sơn môn, mỗi đều y mệ phiêu diêu, nghênh đón lui tới khách mời. Ngoại trừ các nàng những thứ này, còn có Thiên Chỉ Thánh Nữ. Phái Thánh Nữ tại sơn môn nghênh đón, có thể thấy được Thánh Địa coi trọng. Đương nhiên, cái này cũng là cho tứ phương mặt mũi, phải biết, tới tham gia thịnh hội mỗi đều không đơn giản, tựa như Thiên Vương Tông, nội tình không chút nào tại Thánh Địa phía dưới, tự nhiên không thể chậm trễ bọn hắn. Những người khác còn tốt, đưa lên thiệp mời liền vào đi. Ngược lại là Thiên Vương Thánh Tử, nhẹ lay động lấy quạt xếp cùng Trời Chỉ Thánh Nữ hàn huyên. Đáng tiếc, Thiên Chỉ Thánh Nữ có vẻ như không ra thế nào chào đón hắn, chỉ lễ nghi tính chất nở nụ cười, song chính là lạnh lùng. Thiên Vương Thánh Tử rất lúng túng, quá không cho mặt. Cùng hắn mà đến Thiên Vương Tông cường giả, càng là lúng túng. Không tệ. Đi ngang qua quý khách nhóm, tâm tình đều phá lệ sảng khoái. Thiên Chỉ Thánh Nữ là một quả cải trắng tốt, cũng không thể để heo ủi. Thiên Vương Thánh Tử đi, sắc mặt biểu lộ ra khá là âm trầm. Cái này đã là lần thứ hai, quả thực mặt không nén giận được. Vĩnh Hằng Tiên Thể. Triệu Bân mặc dù được áo bào đen, Thiên Chỉ Thánh Nữ vẫn có thể một mắt nhận ra. Nguyên nhân chính là nhận ra, nàng mới có chút lúng túng, lúc trước vì lấy ba giọt Vĩnh Hằng Tiên Thể bản nguyên huyết, nàng là lấy quần áo đổi, cũng không biết hàng này tật xấu gì, vẫn là trời sinh liền có gì dở hơi. Có thể nhìn thấy Tu La Thiên Tôn, Triệu Bân truyền âm vấn đạo. Thiên Chỉ Thánh Nữ có nhận huyết mạch bản sự, có thể nhận ra hắn là Vĩnh Hằng Tiên Thể, từ cũng có khả năng nhận ra Bá Thiên Thần Thể, tìm nàng hỏi không thể thích hợp hơn, đến nỗi đêm đó chuyện, hắn sớm đã quên sạch sẽ. Tu La Thiên Tôn, Thiên Chỉ Thánh Nữ lông mày xinh đẹp trao lên. Cuồng Anh Kiệt cùng Thiên Vương Thánh Tử một trận chiến, sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, nàng tất nhiên là nghe xong không thiếu, như truyền ngôn không giả, Tu La Thiên Tôn nên đã chết mới đúng, còn có thể chạy thoát không thành. Tiên Tử, mỗi ngày chỉ Thánh Nữ không nói, Triệu Bân tính thăm dò kêu một tiếng. Hắn không phải đã chết sao? Thiên Chỉ Thánh Nữ thoảng qua thần, hỏi nghi ngờ trong lòng. Lấy hắn nội tình, dễ dàng chết như vậy kia, Triệu Bân cười nói. Thiên Chỉ Thánh Nữ có chút ngoài ý muốn, cái kia cá tính cuồng nhân tài lại còn sống sót. Có thể nhìn thấy hắn, Triệu Bân lại hỏi. Chưa từng nhìn thấy, Thiên Chỉ Thánh Nữ khẽ gật đầu. Thiên phú của nàng truyền thừa cảm giác, không phải lần nào đều linh. Hai người bọn họ trò chuyện gì đây? Không ít người đi ngang qua người trách mắt, nhìn trời một chút Chỉ Thánh Nữ, cũng nhìn một chút Triệu Bân. Chủ yếu là nhìn Triệu Bân, nhìn Thiên Chỉ Thánh Nữ thần sắc, có vẻ như cũng không bài xích người này. Thấy không rõ tôn vinh. Đây là đi ngang qua người tâm ngữ. Còn không phải Triệu công tử che quá kín đáo. Ti a một chút lai lịch của hắn. Đã đi xa Thiên Vương Tông Thánh Tử, từ cũng nhìn thấy một màn này. Hắn là một cái lòng ham chiếm hữu cực mạnh người, liền không thể trông thấy cái này kiều đoạn. Bên này, Triệu Bân đã theo dòng người bước lên thềm đá. Nếu không thì thế nào nói là một mạch thánh địa, liền nội tình bất phàm, nhìn thềm đá hai bên trồng đầy kỳ hoa dị thảo, mỗi một gốc đều quanh quẩn sinh linh khí, đi đâu đều mông lung mờ mịt, thật một bọn người ở giữa tịnh thổ. Hào ảo diệu thiên âm. Triệu Bân một bước leo lên một cái thềm đá, cũng là một bước một lẩm bẩm ngữ. Thiên Chỉ đích xác bất phàm, đi đâu đều có thể nghe đạo thanh âm, hình như có một loại cổ lão ma lực, có thể tẩy luyện tâm cảnh, hắn đoạn đường này đi qua, lắng nghe đạo âm, cháy bỏng tâm thần bình tĩnh không thiếu. Trên núi, bầy đầy ngọc thạch bàn. Ngọc thạch trên bàn, thì để quỳnh tương ngọc lộ cùng linh quả. Người tới có không ít, hoặc là ba lượng chát đôi nhi hàn huyên, đặc biệt những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm, tụ ở một khối cười cười nói nói, xinh đẹp tiên tử bên cạnh, cuối cùng vây quanh không thiếu tự nhận dung mạo rất đẹp trai người. Nhìn vân đài bên trên, còn có tiên tử đón gió nhảy múa.
trống sắt xanh tiếng tiêu từ không thiếu, xen lẫn trở thành tuyệt vời thiên khúc. Nói tóm lại, xứng với thịnh hội tràng diện. Triệu Bân là một ngoại lệ, như cái du khách đi một đường nhìn một đường. Hắn cũng không phải tới tham gia thịnh hội, hắn là đến tìm cái kia cá tính cuồng. Thật nhiều cường giả a. Tìm một vòng, hắn không có nhìn thấy cuồng anh kiệt. Tìm một vòng, hắn nhìn thấy quá nhiều cường giả, thái hư cảnh cùng nửa bước thái hư cảnh rất nhiều, mỗi đều khí tức mịt mờ, còn có động hư đỉnh phong cảnh, cũng là vừa nắm một bó to, có thể nói như vậy, ngoại trừ những kia tuổi trẻ hậu bối, còn lại có tính toán một cái, yếu nhất cũng là bát trọng động hư. Người đâu? Triệu Bân như tầm bảo bối, tại thịnh hội bên trên sát bên cái tìm. Đến, cũng không gặp cuồng anh kiệt, hay là đối phương ẩn nấp chi pháp quá cao, hắn không nhìn ra. Nhưng hắn chắc chắn, cuồng anh kiệt là tại chỗ. Khó tránh khỏi, tiểu tử kia dùng thuật dịch dung. Chính là nói, bất kỳ một cái nào trong đó bao quát một đám tiểu nương môn nhi, đều có thể là cái kia cá tính cuồng. Tiểu tử ngươi, thật giỏi a. Triệu Bân một tiếng thầm mắng, tìm hẻo lánh chỗ ngồi xuống. Thiên Tông trưởng giáo vẫn là rất kính nghiệp, đặt cái kia ngồi chăm chú nhìn. Thực sự không được, vậy thì tìm thiên chỉ thánh nữ hỗ trợ. Chỉ cần cuồng anh kiệt tại chỗ, liền có thể tìm ra. Ai nha, ngươi thật đúng là tới. Kinh ngạc tiếng vang lên, có người ngồi ở Triệu Bân bên cạnh. Trách mắt xem xét, là cái kia tiểu lão đầu nhi, là từ giữa không trung bay tới. Triệu Bân ánh mắt kỳ quái, hắn che cực kỳ chặt chẽ, đối phương là thế nào nhận ra hắn. Ăn a, đừng khách khí. Tiểu lão đầu nhi ngồi xuống liền không có nhàn rỗi, một tay cầm linh quả một tay nắm bầu rượu. Hàng này không ra thế nào cần thể diện, thừa dịp người không chú ý lúc, còn trộm đạo đạp hơn mấy quả quả, biết đến là tới tham gia thiên chỉ thịnh hội, không biết, còn tưởng rằng hắn là chuyên môn chạy tới ăn đám. Triệu Bân không có lý tới, còn tại tìm người. Hắn nhìn thấy ban ngày, sau lưng còn đi theo hai người giả, nên bạch gia cường giả. Ba người ngồi ở cách đó không xa, so với tiểu lão đầu, cái kia hai lão giả coi như cần thể diện, đúng quy đúng củ, ít nhất không có liền ăn mang cầm. Bọn hắn tương đối là ít nổi danh, tính cách này cùng Lăng Tuyệt rất giống nhau. Nói đến không lo đảo Lăng Tuyệt, hắn thật đúng là tới. Triệu Bân có chút ngoài ý muốn, Lăng Tuyệt đem thiệp mời cho hắn, đối phương là vào bằng cách nào. Nhìn qua mới biết, cùng Lăng Tuyệt một đạo còn có một cái nữ tử áo tím, càng là không lo tiên tử, như trong họa đi ra người, không dính khói lửa trần gian, không nhiễm phàm thế bụi trần, mỹ chính là tựa như ảo mộng. Khỏi bệnh rồi. Triệu Bân trong lòng một lời, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đêm đó, không lo tiên tử nổi điên hình ảnh hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, thật sự như một cái nữ ma đầu, cùng thời khắc này phong hoa tuyệt đại so sánh, tưởng như hai người, nhìn hắn khí tức, so với trước kia còn mịt mờ không thiếu. Lăng Tuyệt xem qua một mắt, chạy thẳng tới ban ngày. Không lo tiên tử cũng có bạn cũ, tụ ở một khối hàn huyên. Nàng, thế nhưng là một cái cốt hôi cấp. Tiểu lão đầu nhi đột nhiên một lời, trong miệng nàng tất nhiên là chỉ không lo tiên tử. Một bấm này, Triệu Bân là biết đến, ban ngày có lời, không lo tiên tử tự phong 8.000 năm, như này cũng coi là niên kỷ, cũng coi như bối phận, cái kia tại chỗ tu sĩ, đều phải gọi nàng một tiếng tiền bối. Đang khi nói chuyện, Triệu Bân lại nhìn một vòng, vẫn là không có tìm được người. Hắn tạm thời thu con mắt, thấy bên trong vĩnh hằng giới, không gian tùy thân phải giải khai. Vẫn là loại kia lực lượng thần bí, gắt gao bao khỏa vĩnh hằng giới, đến nay cũng không biết gì cái lai lịch, chỉ biết rất đáng sợ, Hạo Thiên Hạo Vũ mang theo tiên vương kiếm, đã đánh 2-3 ngày, nhưng chính là mở không ra. Lão đầu nhi, người có thể nghe qua vĩnh hằng tiên thể. Triệu Bân chọc chọc tiểu lão đầu nhi, khó tránh khỏi hàng này biết. Tất nhiên là nghe qua, tiểu lão đầu gặm một cái linh quả, đây chính là nghịch thiên huyết mạch. Vậy người có thể nghe qua vĩnh hằng giới. Triệu công tử rất hiểu chuyện, cho tiểu lão đầu rót đầy một chén rượu. Vĩnh hằng tiên thể thiên phú truyền thừa, rất ảo diệu không gian. Vĩnh hằng giới như khép lại là nguyên nhân gì tạo thành? Khép kín, tiểu lão đầu nhi nghe nhíu mày, không chút nghe rõ. Ta nghe sư phó nói, vĩnh hằng giới nếu là khép lại, chủ nhân vào không được, mà bên trong bảo bối, cũng đều không lấy ra được. Triệu Bân viện cái nói dối, liền nghĩ bộ một chút bí tân đi ra. Không ngoài hai cái nguyên nhân, tiểu lão đầu nhi vuốt râu một cái, thứ nhất là huyết mạch duyên cớ, thứ hai chính là ngoại lực phong cấm, vĩnh hằng giới mặc dù huyền ảo, nhưng có bị phong khả năng. Vậy làm sao mới có thể giải khai?
Triệu Bân vội vàng hoảng vấn đạo. Cái này phải xem là loại nào khả năng. Tiểu lão đầu mâm chân, cũng theo đó xùy tay, nếu là huyết mạch xuyên cơ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tự thân, nếu là ngoại lực phong cấm, tìm người giải khai liền tốt. Triệu Bân nghe xong, cũng đạp tay lấy rơi vào trầm mặc. Muốn giải khai vĩnh hằng giới, phải tìm cường giả mới được. Cường giả đi, tại chỗ có rất nhiều, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm, những người này sợ có tám thành trở lên, đều biết lên ý đồ xấu, như Hạo Thiên Tiên Vương, suy nghĩ đem hắn đoạt xác cũng khó nói. Cho nên nói, hắn phải tìm một cái đáng tin cậy mới được. Hắn liếc tới Lăng Tuyệt, nói cho đúng là liếc tới Không Lo Tiên Tử. Đó là một cái cốt hôi cấp, 8.000 năm trước người, hơn phân nửa lịch duyệt đông đảo, tìm nàng giúp đỡ chút, hơn phân nửa có thể cởi ra cái khốn cục này, lấy Lăng Tuyệt làm người, liền biết sư tôn hắn Không Lo Tiên Tử làm người, sẽ không có gì ý niệm tà ác, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, không cố được nhiều như vậy. Người sao đối với vĩnh hằng tiên thể như vậy để bụng. Tiểu lão đầu nhi chậm chậm nói, trên dưới đánh giá Triệu Bân. Cái này tiểu hậu bối thật không đơn giản, lấy hắn tầm mắt đều nhìn không thấu. Hiếu kỳ. Triệu Bân cười ha ha, trách mắt nhìn về phía lối vào. Lại có rời đi đi lên, là một cái tổ hợp ba người, đầu chọc lão, quỷ tinh nghịch cùng khò khẻ hoa, bọn hắn đều dùng dịch dung thuật, đã biến thành ba lão đầu nhi, vô luận từ chỗ nào nhìn, đều giống như lão tiền bối. Cái nào làm thiệp mời? Triệu Bân nói thầm một tiếng. Hắn không có truyền âm ba người, trước tiên tìm Cuồng Anh Kiệt quan trọng. Hắn nhìn lên, ba người đã tìm chỗ ngồi xuống, ngay tại ai cách đó không xa, có vẻ như thực sự là chạy tới ăn đám, ngồi vậy thì hồ ăn biển nhét, nhìn đi ngang qua người liên tiếp trách mắt, cái này ba mấy ngày chưa ăn cơm. Ngươi nói, cái kia cá tính cuồng tới không có. Hắn chắc chắn tại chỗ, cái kia hàng ưa thích tham gia náo nhiệt. Ta có một loại dự cảm. Chúng ta lão tam cũng ở tại chỗ. Ba người ăn vui vẻ nói chuyện càng vui vẻ hơn, bọn hắn cũng ưa thích tham gia náo nhiệt. Thế nhưng tầm mắt không đủ, không nhìn ra Triệu Bân, càng không có tìm được họ Cuồng. Ba người sau đó, còn có một cái người quen. Nhưng người quen này, nhìn Triệu Bân liền phá lệ tức giận. Là lúc trước bắt hắn cùng Cuồng Anh Kiệt cái kia áo bảo đen thái hư cảnh, hơi kém đem bọn hắn giết chết, cũng mới 2-3 ngày, liền tái tạo nhục thân. Bất quá tên kia khí tức không tốt, lại vẫn hàng cái tu vi, theo hắn suy nghĩ, là cái kia sợi màu đen tức giận duyên cớ, thương tổn tới hắn nguyên thần căn cơ. Nhận ra cái kia không? Triệu Bân nhỏ giọng vấn đạo. Quỷ tiên lão đạo, hắn là quỷ tiên tông lão tổ một trong. Tiểu lão đầu nhi liếc nhìn, cấp ra câu trả lời chính xác, cái kia hàng cũng không phải người tốt nhi, thường xuyên làm giết người cướp của hoạt động. Đã nhìn ra, Triệu công tử hít sâu một hơi. Trong mắt có hàn quang chợt lóe lên. Quỷ tiên lão đạo cái tên này, hắn nhớ kỹ, chờ ngày nào vĩnh hằng giải phong, hắn sẽ tìm cái kia hàng tâm sự, còn phải mang theo Hạo Thiên Hạo Vũ đi trò chuyện, nếu không phải hắn quấy rối, hắn hơn phân nửa đã cầm tới ký ức chi hoa. Hai người nói chuyện phiếm lúc, quỷ tiên lão đạo nhân cũng không nhàn rỗi. Hắn đã tìm một chỗ ngồi xuống, cô quạnh âm trầm con mắt vòng nhìn xem tứ phương. Hắn tựa như cũng tại tìm người. Tìm vĩnh hằng tiên thể cùng bá thiên thần thể, chính là cái kia hai cái tiểu bối, cho hắn chỉnh là chết đi sống lại, nguyên thần gặp trọng thương, còn ngã tu vi, thiệt hại cái kia thảm trọng. Đồng dạng con mắt tránh hàn mang, còn có một cái phổ thông thanh niên. Không tệ, đó là Cuồng Anh Kiệt, Triệu Bân đoán không sai, hắn thật đúng là tại chỗ. Triệu công tử mang thù, hắn càng thù dai, tại quỷ môn quan đi một lượt, trong lòng không nén giận mới là lạ lạc. Quỷ tiên lão đạo tên. Hắn cũng âm thầm nhớ kỹ, chờ thịnh hội kết thúc, mới hảo hảo thanh toán. Vũ Dương huynh, phong thái vẫn như cũ a. Người cái lão bất tử, còn sống đâu? Ngày xưa từ biệt, đã là năm tháng dài rằng giặc 300 năm. Mây mù vòng thiên trì thánh địa, hôm nay chính xác phi thường náo nhiệt, thịnh hội treo một cái thịnh chữ, rất có thịnh thế cảnh tượng, quá nhiều ẩn thế cao nhân đăng lâm, ba, năm tụ ở một khối, cười nói âm thanh không đoạn tuyệt. Thật nhiều đại lão a. Trẻ tuổi tài tuấn nhóm thổn thức không thôi, thấy quá nhiều bậc đại thần thông. Không trách lão bối nhóm nói dẫn bọn hắn từng trải, quả nhiên là một cái cảnh tượng hoành tráng. Triệu Bân cũng tại nhìn, cất tay hai con mắt tả hữu đong đưa, sơ tâm không thay đổi, còn tại tìm họ Cuồng, mỗi có người đi tới, hắn cũng sẽ trách mắt đi xem một mắt, khó tránh khỏi còn có hắn người quen. Cái kia, Thiên Lang một mạch lão tổ, người xưng Thiên Lang lão tổ. Tiểu lão đầu nhi gặm một cái linh quả.
tiện tay chỉ hướng thịnh hội lối vào. Triệu Bân theo con mắt nhìn lại, là cái tử bào lão giả, khí tức so quỷ tiên lão đạo còn mịt mờ. Bên trái vị kia là Xích Tuyết tiên tử, phải có hơn 800 tuổi. Tiểu lão đầu lại mở miệng, có lẽ là cô em gái kia dài thật xinh đẹp, hắn cái này nhìn hai mắt phóng tinh quang, quả đều quên ăn. Là rất xinh đẹp. Triệu công tử hai mắt tròn căng, từ cũng nhìn thấy. Xích Tuyết tiên tử một bộ tiên y đỏ tươi, đi ở đống người nhi bên trong, cái kia không là bình thường chói mắt, luận tư sắc và khuôn mặt đẹp, tuyệt không tại không lo tiên tử phía dưới, chớ nói tại chỗ lão bối, liền một đám tiểu bối, đều nhìn ánh mắt rạng rỡ, đặc biệt gặp hắn quanh thân Xích Tuyết dị tượng, không ít người tâm thần hoảng hốt. Lại tới một cường giả, Phong Vân Tông đại trưởng lão. Cái kia béo lùn chắc nịch tiểu thiếu niên, chính là Tiên Vũ Tông thánh tử. Chân trần là cô tuyệt lão đạo, một tôn hàng thật giá thật chuẩn tiên vương. Tiểu lão đầu chính xác vạn sự thông, gặp người đi lên, chắc là có thể nghe thấy hắn ngôn ngữ. Triệu Bân có phần kính nghiệp, phàm tiểu lão đầu nhi nói với hắn, hắn đều sẽ từng cái nhớ kỹ. Tại chỗ, nhưng có người không quen biết, Triệu Bân chọc chọc tiểu lão đầu. Hơn chín thành đều nhận ra, tiểu lão đầu gỡ sợi râu, rất có cảm giác thành tựu. Cái nào ngươi không nhận ra, nói cho ta một chút thôi. Triệu Bân cười ha ha, cũng không phải là nói nhảm, mà là nghĩ bằng này tìm cuồng anh kiệt, chỉ cần tiểu lão đầu nhi không nhận ra, đều có thể là tu la thiên tôn. Tiểu lão đầu nhi cũng là có ý tứ, thật cho Triệu Bân lần lượt chỉ ra. Hắn ai cá chỉ, Triệu Bân thì ai cá nhìn, tự mình âm thầm làm phân biệt. Cái này một vòng nhìn hết, người khả nghi đích xác không thiếu, hoặc là được một kiện áo bào đen, hoặc là dùng có phần huyền ảo che lấp, còn lại cơ bản dùng thuật dịch dung, quả thực không ra thế nào dễ tìm. Cái kia nhìn xem giống. Triệu Bân trong lòng một tiếng nói thầm, liếc tới đối diện một thanh niên. Thanh niên kia rất phổ thông, giống như không vui ngôn ngữ, ngồi một mình ở cái kia uống rượu. Vì đi người thanh niên kia nhìn xem giống đâu, chỉ vì cái kia hàng đều ở trong lúc lơ đãng trách mắt nhìn một phương, nhìn thị thiên vương thánh tử, lại mỗi khi gặp nhìn bầu trời vương thánh tử lúc, trong mắt đều có mịt mờ hàn quang lóe sáng. Hắn là cuồng anh kiệt. Nhưng, Triệu Bân cũng không xác định. Muốn xác định, ngược lại cũng không khó khăn. Thỉnh thiên chỉ thánh nữ hỗ trợ nhận liền tốt. Không lâu, thiên chỉ thánh nữ đi tới, quý khách đã đến không sai biệt lắm. Nàng cái này vừa đi vào, thì thấy thanh niên tài tuấn tụ tới, nhân thủ một cái quạt xếp, dao động cái kia có tiết tấu, nhưng ở ngoại nhân xem ra, đó chính là một khỏa rau xanh bên cạnh, vây quanh một đám heo. Tiên tử, giúp một chút, Triệu Bân truyền âm nói. Cứ nói đừng ngại, thiên chỉ thánh nữ một bên cùng mọi người hàn huyên, một bên truyền âm trả lời. Người tà chắc người thanh niên kia, có phải là hay không bá thiên thần thể? Triệu Bân lại một lần truyền âm. Thiên chỉ thánh nữ không đáp lời, chỉ nhỏ bé không thể nhận ra nhìn sang Triệu Bân chỉ người. Lúc trước, nàng tại Sơn Môn đón khách lúc, từng gặp vị này, đã từng dùng thiên phú cảm giác qua. Chỉ tiếc, không thể nhìn ra đối phương huyết mạch. Cũng hoặc, người này căn bản không phải đặc thù huyết thống. Đã vĩnh hằng tiên thể thỉnh cầu, lại cảm giác một phen cũng không sao. Nàng diễn kỹ không tệ, mặt ngoài không có gì đặc biệt cử động, âm thầm lại vận chuyển thiên phú tâm pháp. Phương pháp này là vô hình vô tướng, bị cảm giác người cũng sẽ không có cảm giác đặc biệt, đối phương sẽ không phát giác. Thật lâu, cũng không thấy nàng ngôn ngữ. Tiên tử, Triệu Bân nhỏ giọng kêu gọi một câu. Cảm giác không ra, thiên chỉ thánh nữ có đáp lời. Sau đó, nàng còn bồi thêm một câu, trên người đối phương có thần bí sức mạnh, đã cách trở cảm giác của ta. Đa tạ, Triệu Bân ánh mắt thâm thúy một phần. Liền thiên chỉ thánh nữ đều cảm giác không ra. Có tám thành có thể là cuồng anh kiệt. Bá thiên thần thể đi, là cái siêu quần xuất chúng người, thủ đoạn tất nhiên là không thể thiếu. Nghĩ như vậy, hắn chậm rãi đứng lên. Hắn xuyên qua dòng người, như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở cuồng anh kiệt bên cạnh thân. Hắn đến, để cuồng anh kiệt trao lên lông mày, nhiều như vậy chỗ ngồi vì đi lại ngồi cái này. Còn có, hắn nhìn người này rất quen mặt. Có lẽ là có phần này hiếu kỳ. Hắn không khỏi nhìn nhiều Triệu Bân vài lần, xong, thì thấy hắn để ly rượu xuống, đặt cái kia vùi đầu nhào nặn mắt, nhìn nhiều mấy lần, bị hoảng hai mắt nổi đom đóm nhi. Đồng dạng tại nhào nặn mắt, còn có Triệu công tử. Trên người hắn có cấm chế phòng nhìn lén, cuồng anh kiệt trên thân tử cũng có. Quỷ quyệt cấm chế, để hắn cái này không để ý nhi cũng bị lung lay mắt. Hai cái này,
là đang khóc sao? Không ít người đi ngang qua, đều ánh mắt kỳ quái. Bởi vì hai người thời khắc này động tác, rất giống nhào nặn nước mắt. Chờ hai mắt khôi phục tỉnh táo, Triệu Bân tiện tay cầm một cái mộc nhân nhỏ nhi. Tiểu mộc bên trên, khắc lấy cuồng anh kiệt ba chữ, mà hắn thì cầm một cây ngân châm, hướng về phía mộc nhân nhỏ, trời mệnh đâm một bên lại nhảy ục ục, nguyền rủa ngươi cưới không bên trên con dâu. Một màn này, cuồng anh kiệt nhìn thật thật sự, lông mày cũng là chọn thật cao. Bên cạnh vị này, là cùng hắn có thâm cửu đại hận sao? Lại cầm mộc nhân nhỏ nhi nguyền rủa hắn. Hắn cái này vì diệu tình cảm biến hóa, trốn không thoát Triệu Bân nhìn lén, lúc trước là tám thành khả năng, bây giờ đi. Hắn là cực kỳ chắc chắn bên cạnh hắn vị này nhân tài, chính là cái kia cá tính cuồng. Nguyên nhân chính là chắc chắn, hắn mới đâm tặc khởi kình. Lão tử cũng không tin ngươi nhà có thể nhịn được. Hắn trêu chọc ngươi. Cuồng anh kiệt xem qua một mắt mộc nhân nhỏ, lại liếc qua Triệu Bân. Hắn đem nhà ta heo mẹ ra ủi. Triệu Bân hùng hùng hổ hổ đạo. Lời này vừa ra, cuồng anh kiệt hơi kém tại chỗ nổ, nếu không phải bây giờ tình cảnh không đúng lúc, sớm mẹ nó xách đao khai kiền, cái nào liền nhà ngươi heo mẹ già, ngươi nhìn lão tử lớn lên giống rau xanh. Triệu Bân không lại đâm, cuối cùng là thu mộc nhân nhỏ nhi. Em gái ngươi, ký ức chi hoa đâu? Nghe được ký ức chi hoa, cuồng anh kiệt trong nháy mắt sáng tỏ. Khó trách nhìn thấy như vậy quen mặt. Cái này mẹ nó chính là vĩnh hằng tiên thể a. Người cái tiểu biết độc tử, chạy cái này muốn bị đánh a. Nếu không phải đêm đó quỷ tiên lão đạo nhúng tay, trùy tử ngươi nha. Hai người ngồi ngay ngắn, mặc dù mặt ngoài một cái đang uống rượu một cái ăn linh quả, tự mình lại mắng hăng hái, đích xác tình cảnh không đúng lúc, nếu không phải thiên trì thịnh hội, hai người tất nhiên sẽ hẹn lại một trận. Cái kia hai, nhìn xem rất quen thuộc a. Cái kia hai. Bức cách hảo chói mắt a. Cái kia hai, ngồi một chỗ thật xứng đôi a. Phía tây cách đó không xa, đầu chọc lão, quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa tự mình nói chuyện cũng vui vẻ. Thật vừa đúng lúc, từ bọn hắn ba chỗ ngồi, có thể rất rõ ràng trông thấy Triệu công tử cùng cuồng anh kiệt, mặc dù nhìn không thấu chân dung, có thể hai người đỉnh đầu, đều rất giống mang một cái sáng lên vòng nhi. Tranh! Hai người mắng đang vui lúc, chợt nghe tiếng đàn du dương. Không! Đây không phải là tiếng đàn, mà là đạo âm, chỉ có điều, lấy tiếng đàn phương thức vang vọng. Náo nhiệt thịnh hội, ngừng lại yên lặng một phần. Tiếng đàn vang lên, đạo âm minh triệt để, liền chứng minh thiên trì thịnh hội, triệt để kéo ra màn che, vô luận hàn huyên, xả đạm, tán gái, tìm khắp chỗ ngồi xuống, lão bối vuốt râu, tĩnh tâm lắng nghe, bọn tiểu bối thì tâm thần rong chơi, tiếng đàn quá cổ xưa cũng quá tuyệt vời. Chớ nói bọn hắn, liền Triệu công tử cùng cuồng anh kiệt. Đều tạm ngừng chửi nhau. Tiếng đàn là đạo âm bên trong ẩn giấu hàm ý hình như có một loại ma lực, làm cho tâm thần người ép không được mông lung. Hào ảo diệu thiên âm, cuồng anh kiệt một tiếng lẩm bẩm ngữ. Mà Triệu Bân, không chỉ nghe được đạo âm, bừng tỉnh giống như còn nhìn thấy một bóng người xinh đẹp. Đó là một cái như mộng huyễn nữ tử, giống như trong mộng nhanh chóng nhảy múa, để hắn không phân rõ chân thực hư ảo. Nguyệt, Nguyệt thần. Triệu Bân trong lòng khẽ giật mình, tâm thần càng lộ vẻ mê ly. Cái kia bóng hình xinh đẹp tuy chỉ thoáng hiện, nhưng hắn vẫn có thể một mắt nhận ra. Hắn có chút ngây dại. Cái này thiên trì thánh địa cùng Nguyệt thần có ngọn nguồn sao? Hắn tại sao lại nhìn thấy Tú Nhi? Hắn nhớ tới ban ngày lúc trước cùng lời hắn nói, mảnh này thiên trì tiền thân, là thần minh một giọt bản nguyên huyết, trải qua tuế nguyệt lắng đọng, mới diễn hóa cả ngày trì, cũng mới có hôm nay thiên trì thánh địa. Chẳng lẽ, giọt kia bản nguyên huyết là Nguyệt thần? Ngươi, nhưng nhìn gặp cái gì? Triệu Bân chọc chọc cuồng anh kiệt. Lắng nghe đạo âm, còn có thể nhìn thấy mỹ nữ không thành. Cuồng anh kiệt tùy ý nói. Ngươi, nhưng nhìn gặp cái gì? Triệu Bân trách mắt, chọc chọc bên trái vị kia. Gì cũng không nhìn thấy. Người kia khẽ gật đầu. Ngươi, nhưng nhìn gặp cái gì? Triệu Bân cái thứ ba hỏi người, là thiên chỉ thần nữ. Thần nữ đáp lại. Như lúc trước hai vị không có sai biệt. Triệu Bân không có hỏi lại, một mắt nhìn hết người ở chỗ này, cơ bản đều tại lắng nghe đạo âm, tựa như không có người nhìn ra khác thường, nếu có người trông thấy Nguyệt thần, hiện trường nhất định rất náo nhiệt, đây chính là thần minh. Cái kia này liền kỳ quái. Vì cái gì chỉ hắn thấy được? Là quá tưởng niệm Tú Nhi sao? Nguyệt thần. Đồng dạng lẩm bẩm ngữ, hiện trường còn có một cái.
đó là không lo tiên tử, chẳng biết tại sao cũng nhìn thấy, cũng không biết vì cái gì, nàng nhìn rõ ràng hơn, cũng bởi vì nàng nhìn rõ Tích, mới nhận ra là tươi đẹp nhất nữ thần Minh. Nàng hơi nghi hoặc một chút, cũng có chút không hiểu. Nàng từng không chỉ một lần tới Thiên Trì Thịnh Hội, nhưng lúc này đây, sao nhìn thấy thần Minh bóng hình xinh đẹp? Vẫn là nói, mảnh này Thiên Trì cùng Nguyệt Thần có liên quan. Ngô! Nhìn thẳng lúc, nàng lại cảm giác một cỗ lực lượng thần bí phản phệ khí lực. Có lẽ là lực lượng này tới quá đột ngột, để nàng tâm thần hoàn toàn mơ hồ. Cũng chính là một cái chớp mắt này mơ hồ, nàng lại nhìn thấy Nguyệt Thần, không chỉ có thể thấy rõ nữ thần Minh dung mạo, còn có thể nhìn thấy nữ thần Minh chỗ mi tâm một đạo cổ lão thần văn, rất giống một đóa bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa, tam thế Nguyệt Thần, không lo tiên tử lẩm bẩm ngữ, chỉ nàng chính mình nghe gặp. Nhìn Triệu Bân, thì tại nhào nặn đầu, đạo âm là mỹ diệu, nhưng hắn cảm giác có chút mơ hồ, hắn từng mấy lần tĩnh tâm nghe đạo âm, nhưng cũng chỉ còn lại đạo âm, lại không nhìn thấy Nguyệt Thần bóng hình xinh đẹp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chanh. Tiếng đàn du dương, vang vọng Thiên Trì Thánh Địa. Thân tại thịnh hội bên trên người, từ nghe tiếng Thích. Nhưng, vô duyên tiến Thánh Địa giả nghe liền có một chút mơ hồ. Những thứ này nhân đại nhiều cảnh giới thấp, phần lớn không có mạnh mẽ hữu lực hậu trường, không có tư cách đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài nghe, cho dù tiếng đàn là mơ hồ, bọn hắn cũng thấy đủ, ô ương một mảnh sóng người, vây quanh Thiên Trì ngồi xếp bằng một chỗ, liền trên hư không cùng trên đỉnh núi cũng ngồi đầy bóng người. Nếu có thể đi vào nghe, nên cỡ nào tạo hóa? Có thể ở bên ngoài nghe cũng không tệ rồi, còn nghĩ đi vào. Đó là các đại lão thịnh hội, ta cũng đừng hy vọng xa vời. Than thở âm thanh tất nhiên là không thể thiếu, nhìn thánh địa thần thái, cũng phần lớn là hâm mộ. Cường giả vi tôn thế giới, chính là thực tế như vậy, muốn vé vào cửa phải có ngang hàng nội tình mới được. Diệu, quả thực diệu. Như lời này, Cuồng Anh Kiệt đã không biết nói thầm bao nhiêu lần. Thiên Trì Thịnh Hội trăm năm một trận, cách mỗi trăm năm mới có thể lắng nghe đạo này âm. Hắn là lần đầu tiên tới, đúng là lớn mở mang hiểu biết, cái kia cổ lão xa xăm thiên âm. Ẩn giấu vô tận đạo uẩn, có thể so sánh những cái kia lão bối giảng đạo thực sự nhiều, bởi vì cái này đạo uẩn, tất cả đều là tinh hoa. Tự nhiên, cái này cũng muốn nhìn cá nhân. Ngộ tính không tới nơi tới chốn mà nói, nghe nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Còn tốt, hắn thiên phú rất yêu nghiệt, đã rất có đốn ngộ. Từng có một cái chớp mắt, hắn trách mắt nhìn sang Triệu Bân, tiểu tử này hơn phân nửa cũng có cơ duyên tạo hóa, như một vị lão tăng thiền ngồi bất động, dáng vẻ trang nghiêm. Lông mi khi thì sẽ nhíu chặt, cũng khi thì sẽ giãn ra. Hắn nhìn một chút cũng không giả. Triệu Bân thiên phú cũng không yếu, sao có thể không có cảm ngộ đâu. Có lẽ là tâm thần xa vào quá sâu, cả người đều rất giống rơi vào một mảnh ý cảnh. Tại ý cảnh kia bên trong, hắn phảng phất lại nhìn thấy Nguyệt Thần, đối diện hắn ngoái nhìn mà cười. Tú Nhi, là ngươi sao? Triệu Bân kêu gọi, cách Tuế Nguyệt thương tang. Năm đó quên cổ thành từ biệt. Đã là ung dung trăm năm. Là ta. Trong cõi U Minh, hình như có như thế một tiếng khẽ nói. Tu luân hồi thần minh, lại tái diễn luân hồi. Chanh. Cùng với áo diệu thiên âm, một bóng người xinh đẹp hàng tại thịnh hội bên trên. Đó là một cái nữ tử áo trắng, mỹ xuất trần, tiên vương cấp hàm ý, diễn trở thành từng mảnh hư ảo cánh hoa, nàng quanh thân phối hợp, để cho người ta bất giác cho là, nàng mới từ trong mộng đi ra. Nàng. Chính là Thiên Trì Tiên Mẫu. Nàng đến, để cho tại chỗ người đều đứng lên. Ngồi. Tiên Mẫu khẽ nói nở nụ cười, tiếng nói như tiên khúc giống như dễ nghe. Dứt lời, thì thấy từng cái Thiên Trì Tiên Tử, nối đuôi nhau đi vào thịnh hội, mỗi một trong tay người, đều nâng một cái ngọc bàn, để rượu ngon, như trên đồ ăn đồng dạng, bất kỳ một cái nào cái bàn đều không rơi xuống. Tạ Tiên Mẫu khoản đãi, tiếng cười vang dội đầy toàn trường. Đạo không bờ bến. Tất nhiên là chúng tiên cùng hưởng thịnh yến. Tiên Mẫu cười nói, vẻn vẹn phần này lòng dạ, người bình thường liền không so được, đổi lại thế lực khác, có cái này chuyện tốt, cái nào không phải che giấu, sợ là chưa có truyền thừa như thánh địa như vậy, khai phóng thiên trì để tứ phương lắng nghe đạo âm. Oanh! Tiên Mẫu thoại phương rơi, liền nghe một tiếng oanh minh. Tại chỗ người đều trách mắt, nhìn về phía thịnh hội một phương. Ánh mắt mọi người, đều rơi vào Triệu Bân trên thân, như không nghe lầm. Vừa mới đạo kia oanh minh, chính là từ trên người hắn truyền ra, oanh âm thanh nặng nề dị thường, còn cùng với cang mơ hồ long ngâm.
Oanh! Bọn hắn nhìn thẳng lúc, đúng lúc gặp Triệu Bân khí lực cự chiến, lại tới oanh minh. Xong, thì thấy một vệt kim quang, từ hắn đỉnh đầu xuyên thẳng thiên tiêu mà đi, cho mờ mịt đám mây, đều đâm ra một cái lỗ thủng lớn đi ra, tiếp đó chính là ảo diệu dị tượng, diễn đầy thiên khung. Dị tượng kia, vĩnh hằng tiên thể. Tại chỗ quá nhiều lão bối kinh ngạc, liền thiên chỉ tiên mẫu đều ngơ ngác một chút. Là vĩnh hằng tiên thể không thể nghi ngờ, diễn vào hư không dị tượng là không lừa được người. Càng là trong truyền thuyết vĩnh hằng tiên thể. Mạch này không phải sớm đánh gãy truyền thừa sao? Náo nhiệt thiên chỉ thịnh hội, ngừng lại tiếng ồn ào một mảnh. Đặc biệt là lão bối, cái kia ánh mắt rạng rỡ, như nhìn bánh trái thơm ngon tựa như nhìn Triệu Bân. Vĩnh hằng huyết thống A, cũng không là bình thường huyết mạch, tiểu tử kia toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Thật đúng là lão tam đâu. Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa ánh mắt sáng như tuyết, lão đầu chọc cũng cười vui vẻ. Cuối cùng tìm được người, chờ thịnh hội kết thúc, liền đi tìm cái kia cá tính cuồng. Càng là vĩnh hằng tiên thể. Đối diện thiên vương thánh tử, ánh mắt cái kia cực nóng A. Cực nóng bên trong, giấu đầy tham lam cùng dục vọng, hắn từng phái người điều ti A, A tiểu tử này, không có thế nào ti A, rõ ràng, bây giờ đi. Có vẻ như không cần ti A xét, dám cùng hắn cướp nữ nhân, hậu quả rất nghiêm trọng. Tìm ngươi rất lâu, quỷ tiên lão đạo trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa, còn đang thiên chỉ thịnh hội bên trên, hôm nay tới, cũng không cần đi. Lúc trước thế nào không cho hắn phóng một chút huyết đâu. Tiểu lão đầu nhi thì giấu tay, cái kia sau hối hận A. Tại thiên vương tinh liền gặp được tiểu tử kia, càng là một đường đi theo, phía sau lại gặp cơ hội tốt, cũng không biết cái kia hàng, là một mạch vĩnh hằng tiên thể. Khoảng không trông coi một cái cục cưng quý giá, hắn lại không biết được. Là hắn sao, ban ngày xem qua một mắt Lăng Tuyệt. Là, Lăng Tuyệt trở về khẳng định, bản thấy không rõ Triệu Bân tôn dung. Nhưng bởi vậy khắc dị tượng diễn hóa, phá Triệu Bân che lấp, hắn mới miễn cưỡng nhìn rõ, lúc trước càng là một chút không có phát giác. Người nhận ra hắn, không lo tiên tử khẽ nói. Lăng Tuyệt không giấu giếm, đem đêm đó sự tình nói thẳng ra. Không lo tiên tử nghe ngóng kinh ngạc, nhìn Triệu Bân ánh mắt cũng thay đổi. Nàng tẩu hỏa nhập ma lúc chiến lực, liền thông thường chuẩn tiên vương đều có thể ngạnh chiến, nàng thực sự nghĩ không ra, một cái huyền tiên cảnh tiểu hậu bối. Là như thế nào trấn áp nàng, đối phương ở đâu ra sức mạnh. So sánh thế nhân, thiên chỉ thần nữ coi như bình tĩnh. Nàng có cảm giác thiên phú, sớm biết vĩnh hằng thiên thể. Người nhà có bị bệnh không? Triệu Bân bên cạnh thân cuồng anh kiệt, trong lòng một tiếng thầm mắng. Hắn cái này che che lấp lấp, lại ngồi ở xó xỉnh, là muốn điệu thấp một chút, nhưng bây giờ một màn này, còn điệu thấp cái cọng lông, toàn trường người đều ở đây nhìn bên này, không chỉ nhìn vĩnh hằng thiên thể. Bao quát hắn ở bên trong, cũng bị ngắm lượt nhi, nói là vạn chúng chú mục cũng không qua, cũng như nhìn hầu tựa như. Triệu Bân không có gì tình cảm ba động. Hoặc có lẽ là, hắn tâm thần không ở chỗ này. Lắng nghe đạo âm, hắn là một cái chớp mắt đốn ngộ, liền hắn chính mình cũng không biết, đã lộ huyết mạch dấu vết, liền hắn chính mình cũng không biết, bây giờ đã thành toàn trường người chú mục đối phương, hắn chính là Na Trích Hầu. Sống vĩnh hằng tiên thể, vẫn là lần đầu gặp. Như tìm hắn muốn mấy giọt bản nguyên huyết, hắn nên sẽ không cự tuyệt. Tiếng ồn ào không dứt, quá nhiều lão bối vuốt sợi râu, muốn cho Triệu công tử phóng điểm huyết, rất nhiều người mới, dụng ý khó dò giả, từ cũng là vừa nắm một bó to, chủ yếu là bực này huyết mạch quá hiếm có. Đến chỗ nào đều là nhân vật chính A. Đầu chọc lão đạp tay, thổn thức không thôi. Tưởng tượng tại sao Bắc Cực, tiểu tử này cũng rất hỏa. Tới cái này tu la tinh vực. Có vẻ như vừa giận một cái, người thiên chỉ thánh địa tổ chức một cái thịnh hội, cứ thế bị hàng này đoạt danh tiếng, một cái vĩnh hằng huyết thống, không biết chọc bao nhiêu dục vọng cùng tham lam, theo hắn suy nghĩ, tại chỗ có tám thành trở lên người, đều nghĩ đem vĩnh hằng huyết mạch kéo trở về nấu. 3. Ồn ào bên trong, có một vệt nhẹ âm thanh vang lên. Âm thanh vẫn là truyền lại từ Triệu Bân, lại tâm thần xa vào bên trong tiến giai. Ngưu bức, cuồng anh kiệt nhìn thổn thức. Tiểu tử này thiên phú rất yêu nghiệt. Bất quá, bây giờ như thế cái cục diện, như vậy lộ ra vĩnh hằng huyết mạch, sợ là một cái chuyện nguy hiểm, không nói khác, liền nói cái kia quỷ tiên lão đạo, cái kia hai tròng mắt đều nhanh đụng tới. Thịnh hội là cái cảnh tượng hoành tráng, tình cảnh không đúng lúc. Cái này nếu là ở ngoại giới, quỷ hiểu được sẽ có bao nhiêu người ra tay. Trước kia,
thế nhân biết được hắn là huyết mạch lúc, cũng rất náo nhiệt nói. Hô! Thế nhân mong nhìn xem, Triệu Bân chậm rãi mở con mắt. Mở con mắt trong nháy mắt, hắn trong mắt có tinh mang bắn mạnh. Chờ tia sáng thu lại, lộ ra một đôi con ngươi thâm thúy, nếu như tinh không, con mắt có tinh thần diễn hóa, lóe lên ánh mắt, cũng như sao trời, rực rỡ thịnh huy, ảo diệu hàm ý đang diễn hóa. Tạo hóa a! Triệu Bân cười ha ha, một mực nội thị khí lực. Mãi đến Cuồng Anh Kiệt chọc lấy hắn một chút, hắn mới phát giác không khí hiện trường không đối với. Đạo âm còn tại vang vọng, nhưng toàn trường ánh mắt của người, có vẻ như đều đã tụ ở hắn cái này. Hỏng! Chuyện xấu! Triệu Bân thầm kêu không tốt. Rất rõ ràng. Hắn bại lộ huyết mạch. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Lúng túng không? Cuồng Anh Kiệt mắt liếc hàng này, người mẹ nó phát hỏa. Triệu Bân không có trả lời, tiến giai là chuyện tốt nhi, nhưng hắn tựa như chọn sai nơi. Điều này cũng không có thể chỉ trách hắn, là cái kia đạo âm quá tà dị cũng quá ảo diệu, đốn ngộ tới vội vàng không kịp chuẩn bị, đoạn thời gian kia hắn đang vô ý thức trạng thái, căn bản vốn không biết ngoại giới chuyện, làm sao có phòng bị. Vĩnh hằng huyết mạch, quả là danh bất hư truyền. Thiên chỉ tiên mẫu nở nụ cười, phá vỡ hiện trường ồn ào. Như hắn, hiện trường tán thưởng giả cũng không thiếu. Che lấp đã phá, vĩnh hằng tiên thể khí huyết tiết lộ, chính xác sinh linh bành trướng, cũng dị thường tinh túy, như tế ra bản nguyên, sức mạnh hơn phân nửa càng bàng bạc. Triệu Bân cười ha ha, toàn thân trên dưới đều lạnh siêu siêu. Những cái này lão gia hỏa tuy là đang cười, buồn cười cũng không quá bình thường. Tố Văn vĩnh hằng một mạch cùng giai vô địch, ta ngược lại không tin. Có người đứng lên, là cái thanh niên tài tuấn, sinh khí vũ hiên ngang. Triệu công tử tự biết hắn, tiểu lão đầu nhi giới thiệu với hắn qua, chính là thiên lang một mạch thánh tử, hắn lão tổ hôm nay cũng ở tại chỗ, phóng lời này, như vậy nhảy ra, hiển nhiên là muốn tìm một chút việc vui. Đương nhiên, cái này cũng là âm thầm có người chỉ điểm. Ai đang sai xử đâu, tất nhiên là thiên vương thánh tử. Người ở chỗ này cái nào không biết, thiên lang một mạch cùng thiên vương tông quan hệ mật thiết. Thiên vương thánh tử sở dĩ như vậy chỉ điểm. Tất nhiên là vì tung gạch nhử ngọc, đặc sắc còn tại đằng sau đâu. Thiên lang thánh tử cũng chỉ là thức ăn khai vị, đằng sau còn có những thứ khác, thánh tử chính là có. Chờ một lúc, hắn còn có thể tự mình hạ tràng, chiếu cố vĩnh hằng tiên thể. Lão tử chơi không lại bá thiên thần thể, còn chơi không lại ngươi. Cái này, là thiên vương thánh tử tâm ngữ, lúc trước bại một hồi, hắn dù sao cũng phải tìm chàng tử trở về đi. Bây giờ cục diện này, liền rất phù hợp. Thiên chỉ thần nữ tại chỗ, thiên chỉ tiên mẫu cũng ở tại chỗ. Có kịch vui để xem. Thái đa nhân đều ngồi ngay ngắn, đã bày xong xem trò vui tư thế. Cứ nói đi, trăm năm một lần thiên chỉ thịnh hội, sao có thể không có một chút chương trình đặc biệt. Mấy ngày phía trước, thiên vương thánh tử cùng bá thiên thần thể làm một trận, đến nay đều vẫn chưa thỏa mãn đâu. Chưa từng nghĩ tới thịnh hội, còn có một cái vở kịch, liền vui nhìn lũ tiểu gia hỏa chát đôi vật lộn. Chủ yếu nhất là, bọn hắn nghĩ nhìn một chút vĩnh hằng tiên thể đạo hạnh. Bọn hắn cũng muốn biết, vĩnh hằng một mạch là thật không nữa như truyền ngôn như vậy. Cùng giai bất bại, tới chiến, thiên lang thánh tử leo lên vân đài, hét to uống bá khí ầm ầm. Hắn không biết vĩnh hằng tiên thể có bao nhiêu đạo hạnh, nhưng khí chẳng phải bãi thúc. Lập tức, toàn trường ánh mắt mọi người, đều tụ ở Triệu công tử trên thân. Đừng sợ cùng hắn làm. Không đợi Triệu Bân ngôn ngữ, liền nghe Cuồng Anh Kiệt một tiếng gào to. Triệu Bân không nói chuyện, chỉ mắt liếc Cuồng Anh Kiệt, thầm nghĩ, muốn hay không đem hàng này thân phận, cũng tiết lộ đi ra, hôm nay là cái cảnh tượng hoành tráng, đã náo nhiệt, vậy liền một khối vui a vui a. Suy nghĩ một chút, vẫn là coi như không có gì. Hắn còn chỉ vào Cuồng Anh Kiệt cầm ký ức chi hoa đâu. Như thế nào, sợ. Thiên lang thánh tử u cười, lời nói rất nhiều khiêu khích. Sợ có thể không cần lên tới. Tốt xấu là vĩnh hằng tiên thể, túng như vậy sao? Đừng kêu vĩnh hằng một mạch, gọi rùa đen rút đầu một mạch a. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, thiên lang thánh tử thoại phương rơi, thì thấy một đám thánh tử gây rối, cũng là không tin tà chủ, còn cũng không tin vĩnh hằng một mạch như vậy tà dị, quả nhiên là bất bại truyền thừa. Triệu Bân cuối cùng là đứng dậy, một bước rơi vào chiến đài. Hắn không muốn gây chuyện. Không có nghĩa là liền sợ chuyện, tất nhiên hắn kế thừa vĩnh hằng huyết thống, liền cần mang trên lưng vĩnh hằng vinh quang, hắn chưa thấy qua bất kỳ một cái nào vĩnh hằng tiền bối,
nhưng hắn tuyệt không thể bôi nhọ mạch này uy danh. Trò hay tới. Gặp Triệu Bân thượng đài, đám khán giả đều ngồi thẳng. Chớ nói trẻ tuổi tài tuấn, liền lão bối nhóm đều phá lệ hứng thú. Nghe nói, Vĩnh Hằng Tiên Thể cùng người khô trận chiến, đều vui thêm tặng thưởng. Không đợi khai chiến, liền nghe Ung Dung một lời, truyền lại từ Cuồng Anh Kiệt cái kia hàng. Ân, cuối cùng nói câu tiếng người. Triệu công tử lòng rất an ủi, cho dù Cuồng Anh Kiệt không nói, hắn cũng phải thêm điểm nhi tặng thưởng. Không có cách nào, nghèo rất mồng tơi a. Không có cách nào, Trương Mục bị phong lại. Vị đạo hữu này ý như thế nào? Quỷ Tinh nghịch lời nói, vang lên theo. Cũng dám thượng đài khiêu chiến, nào có không đáp ứng đạo lý. Khò khè oa nhận lời gốc giả. Cũng không hẳn dễ nói, vạn nhất hắn không dám đâu. Đầu chọc lão cất tay, cũng là ngược gió liền lên. Đừng làm rộn, Thiên Lang lão tổ còn ở đây đâu. Thánh tử không biết xấu hổ, nhà hắn lão tổ còn muốn khuôn mặt đâu. Lại nói, Thiên Lang thánh tử cỡ nào uy danh, cái này cảnh tượng hoành tráng hắn còn có thể ngay cả một cái dám cũng không dám phóng. Ngược lại ta không tin. Hắn nếu không dám, lão tử đem cái bàn ăn. Cái này ba cũng là có ý tứ, như nói tướng thanh tựa như, ngươi một lời ta một lời, chỉnh đánh ngang tay, nói một chút, lại vẫn cấp nhãn, một trái một phải, mắng cái kia mặt đỏ tía tai. Đương nhiên, đây không phải là thật tức giận. Đám thỏ chết bầm kia dùng phép khích tướng buộc hắn Triệu Tử Long thượng đài, bọn hắn bên này, cũng đánh thật xứng hợp, đồng dạng là phép khích tướng, bức Thiên Lang thánh tử thêm một cái tặng thưởng, đây là một cái kiếm tiền hảo đường đi. Thiên trì thịnh hội, quả là nhân tài tế tế. Đám khán giả ánh mắt, lại từ chiến đài rời đến bên này. Ước giá hai nhân vật chính còn chưa mở làm, bên này trước tiên mắng lên, cũng là thật có ý tứ a. Hí kịch tinh a. Cuồng Anh Kiệt cái này một lời nói ý vị sâu xa. Bất quá, trải qua cái kia ba một hồi gây rối, thật đem Thiên Lang thánh tử đặt tại nơi đầu sóng ngọn gió. Suy nghĩ một chút cũng phải đi. Người nhiều bức hống hống thượng đài ước chiến, sẽ không liền thêm tiền chúng giải dũng khí cũng không có a. Thêm, tất nhiên là thêm. Thiên Lang thánh tử khóe miệng hơi vểnh, một cái túi chữ vật bày tại chiến đài. Tầm mắt cao người, đều có thể một mắt xem thấu, phải có 30 vạn tiên thạch. Bọn hắn có thể xem thấu, Triệu công tử sẽ nhìn không thấu. 30 vạn không ít, có dù sao cũng so không có mạnh. Nhiều tới mấy cái hạng này. Làm không tốt có thể gọp đủ 5 triệu đi mua Cuồng Anh Kiệt ký ức chi hoa. Như cái kia hàng không bán, hắn không ngại hẹn lại một trận. Giống. Lang tiếng gào thét, đột nhiên vang lên. Là Thiên Lang thánh tử sử dụng bản mệnh dị tượng, chính là một đầu hư ảo Thiên Lang, khổ người không là bình thường lớn, nhìn người ở chỗ này, đều xuống ý thức ngửa đầu, Thiên Lang một mạch người, cũng là cái này dị tượng, mạnh không mạnh trước tạm bất loạn, nhưng nhìn xem là rất dọa người, dị tượng uy áp. Nghiền chiến đài ầm ầm. Triệu Bân thần sắc lạnh lùng, không có gì tình cảm biến hóa. Gì cái Thiên Lang, gì cái dị tượng, với hắn mà nói, tất cả đều là bài trí. Cực pháp, Thiên Lang rít gào khoảng không. Thiên Lang thánh tử hét to, tiếng quát bên trong mang theo cuốn lang gào thét. Đây là sóng âm chi thuật, không nhìn thân thể, chuyên công bản mệnh nguyên thần. Ngô, dưới đài tu vi không tốt tiểu bối, đều một tiếng than nhẹ. Thiên Lang nhất tộc cực pháp, vẫn là rất có mấy phần uy lực. Phá! Triệu Bân một tiếng ra lôi thần giận, lời nói như lôi đỉnh oanh minh. Lời này vừa nói ra, lang tiếng gào thét trong nháy mắt bị chấn diệt. Thiên Lang thánh tử kêu rên, kèm thêm Thiên Lang dị tượng đều rung động một cái. Hảo tiểu tử, quả nhiên có mấy phần nội tình. Thiên Lang thánh tử cười lạnh, cách không một trưởng vỗ đi qua. Triệu công tử cường thế hơn hắn. Một quyền hám thiên ra tay bá đạo. Oanh! Răng rắc! Phốc! Cái này ba loại âm thanh, vang lên theo. Xong, thì thấy đám khán giả tập thể ngửa đầu, hai con mắt theo Thiên Lang thánh tử bay ra ngoài phương hướng, tả hữu chuyển động một chút, cái kia hàng giống như bay ra ngoài, bị Vĩnh Hằng Tiên Thể một quyền làm bay. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, Thiên Lang thánh tử đụng vào trên vách đá, như cái bánh thịt, cũng như một cái chữ lớn, bản bản dòng dã dính vào phía trên. Nhìn cái tư thế kia, khỏi phải nói có nhiều bá khí ầm ầm. Cái này, liền xong rồi. Thái đa nhân kéo khóe miệng, vừa bưng chén rượu lên, này liền kết thúc chiến đấu. Càng nhiều người nhưng là thổn thức chặt lưỡi, vở kịch vừa mới mở màn liền mẹ nó quay xong. Nhìn Thiên Lang lão tổ, thì mặt mo xanh xám.
Đó là hắn tôn nhi, cũng là thiên lang nhất tộc thánh tử, là tay hắn nắm tay dậy, lại bại dứt khoát như vậy lưu loát, mặt mo quả thực có chút nhịn không được rồi, nhiều năm như vậy, hắn nuôi dưỡng một cái phế vật đi ra. Không phải hắn quá yếu, là hắn quá mạnh. Lão bố nhóm đều vuốt sợi râu. Thiên lang một mạch thánh tử nội tình là rất không tầm thường, thế nhưng vĩnh hằng thiên thể, căn cơ có vẻ như bá đạo hơn, một cái yêu nghiệt một cái nghịch thiên cấp yêu nghiệt, nay bị một quyền đánh ngã, cũng tại trong dự liệu. Thú vị! Thiên vương thánh tử một lời u cười, rất thích ý thưởng thức đại chiến. Vĩnh hằng thiên thể có thể một quyền đánh bay thiên lang thánh tử, hắn đồng dạng có thể làm được. Lúc này mới cái nào đến cái nào? Đằng sau còn có mấy cái đâu? Đến cuối cùng, sẽ từ hắn tới kết thúc. Vĩnh hằng một mạch bất bại truyền thuyết, cũng sẽ từ hắn tới đánh vỡ. Trong dự liệu, quỷ tinh nghịch bọn hắn ổn ép một cái. So với hắn ba vững hơn, còn có cuồng anh kiệt, như thiên lang thánh tử cái kia số, hắn có thể một trưởng đánh thành thịt nát, hắn có thể làm được, vĩnh hằng tiên thể sẽ làm không đến. Đơn giản lưu lại mấy phần lực đạo thôi. Thánh tử, thiên lang một mạch trưởng lão, đã đi vách đá cái kia tiếp thiên lang thánh tử. Tên kia đã hôn mê, cũng không biết là thật sự hôn mê, vẫn là tại vờ ngủ. Bất tỉnh tốt, bất tỉnh không xấu hổ. Bên này, Triệu công tử cũng tặc tự giác, phất tay áo thu túi chữ vật. Lại có tiền, trong nháy mắt tới điểm nhi tự tin có hay không? Tiền này dẫy quá dễ dàng. Không ít người thổn thức, đấm ra một quyền một cái 30 vạn. Đích xác, kiếm tiền rất nhẹ nhàng, nhưng cũng phải nhìn là ai dẫy. Nội tình không tốt giả cũng đừng nghĩ nhiều lắm, vĩnh hằng tiên thể thời là một ngoại lệ, người có thực lực kia, kiếm tiền tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Ta đều thế thiên lang lúng túng. Đám lão già này vuốt râu, tập thể xem qua một mắt thiên lang lão tổ. Lão già kia khuôn mặt, có vẻ như đã không phải mặt, thua tiền không sao, còn mất hết mặt mũi. Cái này có thể trách ai? Là nhà hắn thánh tử chính mình chạy lên. Bêu xấu. Triệu Bân chắp tay nở nụ cười, quay người liền muốn xuống đài. Nhiên, hắn cái này vừa nhấc chân, thì thấy một người từ trên trời giáng xuống. Cũng là thanh niên, áo tím phiêu diêu, cũng là một mạch thánh tử, bức cách chói mắt. Hắn ai vậy, có người nhỏ giọng vấn đạo. Phần thiên tông thánh tử, nhân sĩ biết chuyện cho đáp án. Này liền không đánh. Trên đài, thanh niên áo tím cười nhìn Triệu Bân, lời nói bên trong tiềm ẩn quỷ quyệt ma lực, có thể họa loạn tâm thần. Hắn khí ẩn không tầm thường, chiến lực cũng không tầm thường, ít nhất không phải thiên lang thánh tử cấp độ kia tam lưu mặt hàng có thể so sánh. Tùy ý, Triệu Bân tủng vai. Có loại liền lấy đi. Phần thiên thánh tử tùy ý ném ra một cái túi chữ vật. Dễ nói, Triệu Bân nở nụ cười. Có người đưa tiền, nào có không thu đạo lý. Siêu. Phần thiên thánh tử một bước đạp xuống, lại trong nháy mắt biến mất. Hắn lại hiện thân nữa đã là Triệu Bân phụ cận. Một kiếm đâm rách trời xanh. Triệu Bân nhìn cũng không nhìn, chỉ duỗi hai ngón tay, nhẹ nhõm kẹp lấy đối phương mũi kiếm, cũng nhẹ nhõm tháo xuống trên thân kiếm chi uy, mặc cho phần thiên thánh tử tiên lực như thế nào mãnh liệt, lại đều không thể đâm vào nửa phần. Làm sao có thể, phần thiên thánh tử khó có thể tin. Đây là hắn đỉnh phong một kiếm cái nào, lại bị phá dễ dàng như vậy. Chanh, âm vang. Triệu công tử một ngón tay gảy nhẹ, chấn lật ra phần thiên thánh tử. Mà hắn, thì như có bóng tùy hành, muốn cho hàng này bù một trường. Để hắn ngoài ý muốn chính là, bay ngược bên trong phần thiên thánh tử lại biến mất. Xem chiêu. Sau lưng, truyền đến hét to âm thanh. Tất nhiên là phần thiên thánh tử, không biết như thế nào vòng tới sau lưng, kiếm trong tay đã đổi thành một mặt gương đồng rất là quỷ dị, hình như có một tấm mặt quỷ diễn trong đó, có thể ngửi một vòng khặc khặc âm hiểm cười. Ông! Gương đồng lúc rơi xuống. Quang mang đại thịnh. Cái kia mỗi một đạo tia sáng, cũng như một thanh vô kiên bất tồi kiếm. Hộ thể thiên cương. Triệu Bân trong lòng một quát, thiên cương cháo ẩm vang trống ra. Lúng túng chính là phần thiên thánh tử, không thể phá vỡ Triệu Bân phòng ngự, bị hộ thể thiên cương chấn lật ra đi. Phía sau, đám khán giả động tác, lại biến khác thường nhất trí. Không tệ, phần thiên thánh tử cũng bị vĩnh hằng tiên thể một quyền đánh bay. Oanh! Vẫn là tòa kia vách đá. Vẫn là bản bản dòng dã chữ lớn. Răng rắc. Răng rắc. Một cái chớp mắt này, không ít người lấy ra ký ức tinh thạch. Hình ảnh như thế, sao có thể không vỗ xuống lưu cái kỷ niệm, đặc biệt là những cái kia thanh niên tài tuấn, thích nhất làm chuyện này,
sau này như gặp phải, nếu là cãi nhau mắng bất quá, liền có thể lấy ra ác tâm đối phương. Lại một cái, lại là 30 vạn. Đám lão già này vuốt râu động tác, hoàn toàn như trước đây chỉnh tề. Nói thực ra, cái này hai trận chiến không thể nào đặc sắc, không có gì cái đáng xem a. Chủ yếu là khiêu chiến người quá yếu, tam quyền lưỡng cước liền bị Vĩnh Hằng Tiên Thể thu thập. Muốn đặc sắc, còn phải lực lượng ngang nhau mới được, chiến lực tuyệt đối nghiền ép, ngược lại không vui thú gì. Bực này việc cần kỹ thuật nhi, còn phải Thiên Vương Thánh Tử tới. Trên thực tế, đã có không ít người nhìn về phía Thiên Vương Tông cái vị kia. Gấp cái gì? Thiên Vương Thánh Tử dù chưa ngôn ngữ, có thể lời này đại biểu hết thảy. Thức ăn khai vị đi, muốn từng đạo bên trên, hắn nhưng là áp trục. Người sợ là ép không được. Cuồng Anh Kiệt tùy ý liếc qua, thật không biết cái kia hàng ở đâu ra tự tin. Bất quá nói thật, hiện trường những thứ này thanh niên tài tuấn bên trong xác thực cất giấu cao thủ. Cao bao nhiêu đâu? Liền hắn đánh đều biết rất tốn sức. Ân, lại 30 vạn doanh thu. Triệu Bân lấy tiền tốc độ vẫn là rất lanh lẹ. Xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Phần Thiên Tông lão tổ mặt mo liền không ra thế nào dễ nhìn. Thua tiền là tiểu, mất mặt là lớn, hắn vốn muốn cho Vĩnh Hằng Tiên Thể ma luyện nhà hắn thánh tử, cái này chỉnh, hắn tôn nhi bại cũng không tránh khỏi quá nhanh, nhanh hắn cái này có chút nhi mặt không nén giận được. Oanh! Triệu Bân vừa đem tiền thu, thì thấy người thứ ba đi lên. Cái này là một cái nhân vật hung ác, chính là Huyền Âm giáo thánh tử, một bộ đồ đen liệt liệt, một đôi màu tím con mắt, hiện ra ma tính quang. Mà lại còn là đặc thù huyết mạch, có huyết mạch dị tượng một vài bước diễn hóa. Hắn thượng đài, trêu đến tại chỗ người lại ngồi thẳng một phần. Huyền Âm giáo là một phương đại phái, này một mạch cũng nhiều nhân tài. Như vị này, cũng là cùng giai chưa có thua trận, có quan hệ hắn nghe đồn, cơ bản đều là vượt cấp đánh nhau, lại thắng nhiều thua thiếu, lấy huyền tiên cảnh tu vi, đã từng tàn sát qua không thiếu động hư cảnh cường giả. Có thể thêm tặng thưởng. Triệu Bân cười nói. Hoàn toàn như trước đây ổn. Hắn phải tranh thủ kiếm tiền đây, kiếm tiền mua ký ức chi hoa. Dễ nói. Huyền Âm thánh tử u cười, tiện tay ném ra một cái túi chữ vật. Hắn có vẻ như so trước hai vị đại phách lực, trong túi tiên thạch 100 vạn. Đây là một món làm ăn lớn. Triệu Bân tinh thần tỉnh táo, liền ưa thích hạng này. Chiến đài tùy theo một tiếng oanh minh, Huyền Âm thánh tử triệu hoán một mảnh tiên hải. Giống như đến từ cửu u địa ngục âm u lạnh lẽo thấu xương, cẩn thận ngưng nhìn, còn có thể gặp từng cái lệ quỷ ở trong biển dãy giụa. Chanh! Triệu Bân một đạo chu tiên quyết, cường thế bổ ra huyền âm chi hải. Đâm đầu vào, thì thấy một tia điện, từ huyền âm thánh tử trong mắt chém ra. Đây là tiên nhãn chi pháp, vị này thánh tử có tiên nhãn, mà lại còn là không tầm thường tiên nhãn. Siêu! Triệu Bân thân pháp huyền ảo, trong nháy mắt né qua. Một trường cách không vỗ ra. Huyền Âm thánh tử giống như sớm đã có đoán trước, một bước đạp lên trời, tế một ngụm chuông đồng từ thiên chụp xuống tới, đem Triệu công tử vây ở trong đó, chuông bên trong có sấm sét vang dội, càng có tuyệt diệt chi lực bay múa. Răng rắc. Triệu Bân cường thế bá đạo, một quyền đánh xuyên chuông đồng. Huyền Âm thánh tử kêu đau một tiếng, suýt nữa từ thiên rơi xuống. Không chờ đứng vững, Triệu Bân liền giết đi lên. Thiên diệt nguyên thần kiếm đâm phá vân tiêu. Huyền Âm thánh tử phản ứng không chậm, càng là một cái chớp mắt độn không thấy tăm hơi, tránh khỏi thiên diệt nguyên thần kiếm, hiện thân ở Triệu Bân tà chắc phương hướng, đã là chắp tay trước ngực, triệu hoán một tòa cửa lớn. Chờ Triệu Bân ngoái nhìn, cửa lớn đã là ầm vang mở rộng. Môn bên trong có một con xích sắt nhô ra, ô hắc mà xâm nhiên. Giống. Triệu Bân mở thần long bãi vĩ, làm vỡ nát ô hắc xích sắt. Huyền Âm thánh tử thì thay đổi ấn quyết, sau lưng có một tôn khổng lồ hình người ma tượng biến hóa ra, chừng 10 trượng khổng lồ, không giống như Cuồng Anh Kiệt bá thể tiểu, uy áp kinh khủng, nghiền trời xanh ầm ầm. Chấn áp, nhưng người Huyền Âm thánh tử một quát, hình người ma tượng một trưởng già thiên phủ xuống. Một trưởng này có đủ bằng bạc, cứng rắn chiến đài, đều bị nghiền băng liệt. Lão bố nhóm còn tốt, nhìn thanh niên tài tuấn, thì lộ vẻ kiêng dè, tự nhiên không chặn được một trưởng này. Huyền Âm thánh tử nội tình thâm hậu, huyền tiên cấp liền tu xuất ra hình người ma tượng, đã có thể xưng nghịch thiên. Hám thiên. Triệu Bân một quyền nghịch thiên, đánh xuyên già thiên đại thủ. Có lẽ là chấn động quá lớn, Huyền Âm thánh tử một bước không có thế nào đứng vững. Đồng dạng không có đứng vững, còn có phía sau hắn hình người ma tượng,
uy áp lại bị chấn diệt 2-3 phần, lớn như vậy ma tượng khí lực, cũng sụp đổ vết rách, từng sợi huyền âm chi lực nổ thành cho bụi. Nuốt! Huyền âm thánh tử thông suốt một bước đứng vững, một tay bóp ấn quyết. Theo ấn quyết dừng lại, hình người ma tượng miệng lớn mở lớn, trong miệng có vòng xoáy lộ ra, sức cắn nuốt kinh khủng, vừa mới giết đến Triệu Bân, không để ý nhi bị giật vào, bị nuốt vào ma tượng trong bụng. Phải, lần này khó giải quyết. Bọn tiểu bối líu lưỡi, lão bối nhóm thổn thức. Gặp qua ma tượng người, cũng căn bản là thần thái này, cũng không hẳn là bình thường Zedo Maso, trong đó là tiềm ẩn thiên tổ đạo tắc, chẳng qua là khai quật bao nhiêu khác nhau, mặc dù huyền âm thánh tử, còn chưa hoàn toàn giải phong ma tượng đạo uẩn, nhưng đối phó với một cái huyền tiên, dư xài. Ổn. Nhìn huyền âm lão tổ, đã tại vuốt sợi râu. Bị nuốt vào hình người ma tượng, đừng nghĩ đi ra. Nuốt không nên nuốt người, sẽ rất khó chịu. Lời này, Tu La Thiên Tôn tại nói, quỷ tinh nghịch bọn hắn cũng tại nói. Quả nhiên, đang lúc tất cả mọi người cho là Vĩnh Hằng muốn bị trấn áp lúc, huyền âm ma tượng một hồi ông rung động, Triệu công tử lại giết ra tới, tại ma tượng ngực, xé mở một đạo xâm nhiên một khe lớn. Cái này, huyền âm lão tổ một hồi kinh hãi, khó có thể tin. Sau đó chính là thổ huyết âm thanh, là huyền âm thánh tử gặp phản phệ. Thần thái của hắn cũng là khiếp sợ dị thường, hắn dùng phương pháp này đánh bại rất nhiều động hư cảnh, đối đầu huyền tiên cấp, lại mẹ nó không dùng được. Bá đao phách thiên trảm. Triệu Bân một bước đăng lâm cửu tiêu, lấy tiên lực hóa đao, 10 trượng đao mang chợt hiện. Khổng lồ ma tượng, bị hắn một đao sinh bổ, huyền âm chi lực nổ đầy chiến đài. Phốc, huyền âm thánh tử lại phun máu, từ thiên cắm rơi xuống. Triệu công tử là một cái rộng thoáng người, cũng đem hắn đưa đi. Vẫn là tòa kia vách đá, lại nghênh đón một cái khách nhân mới, liền bày ra cái tư thế kia, đều cùng trước hai vị giống nhau như đúc, bản bản dòng dã chữ lớn bá khí ầm ầm, khỏi phải nói có nhiều sáng rõ. Lại đánh bại một cái, ban ngày một tiếng ho khan. Vĩnh Hằng quả nhiên danh bất hư truyền, Lăng Tuyệt cười cười. Những người khác ánh mắt liền có một chút quái, Vĩnh Hằng tiên thể có phải hay không đặc biệt hiếm có tòa kia vách đá, bằng không thì, vì đi đưa hết cho đánh bên kia đi, trước trước sau sau đã dán 3 chữ to. Mạnh như vậy sao, huyền âm lão tổ sắc mặt, đã là ảm đạm không chịu nổi. Nhìn thoáng chút nhi, sự tình không lớn, bên cạnh thân một cái lão giả áo tím cười nói. 160 vạn, còn kém 340 vạn. Triệu công tử bên này đã thu tặng thưởng, nói nhỏ tính toán, nếu là chiếu đánh tiếp như vậy, mua ký ức chi hoa còn có thể dẫy không thiếu. Kiếm tiền thật nhanh a. Cuồng Anh Kiệt sờ cầm một cái, thầm nghĩ muốn hay không cũng tới đi làm một hồi. Suy nghĩ một chút vẫn là coi như không có gì, hắn gây cừu ra quá nhiều, như lấy ra thân phận chân thật, hơn phân nửa rất náo nhiệt, tại chỗ 8 thành trở lên đám lão già này đều nghĩ giết chết hắn, hắn đây vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Oanh! Vạn chúng chú mục phía dưới, lại một người lên đài. Là một cái thanh niên áo trắng, bộ dáng có chút lạ, chính xác nói. Là hắn cái kia hai mắt thấy có chút lạ, là một loại đặc thù tiên nhãn, một vàng một bạc, đều lập lòe mịt mờ mà quang huy rực rỡ. Dạng này tiên nhãn, Triệu công tử là lần đầu tiên gặp. Mà thanh niên áo trắng này huyết mạch, hắn cũng nhìn không thấu. Đây là nhà ai? Thánh Thiên Tiên Tông thần tử. Phía dưới có người hỏi thăm, cũng không ít người giải đáp. Nhìn thanh niên tài tuấn, nhìn Thánh Thiên thần tử thần sắc đều tràn đầy e ngại. Rất rõ ràng. Cái này cũng là một cái nhân vật hung ác. Cẩn thận mắt của hắn. Cách đó không xa, đầu chọc lão nhắc nhở một tiếng. Không cần hắn nói, Triệu Bân trong lòng cũng đã có đếm, cái kia một vàng một bạc tiên con mắt, cất giấu sức mạnh, rất là mịt mờ thần bí, khó tránh khỏi có thiên phú truyền thừa, ra tay chính là sát sinh đại thuật cái chủng loại kia. 2 triệu, có bản lĩnh liền cầm. Thánh Thiên thần tử nhạt đạo, trong tay áo bay ra túi chữ vật. Dứt lời. Thì thấy một vàng một bạc 2 thanh tiên kiếm treo ở quanh người hắn, tới lui bay múa. Đó là bổn mạng của hắn khí, là dùng nguyên thần tế luyện, kiếm ý cùng đạo uẩn xen lẫn ngang dọc. Hảo kiếm! Triệu Bân một tiếng lẩm bẩm ngữ, càng là hạo diệt tiên kim chế tạo. Dạng này tiên liệu cũng không phổ biến, đúc thành binh khí uy lực cực mạnh. Chanh! Kiếm ngân vang âm thanh lóe sáng, Thánh Thiên thần tử vàng bạc song kiếm đã bay múa mà đến. Từ dưới đài nhìn tới nhìn, cái kia 2 thanh kiếm tựa như một vàng một bạc 2 đạo tinh mang, lại là nhanh như thiểm điện, chớp mắt liền giết tới trước người, kinh khủng kiếm uy, cộng thêm đáng sợ kiếm ý,
bẻ gãy nghiền nát. Ông! Triệu Bân lấy tiên lực hóa kiếm, cực điểm vũ động. Kim loại va chạm âm vang thanh âm, vang lên theo, cọ sát ra một mảnh lại một mảnh sáng như tuyết hỏa hoa, vàng bạc hai thanh kiếm công phạt vô song, mà Triệu Bân cũng phòng kín không kẽ hở, không đả thương được hắn. Thánh pháp, vô cực. Nhưng người thánh thiên thần tử một quát, hai thanh kiếm tất cả vọt lên tận trời. Quần chúng ngửa con mắt lúc, kim kiếm đã hóa thành thái dương, ngân kiếm thì hóa thành mặt trăng, có tinh thần phối hợp, chính là kiếm ý cùng đạo tắc biến thành, từng mảnh rực rỡ nóng bỏng hào quang, phổ chiếu thế gian. Thiên ngự, Triệu Bân trong lòng một lời, kim sắc quang mang tới người, trong vòng ba thước phòng ngự tuyệt đối. So sánh hắn phòng ngự chi pháp, cái kia cái gọi là thánh pháp vô cực, có vẻ như thiếu chút nữa ý tứ, quang huy là rực rỡ, cũng cực điểm xóa bỏ chi lực, nhưng chính là không phá nổi thiên ngự, cũng không đả thương được Triệu Bân. Khá lắm vĩnh hằng thiên ngự. Thánh thiên thần tử cười lạnh, giống như nghe qua vĩnh hằng một mạch thiên phú. Mà hôm nay ngự, chính là một trong số đó, có thể xưng phòng ngự tuyệt đối. Nhiên, này bí thuật cũng không phải là không thể phá. Thật vừa đúng lúc, hắn cái này có phương pháp phá giải. Đạo pháp, hủy thiên táng diệt. Thánh thiên thần tử một tiếng lạnh quát, màu bạc mắt tỏa thả tiên quang. Triệu Bân là mắt thấy đối phương trong mắt, có một tia thần bí ngân quang bổ ra. Hắn thiên ngự đụng tới ngân quang, càng là bị xé ra, không chỉ xé ra, ngân quang còn có uy thế còn dư, tại trước ngực hắn chém ra một đạo huyết hắc, cái kia thần bí chi lực, tại cực điểm hóa diệt hắn tinh khí. Tiên nhãn thần thông sao? Triệu Bân đối với ánh bạc này, có phần là hiếu kỳ. Còn chưa xong, thánh thiên thần tử u cười, mắt vàng cũng nở rộ ánh sáng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thì thấy Triệu Bân bản mệnh nguyên thần, giấy lên liệt diễm màu vàng. Này liệt diễm không phải chân thực, chính là một loại bí thuật hình thái, có không gian lực lượng tại rong chơi, mà hắn nguyên thần, lại bị ngọn lửa màu vàng óng đốt diệt không thiếu, chuẩn hơn chính xác nói, là bị hóa giải ở trong không gian. Ma luận huyết tế. Triệu Bân nhíu lông mày, rất có kinh ngạc. Thánh thiên thần tử phương pháp này, cùng hắn ma tử ma luận huyết tế có chút giống nhau, cũng là một loại hư ảo hỏa diễm, đều cùng không gian có liên quan, bất đồng chính là, một cái là ngọn lửa màu vàng óng một cái là liệt diễm màu đen. Oa xoa, đó là gì bí pháp? Quỷ tinh nghịch cùng khò khè oa đều gào to một tiếng. Cực đạo tuyệt diệt, đầu chọc lão đạo, đó là tiên nhãn bí pháp, cũng là không gian chi thuật, thánh thiên thần tử mắt vàng đoán chỗ, sẽ giấy lên ngọn lửa màu vàng óng, người chúng chiêu sẽ bị hóa diệt đến không gian. Quỷ quái như thế sao? Thật sự cho rằng thánh thiên là gọi không? Vẫn là đầu chọc lão kiến thức nhiều, bằng không thì cũng sẽ không nhắc nhở Triệu Bân. Ba người nói nhỏ, quần chúng cũng ánh mắt rạng rỡ, đại đa số người cũng là đầu hẹn gặp lại cực đạo tuyệt diệt, quả nhiên rất mạnh rất bá đạo, không nhìn vĩnh hằng tiên khu, công kích trực tiếp vĩnh hằng tiên thể bản mệnh nguyên thần. Nhìn ra, có chút đau. Cuồng Anh Kiệt gặm một cái linh quả, cũng là nhìn rõ ràng. Hắn cũng chịu đựng qua cực đạo tuyệt diệt chi pháp, cảm giác cũng không thế nào dễ chịu. Khá lắm cực đạo tuyệt diệt. Triệu Bân nhìn xem thiêu đốt nguyên thần, trong lòng thổn thức không thôi. Vàng bạc tiên nhãn quả là kỳ dị đồng tử, tả hữu con mắt đều có quái dị năng lực, một cái có thể xé mở thiên ngự kim quang, một cái có thể động không gian chi thuật, cái trước còn tốt, cái sau liền có một chút đau. Chiếu cái tư thế này. Mặc kệ thiêu đốt mà nói. Hắn nguyên thần sẽ bị sinh sinh nhuộm thành cho bụi. Phương pháp này, còn tốt đủ nhìn. Thánh thiên thần tử cười nói, ánh mắt ảm đạm đi khá nhiều. Xem ra, liên tiếp làm hai loại cấm thuật loại bí pháp, đồng lực đã hao sạch sành xanh. Vẫn được, Triệu Bân trở về tùy ý. Như đầu hẹn gặp lại phương pháp này, hắn có lẽ sẽ có hốt hoảng. Nhưng cái này bí thuật, hắn đã thấy ma tử thi triển nhiều lần, tuy là bá đạo dị thường, lại cũng không khó phá. Đem thiêu đốt chỗ, chém dụng là được. Nói, hắn nguyên thần thiêu đốt chỗ bị hắn huy kiếm chém dụng, sau đó bài trừ bên ngoài cơ thể. Như vậy tự chém một đao, mà lại còn là chém vào nguyên thần bên trên, cảm giác tất nhiên là không thế nào tốt. Này liền phá, phía dưới kinh ngạc một mảnh. Phá phương pháp này cũng không khó. Lão bố nhóm chậm chậm nói, bất quá, đem nguyên thần chảm một đao, vĩnh hằng tiên thể sợ là không dễ chịu, chiến lực tất nhiên sẽ giảm lớn, chưa chắc là thánh thiên thần tử đối thủ. Ngươi được lắm đấy, thánh thiên thần tử ánh mắt như đuốc. Nói thực ra, ta bây giờ nộ khí rất lớn. Triệu Bân nhạt đạo. Còn chưa dứt lời, thì thấy hắn bước ra một bước,
cũng là một bước tiêu thất, là tốc độ nhanh đến cực hạn, bất quá 1/3 trong nháy mắt, liền đã giết tới Thánh Thiên Thần Tử trước người, một quyền hám thiên bá liệt vô song. Thánh Thiên Thần Tử không dám ngạnh hám, một bước phi thân sau đột, sau đó đạp bầu trời mà lên. Hắn tế vàng bạc song kiếm, từ khoảng không phách chạm, tại đánh xuống trong nháy mắt, hai kiếm hợp hai là một, kiếm uy kiếm ý cũng điệp ra, thành 10 trượng kiếm mang, đáng sợ kiếm ngân vang âm thanh, để nội tình yếu hậu bối, đều nguyên thần nhói nhói. Hộ thể thiên cương. Triệu Bân trong lòng một lời, chống lên thiên cương cháo. Thánh Thiên Thần Tử chém dụng kiếm, như bổ vào thép tấm bên trên. Ngự kiếm phi tiên. Triệu Bân đề kiếm, chỉ phía xa thiên khung. Ngôn xuất pháp tùy, vô song kiếm quang vọt lên tận trời, mỗi một đạo đều kim quang rực rỡ. Oanh! Thánh Thiên Thần Tử thông suốt định thân, một tay bấm niệm pháp quyết. Tùy theo, thì thấy trước người hắn có một mặt hư ảo tiên kính hóa ra, đỡ được ngút trời kiếm mang. Phá! Triệu Bân một đạo chu tiên quyết, xuyên thủng tiên kính. Thánh Thiên Thần Tử kêu đau một tiếng, đạp nửa bước lui lại, không chờ hắn đứng vững, thì thấy Triệu Bân đăng thiên mà đến. Hắn phản ứng không chậm, mi tâm điện mang lóe sáng, muốn nguyên thần kiếm bổ ra. Thế nhưng, hắn nhìn thêm một cái Triệu Bân, thậm chí chịu Triệu Bân tiên nhãn huyễn thuật, tâm thần trở nên hoảng hốt, muốn bổ ra đạo kia nguyên thần kiếm, cũng trong nháy mắt mất uy lực, cũng là trong nháy mắt tiêu tan. Chanh! Thánh Thiên Thần Tử nguyên thần kiếm phá diệt, nhưng Triệu Công Tử nguyên thần kiếm, lại đâm đầu vào chém cái bản bản dòng dã. Ngô! Thánh Thiên Thần Tử tiếng rên nhẹ nặng nề, nguyên thần chịu một kiếm, tại chỗ thất khiếu chảy máu. Triệu Công Tử liền tự giác, một bước như bóng với hình, rất lanh lẹ cho hàng này bổ một quyền, có lẽ là tâm tình khó chịu, một quyền này lực đạo dùng cũng tặc mãnh liệt, đánh Thánh Thiên Thần Tử hoành lật ra đi, thể nội xương cốt một hồi lốp bốp, suýt nữa tại chỗ tan ra thành từng mảnh, vàng bạc song kiếm đều bị đánh bay. Oanh! Cùng với một tiếng oanh minh, Thánh Thiên Thần Tử cũng cùng tòa kia vách đá, tới một tiếp xúc thân mật. Vẫn là có phần sáng rõ một cái chữ lớn, chỉ có điều hình ảnh có chút huyết tinh, vách đá đều bị nhuộm đỏ. Ừng ực, trẻ tuổi tài tuấn nhiều nuốt nước miếng, vẻ kiêng dè càng lớn, mà ngay cả Thánh Thiên Thần Tử đều thua. Lão bố nhóm thì thổn thức, vĩnh hằng một mạch nhân tài, quả nhiên cũng là chút nội tình căn cơ hùng hậu chủ. Nhìn Thánh Thiên lão tổ, liền có một chút mặt không nén giận được. Hắn tôn nhi vẫn là rất mạnh rất biết đánh nhau, thế nào liền bại đâu. Nhìn thoáng chút nhi, sự tình không lớn. Lần này, đổi Huyền Âm lão tổ chụp bả vai hắn, lúc trước hắn tôn nhi bị đánh lúc, hàng này cũng là như vậy an ủi hắn, phong thủy luân chuyển, cuối cùng là có thể tìm chàng tử trở về, phá lệ sảng khoái. Thánh Thiên lão tổ mặt mo đen kịt, cái này mẹ nó hiện thế báo sao. Bên này, Triệu Bân đã thu chiến lợi phẩm, vẫn là đánh nhau nhanh đến tiền. Ta muốn hay không đem ký ức chi hoa chướng cái giá cả. Gặp Triệu Bân kiếm tiền rất nhẹ nhàng, Cuồng Anh Kiệt sờ cầm một cái. Ý niệm này rất nguy hiểm, nếu để Triệu công tử biết được, nhưng là không phải mua bán vấn đề. Siêu! Kinh hồng chợt hiện, lại một người lên đài. Đây là một cái ngân bào thanh niên, khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm, huyết mạch chi lực rong chơi ở quanh thân, bản nguyên diễn xuất một vài bức dị tượng, câu lạc đến huyền ảo cực hạn, có đạo âm khuấy động mà ra. Hắn, chính là Thiên Ngoại Cung thần tử. Thế nhân xưng chi Thiên Ngoại Thần Tử. Hắn rất bất phàm, ít nhất hắn đạo rất bất phàm, đạo uẩn tự nhiên mà thành. Một cái so một cái mạnh a, khò khè oa một tiếng thổn thức. Đây là một cái ngọa hổ tàng long niên đại, đầu chọc lão ngữ trọng tâm trường nói. Lời này cũng không sai, từ Thiên Lang Thánh Tử thứ nhất đi lên, phía sau đích thật hiếm thấy kinh khủng, chí Thánh Thiên Thần Tử đã là nhất lưu cao thủ, bây giờ Thiên Ngoại Thần Tử còn càng mạnh hơn Thánh Thiên Thần Tử. Coi chừng, đừng bị dây, Cuồng Anh Kiệt truyền âm một tiếng. Hắn là cùng trời ngoại thần tử đấu qua, là cái khó dây dưa nhân vật. Triệu Bân nghe rõ ràng, cũng không cần Cuồng Anh Kiệt nhắc nhở, hắn cũng sẽ không nhỏ dò xét đối diện yêu nghiệt, theo mạnh yếu trình tự thượng đài, vị này xác thực mạnh hơn Thánh Thiên Thần Tử, hơn phân nửa có cường đại dựa dẫm. Bịch, Thiên Ngoại Thần Tử không lấy túi chữ vật, lật tay một cây đao cắm vào trên chiến đài, ngụ ý rõ ràng, đây cũng là tặng thưởng. Nếu là thắng ta, đao này chính là của ngươi, mấy trăm vạn tiên thạch đều mua không được. Hảo đao! Triệu Bân trong lòng một tiếng tán thưởng, là không tầm thường tiên liệu chế tạo. Như hắn, tại chỗ cũng không ít người nhìn ánh mắt rạng rỡ, Thiên Ngoại Thần Tử thật to lớn quyết đoán a. Lại cầm đao này tới đánh cược,
như thua chẳng phải là rất lúng túng, nhưng nhìn hắn thần thái, hình như có tất thắng tín niệm. Oanh! Thiên ngoại thần tử khí lực run lên, một mảnh ngân sắc tiên hải mãnh liệt tuôn ra. Nhìn tiên trong biển, lại có một tòa cung điện chìm nổi, có đại đạo thiên âm vang vọng. Tiên hải thiên cung. Biết hàng đám lão già này, đều vuốt râu một cái. Đó là bí pháp cũng là dị tượng, thiên ngoại cung độc môn tuyệt kỹ. Oanh! Triệu Bân không tỏ ra yếu kém, tiên lực màu vàng óng thành đại hải, đâm đầu vào chĩa vào tiên hải thiên cung. Chiến đài tùy theo oanh rung động, một vàng một bạc hai mảnh tiên hải, một cái mãnh liệt lăn mình một cái. Chấn áp! Thiên ngoại thần tử một quát, tiên cung ầm vang bay lên không, từ thiên khung đè ép xuống. Đó là một tòa nguy nga tiên cung, trầm trọng như sơn nhạc, sức mạnh rộng rãi bàng bạc. Triệu Bân một bước không có đứng vững, bị tiên cung đè một hồi lảo đảo, có đáng sợ sức mạnh tới người, liền hắn tiên lực, đều bị bức về tử phủ, huyết mạch chi lực cùng bản nguyên chi lực cũng đồng dạng bị áp chế. Hắn không suy nghĩ nhiều, lúc này vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Ngừng lại, cửu thiên lôi đình chợt hiện, oanh âm thanh thông thiên tế. Trời muốn mưa, thật quỷ dị lôi điện, càng là ẩn giấu thiên uy. Thái đa nhân ngửa đầu, càng thuộc lão bối ánh mắt thâm thúy nhất. Đây không phải thiên kiếp lôi điện, lại vẫn cứ có uy lực của thiên kiếp song chơi. Là ngươi, nằm nghiêng trên ghế ngồi thiên vương thánh tử, không khỏi ngồi ngay ngắn một phần. Đêm đó, hắn dẫn người hủy diệt Lâm thị nhất tộc lúc, chỉ thấy qua bực này hình ảnh. Cũng chính là nói, đêm đó dẫn lôi điện công phạt hắn người, chính là vĩnh hằng tiên thể. Hảo tiểu tử, lão tử tìm ngươi rất lâu. Thiên vương thánh tử nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn mang lộ ra. So sánh hắn, cuồng anh kiệt cùng quỷ tinh nghịch bọn hắn liền bình tĩnh nhiều, sớm đã được chứng kiến. Đồng dạng thấy qua, còn có quỷ tiên lão đạo, lúc trước bắt vĩnh hằng tiên thể lúc, còn từng nghiên cứu qua, đến nay đều không nhìn ra nguyên cớ, càng thêm không biết, thông thường lôi vì cái gì có thiên uy tiềm ẩn. Người có thể thấy được qua, Lăng Tuyệt xem qua một mắt ban ngày. Chưa từng thấy qua, ban ngày ho khan lắc đầu. Lăng Tuyệt lại trách mắt nhìn không lo tiên tử, có phần nghĩ sư tôn giảng giải một phen. Đáng tiếc, không lo tiên tử cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ biết đó là dẫn lôi chi pháp. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Tại chỗ tu vi cao nhất thiên chỉ tiên mẫu, cũng không khỏi một lời kinh ngạc. Chớ nói những người khác, liền nàng tôn này thiên vương cấp, cũng không biết huyền cơ. Giống. Sấm sét vang dội bên trong, lôi đình kỳ lân đã ngưng tụ ra, đánh tới tiên cung. Phía sau một tiếng ầm ầm, rung động thiên địa, có một mảnh vầng sáng chiêu tứ phương lan tràn. Chúng thiên chỉ trưởng lão gặp chi, vội vàng hoảng mở chiến đài kết giới, để tránh quần chúng bị dư ba. Giống. Con thứ hai kỳ lân tùy theo diễn hóa, từ thiên lao nhanh xuống. Một cái động này, toàn bộ thiên ngoại thiên cung đều một hồi lay động lung lay. Ngô! Thiên ngoại thần tử bị phản phệ, khóe miệng có máu tươi trôi tràn. Còn chưa xong, càng nhiều lôi đình kỳ lân tất cả đập xuống tới. Nguy nga bàng bạc tiên hải thiên cung, bị cứng rắn đụng cái vỡ nát. Thái sơ thiên lôi quyết. Thiên ngoại thần tử ánh mắt lấp lóe, tựa như nhìn ra manh mối. Dẫn lôi chi pháp đi, tại chỗ rất nhiều cường giả đều có thể nhìn ra huyền cơ. Bọn hắn duy nhất không hiểu, chính là lôi bên trong thiên uy, tầm thường lôi điện không đả thương được tiên cung, có thiên uy liền nói khác. Thiên phạt, lôi đình kiếm. Triệu Bân vừa quát âm vang, ước vạn sấm sét ngưng kết thành kiếm. Thiên ngoại thần tử cũng không phải dựng, một bước thông suốt đứng vững, đạp chiến đài nổ tung. Thấy hắn chỗ mi tâm, khắc ra một đạo bí văn, xong việc, liền hắn gặp quanh thân trong vòng ba thước, đều hóa thành một vùng tăm tối, vỗ xuống sấm sét. Tao ngộ hắc ám, lại bị hóa giải trở thành vô hình. Phương pháp này, cùng Triệu Bân thiên ngự kim quang có dị khúc đồng công chi diệu. Bất đồng chính là, thiên ngự chủ phòng, mà thiên ngoại hắc ám thì chuyên chú hóa giải. Cực pháp, tịch diệt thiên ám. Thiên ngoại thần tử một tay bóp ấn quyết, vừa quát bá khí ầm ầm. Dứt lời, hắn ba thước hắc ám lại có khuếch trương, che toàn bộ thiên khung. Một màn quỷ dị tùy theo lộ ra, đầy trời lôi điện. Vậy mà đều tiêu tán, chính xác nói, là bị bóng tối che giấu, có thể nghe được oanh minh, lại là không thấy sấm sét, toàn bộ thiên đều một mảnh đen kịt. Thật siêu quần bạt tụy a. Triệu Bân cũng bị kéo vào trong bóng tối, một hồi thổn thức chặt lưỡi. Từ hắn tu thái sơ thiên lôi quyết, vẫn là đầu trở về bị phá dứt khoát như vậy. Coi chừng thiên ngoại mắt. Vẫn là đầu chọc lão,
lại cho Triệu Bân truyền âm. Triệu công tử không đáp lời nói, đã nhìn thấy bầu trời dị biến, cái kia trong bóng tối lại nhiều một vành mặt trời, à không đúng, hẳn là một cái đồng tử, khổng lồ vô cùng, tỏa ra mờ tối quang huy. Cái kia quang huy rất bất phàm, cô quạnh bên trong cất giấu hủy diệt. Cũng chính là sức mạnh hủy diệt, để hắn khí lực pha tạp không thiếu. Vẫn là hóa giải, đối phương phải dùng thiên ngoại mắt đem hắn hóa diệt trong bóng đêm. Loại này bí pháp, hắn đã từng cũng đã gặp, năm đó tại Vân U Cốc, hắn cùng Lạc Hà thiếu chút nữa nhì bị huyết y lão tổ tiêu diệt, đạo lý là đồng dạng đạo lý, trong bóng tối tiềm ẩn tuyệt diệt sát ý. Phải, bị đẩy vào hắc ám. Thiên ngoại mắt uy lực cũng không phải đùa giỡn. Lão phù bấm ngón tay tính toán, vĩnh hằng tiên thể sợ là muốn bại. Mắt thấy bầu trời cùng chiến đài một vùng tăm tối, dưới đài tiếng nghị luận ồn ào. Đặc biệt là lão bối, gặp cầu kia đoàn nhi, cuối cùng chát đôi nhi đóng vai thần côn. Ổn. Thiên ngoại cung lão tổ, vuốt râu tư thế có phần ưu nhã. Hắn đối với thiên ngoại mắt lực sát thương, vẫn là rất có tự tin. Thật lớn một con mắt. Trong bóng tối, Triệu Bân còn tại ngửa đầu nhìn. Cái kia to lớn thiên ngoại mắt, thật sự như một vành mặt trời, một vòng ô hắc thái dương. Hắn nhìn rõ ràng, con mắt kia là ngay cả thiên ngoại thần tử, đây coi là tiên nhãn thần thông. Kết quả là, hắn khai quang minh thân. Chói mắt kim quang, với hắn khí lực nở rộ. Tích tắc này, hắn cũng tựa như một vành mặt trời, ánh sáng chói lọi, xé ra bóng tối vô biên, liền trong bóng tối con mắt kia, cũng ảm đạm không thiếu. Quang minh đối với hắc ám tất nhiên là tiên thiên khắc chế. Ngô, giấu tại hắc ám thiên ngoại thần tử, bị hoảng hai mắt đen thui. Triệu Bân nhìn không kém, thiên ngoại mắt là cùng trời ngoại thần tử con mắt tương liên. Mà hắn quang minh chi thân, nhưng là lấy quang minh đối với hắc ám, lung lay đối phương mắt, cả kia hắc ám, cũng từng giờ từng phút cởi ra, còn có hư vô thiên ngoại mắt, cũng bị quang minh che giấu. Qua xoa, hắn lại phá. Dưới đài ngừng lại kinh ngạc một mảnh, Thái Đa Nhân nhìn hai mắt tròn trịa. Một giây trước còn trong lòng đã có dự tính thiên ngoại lão tổ, bây giờ cũng thần sắc đặc sắc. Hắc ám tán đi, hiển lộ Triệu Bân cùng thiên ngoại thần tử thật hình, Triệu công tử hơi có vẻ chật vật, thiên ngoại thần tử đi. Có vẻ như so với hắn càng chật vật, vốn là sán sán một đôi con mắt, khóe mắt máu tươi trôi tràn. Rất tốt, thiên ngoại thần tử đốt diệt máu tươi, trong tay hóa ra một thanh màu bạc tiên kiếm. Quỷ quyệt là, này kiếm cũng không khai phong, nhưng nó lăng lệ càng lớn khai phong kiếm. Ông! Thiên ngoại thần tử hai ngón băng lãnh, một tia máu tươi bôi ở trên thân kiếm.